Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 32. Lâm Khuynh Thiên nhảy từ tháp Đông Phương xuống, cả tỉnh Giang Nam nổ tung. Phương gia, Phạm gia và mấy thiếu gia khác nhảy lầu, vậy mà đại thiếu Lâm gia một trong tứ thiếu cũng nhảy lầu. Đối với những người có hiểu biết ở Giang Nam, cho đến bây giờ đều là đại thiếu Lâm gia và những thiếu gia gia tộc khác khiến người khác nhảy lầu, chưa từng có chuyện bọn họ nhảy lầu. Tin tức Lâm Khuynh Thiên nhảy lầu truyền ra không lâu, tin đám Lâm Thiên Phong bị giết cũng truyền ra. Cả Giang Nam lập tức như núi lửa bùng nổ, run rẩy từng đợt. Trên giường to trong một căn biệt thự, một người đàn ông phúc hậu để trần, tay không thành thật ôm một mỹ nữ diêm dúa lòe loẹt, nghe điện thoại. Ông chủ, Lâm gia bị Mạc gia diệt rồi. Trong di động, một thư ký kích động nói. Cái gì? Lực chú ý của người đàn ông còn đang đặt trên người mỹ nữ diêm dúa lòe loẹt, qua vài giây lúc này mới phản ứng kịp. Đợi một chút, cô không lầm chứ? Hiện giờ TV đều đã đưa tin, không sai được. Thư ký giải thích. Nói như vậy, Mạc gia thắng sao? Vẻ mặt người đàn ông sửng sốt, nói. Lâm gia đấu với Mạc gia không ai không biết, ông ta đã chuẩn bị làm xong với tình nhân, sẽ đến Lâm gia chúc mừng, ông ta đã chuẩn bị lễ rồi. Chuyện này, thân ái, làm sao bây giờ? Mỹ nữ diêm dúa lòe loẹt cảm thấy người đàn ông dừng lại, bất mãn hỏi. Lâm gia và gia chủ, thiếu gia mấy gia tộc đứng về phía Lâm gia bị giết rồi. Vẻ mặt người đàn ông khó coi nói. Lâm gia vừa nói, bọn họ gần như đứng bên Lâm gia trước tiên, ai biết Lâm gia bị Mạc gia diệt. Cái gì? Khuôn mặt mỹ nữ diêm dúa lòe loẹt vốn như cây đào mật chín mộng, nghe câu này trên mặt lập tức tái mét. Sao lại có chuyện này? Anh cũng thấy không có khả năng, ai biết Mạc đại sư Đông Hải đáng sợ như vậy. Vậy chẳng phải anh cũng nguy hiểm rồi sao? Ai nói không phải chứ? Vậy chúng ta làm sao giờ, nếu không thì? Đôi mắt của thiếu phụ xinh đẹp khẽ đảo, nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Trong lúc này, phàm là những người đứng bên Lâm gia đều cảm thấy bất an, sợ sau Chu gia, Phương gia, Dư gia, người kế tiếp bị diệt là bọn họ. Chuyện như vậy cũng xảy ra ở biệt thự La gia. Cái gì, Lâm gia thua? Mắt La Yên mở to. Khó có thể tin nói. Nhiều người ra tay như thế, Lâm gia, Thanh Bang, Liễu gia, còn có Hắc Ám giáo đình, vậy mà không làm gì được Mạc Phàm. Con xem tivi thì biết. La Phi tức giận nói. Lúc trước xin lỗi Mạc Phàm là giải quyết được mọi chuyện, La Yên không cần đánh cược. Lần này hay rồi, đợi Mạc Phàm tìm tới cửa đi. La Yên chưa mở tivi, di động đã vang lên, cô ta lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua sắc mặt thay đổi. Đây là tin tức bản thân cô ta gửi tới, không chỉ Lâm gia và mấy gia tộc bị diệt, người Mạc gia đều được thả, mấy người trong gia tộc Lâm gia đang bị điều tra, Lâm gia xong đời rồi. Cộp cộp, La Yên lùi về sau mấy bước theo bản năng. Vậy làm sao bây giờ? Đôi mắt La Yên khẽ đảo, không biết làm sao nên hỏi. Còn làm sao được nữa, chỉ có thể xin lỗi. Đám quỷ lão không phải đối thủ của Mạc Phàm, La gia bọn họ lợi nhất cũng chỉ đứng thứ 6 hắc bảng. Ngay cả quỷ lão cũng không bằng, càng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Ngoại trừ tự mình tới cửa xin lỗi nhận thua, còn có thể làm gì? Xin lỗi, con không đi. La Yên vội nói. La Phi nhíu mày, nhìn về phía La Yên, sắc mặt lập tức khó coi. Có phải con động tay động chân gì đó sau lưng Mạc gia hay không? Không ai hiểu con gái bằng cha, La Yên là con gái ruột của ông ta, sao ông ta không biết tính La Yên? Chỉ cần bị người ta bắt nạt, nếu không xả giận, tuyệt đối không bỏ qua, nhìn biểu cảm của La Yên chắc chắn đã làm chuyện gì rồi. Không sai, con đã phái người đuổi giết người Mạc gia, nhưng Mạc Phàm bắt nạt con trước, con phái người thu thập cậu ta là đúng, cùng lắm thì chúng ta về Mạc Bắc, con không tin Mạc Phàm còn có thể tìm đến Mạc Bắc chúng ta. La Yên không cam lòng nói. Cái gì, vậy mà con phái người đuổi giết người nhà Mạc Phàm? Trước mắt La Phi bỗng tối sầm. Thiếu chút nữa xỉu vì tức. Ông ta đã xem thường La Yên rồi, ông ta cho rằng La Yên chỉ ra tay nhỏ mà thôi, ai biết La Yên cho người đuổi giết người Mạc gia. Yên nhi, đừng trách cha quá tàn nhẫn với con, cha cũng không có biện pháp. La Phi nắm chặt tay, trầm giọng nói. Người ra tay với Mạc gia đều bị Mạc Phàm giết gần hết, đây chỉ là bước đầu tiên, chắc chắn Mạc gia sẽ không tha cho những người khác dễ dàng như vậy. Nếu lúc này không đi xin lỗi Mạc Phàm,
đợi Mạc gia tìm tới cửa thì muộn rồi. Cha à, đợi đã, cha đừng vội xin lỗi Mạc đại sư kia, thực ra chúng ta hoàn toàn không cần sợ cậu ta. Sắc mặt La Yên thay đổi, vội vàng nói. Cô ta không muốn bị đưa đến chỗ Mạc Phàm, chỉ cần nhìn thấy Mạc Phàm, cô ta chỉ có đường chết. Hừ, con nói hay quá nhỉ, trái lại con nói cho cha xem vì sao không cần xin lỗi. La Phi hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cha cảm thấy bây giờ có bao nhiêu gia tộc ở Giang Nam sợ Mạc gia như chúng ta. La Yên suy nghĩ một lát, nói. Còn phải hỏi sao, chắc chắn hơn 90%. Những người đứng bên Lâm gia, hiện giờ đều lo lắng Mạc gia tìm tới cửa. Nếu chúng ta nghĩ kế tử trong, dùng bối rối trên hơn 90% người này đối đầu với Mạc Phàm, cha cảm thấy Mạc Phàm chịu đựng được không? Trong mắt La Yên hiện lên cơ trí, nói. Tuy Lâm gia khiến hơn 90% gia tộc Giang Nam đứng phía mình, nhưng quá tự đại, không dùng lực lượng lớn như vậy, chỉ dùng lực lượng mấy nhà thân với Lâm gia. Phương pháp này vừa không sáng suốt lại nguy hiểm. Nếu để cô ta làm chuyện này, chắc chắn cô ta sẽ không tự mình ra tay, cô ta sẽ bảo hơn 90% thế lực này đi làm. Cho dù thua, Mạc Phàm cũng không dám làm gì. Mạc Phàm có thể diệt hơn 90% nhà giàu có ở Giang Nam, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cho dù Mạc Phàm dám, sẽ có người ngăn cản. Nhưng hiện giờ muộn rồi. Hơn 90% gia tộc này sẽ vì bảo vệ mình, tự nghĩ biện pháp. Chỉ cần hợp tất cả thế lực vào, hoàn toàn không cần xin lỗi Mạc Phàm. Cái gì? Mắt La Phi mở to, sau đó sắc mặt trắng xanh. La Yên không đi giải thích, còn muốn tiếp tục ra tay với Mạc Phàm. Không thể không nói con gái ông ta vô cùng thông minh, quả thật lúc này là cơ hội tốt đối phó Mạc gia. Nhưng một đám xài lang đối phó một con rồng, sẽ thành công sao? Mạc gia hiện giờ như một con rồng. Còn đây là làm liều đó. La Phi tức giận nói. Cha à, vì sao cha phải sợ Mạc Phàm này, người mạnh đến mấy cũng có điểm yếu, cho dù cậu ta lợi hại, cũng lợi hại hơn vũ khí tiên tiến à, chẳng lẽ cha muốn ném con cho Mạc Phàm, đẩy con vào chỗ chết? La Yên lạnh giọng hỏi. Vậy cha không còn lựa chọn, con muốn trách thì trách mình đắc tội Mạc Phàm. Mặt La Phi khó coi, bất đắc dĩ nói. Nếu như vậy, vậy đừng trách con không khách sáo, cha à. Ánh mắt La Yên phát lạnh, không sợ hãi nói. Cô ta là đại tiểu thư La gia, không thể để mặc Mạc Phàm xử trí, nếu đắc tội Mạc Phàm phải chơi tới cùng. Con muốn làm gì, Yên Yên? La Phi nhíu mày, khó hiểu nói. Ông ta có cảm giác chuyện lớn sắp xảy ra. Lúc này một giọng nói cứng cáp hữu lực vang lên. Con bé làm đúng lắm. La Phi nhìn người tới, lông mày nhíu lại. Người tới khoảng 6-70 tuổi. Mặc trang phục luyện võ màu đen, râu tóc hoa râm, trên mặt đều là nếp nhăn, nhưng hai mắt chớp lóe tinh quang, như có tia chớp lập lòe bên trong. Khuôn mặt có vài phần tương tự La Phi, nhưng uy nghiêm, tàn ác hơn nhiều. Nhất là đôi mắt hơi xích, như hai thiết ưng dương cánh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lão nhân này mặt mũi dữ tợn, đúng là La Thành người đứng thứ 6 hắc bảng. Ông nội, cuối cùng ông cũng đến rồi. Ông không tới cha sẽ ném cháu cho tên hai lúa Mạc gia kia, mặc cậu ta xử trí. La Yên cười lạnh lùng, vội vàng nhu thuận chạy tới bên cạnh lão giả kia, bĩu môi, vẻ mặt ấm ức. Yên tâm đi, có ông ở đây, ai cũng không động được người La gia chúng ta. La Thành vỗ vỗ lưng La Yên đầy cưng chiều, kiêu ngạo nói. Khí thế như cái cọc cắm trên đỉnh núi, cắm thẳng lên trời, phá thiên mà đứng. Cha, sao cha lại tới đây? La Phi nhìn La Thành, sắc mặt khó coi, hỏi. Hiện giờ con còn không bằng Yên Yên, cha không tới, mặt mũi La gia Mạc Bắc chúng ta sẽ bị con làm mất hết rồi, cha thực hoài nghi con có phải con trai của La Thành hay không. La Thành hừ lạnh một tiếng nói, ánh mắt nhìn La Phi tràn đầy giận dữ. Một người là con ông ta, một người là cháu gái ông ta, thái độ khác hẳn, giống như La Phi không phải con ruột ông ta, mà là con trai lão Vương hàng xóm. La Phi nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Cha, Yên Yên làm bừa, cha cũng tham gia theo, Mạc đại sư kia ngay cả quỷ lão, băng ma cũng không phải đối thủ của cậu ta, chúng ta. Vậy thì sao chứ, con nghĩ rằng La gia chúng ta đơn giản như vậy, chỉ cần cậu ta dám tiến vào Mạc Bắc chúng ta, cha sẽ khiến cậu ta một đi không trở về. La Thành hơi nhếch miệng,
cười mỉa nói, căn bản không để Mạc Phàm vào mắt. La Phi nhíu mày, trước mắt La Yên sáng lên. Ông nội, có phải ông có biện pháp thu thập tên hai lúa kia không? Cho dù tập hợp hơn 90% lực lượng Giang Nam, diệt những người khác của Mạc gia còn được, muốn giết Mạc Phàm thì không đơn giản như vậy. Nhưng quan trọng nhất Mạc gia là Mạc Phàm. Ha ha, hai người về Mạc Bắc với ông trước, đến Mạc Bắc hai người sẽ biết, một người sắp chết mà thôi, dám đến Mạc Bắc sẽ chết. Trong mắt La Thành chớp lóe tinh quang, như dự liệu trước. Thật vậy sao, ông nội? La Yên hưng phấn hỏi. Ông có bao giờ lừa gạt cháu không? La Thành cười nói, bộ dạng không sợ hãi. Mạc đại sư gì chứ, đợi xem, không lâu sau cái tên này sẽ biến mất. Cha, chúng ta thật sự phải là địch với Mạc gia sao? La Phi nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nói. Ông ta không biết cha mình lấy đâu ra tự tin, nhưng ông ta có cảm giác Mạc Phàm này không thể trêu chọc, càng là sau này càng không thể trêu chọc. Nếu không thì sao? La Thành lạnh lùng liếc La Phi một cái, hỏi. Nhưng, La Phi bị La Thành nhìn chăm chú như thế, thân thể run lên, lời vừa nói ra khỏi miệng lập tức nuốt xuống. Vậy Tiểu Vân làm sao bây giờ? Bọn họ tới Giang Nam là tìm Mạc Phàm khám bệnh. Yên tâm đi, hai người theo cha quay về sẽ có người chữa khỏi bệnh cho Tiểu Vân. La Thành lạnh lùng nói. Dạ, cha. La Phi nắm chặt tay, cuối cùng lại buông ra, gật đầu bất đắc dĩ. Tuy ông ta là gia chủ trên danh nghĩa, nhưng người chân chính nắm quyền lực La gia là cha ông ta, nếu cha ông ta nói vậy, ông ta cũng chỉ có thể làm thế. Hy vọng La gia tránh thoát một kiếp này. La Phi thở dài, rời đi với La Thành. Theo tin tức truyền ra, một số thế lực Bạch gia Giang Nam, Liễu gia thủ đô, Hắc ám giáo đình châu Âu, Thanh bang hải ngoại chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu lúc trước Mạc gia chỉ là một cây gỗ, trải qua lần này Mạc gia như rừng rậm, khiến bất luận một phương nào không thể lơ là. Ở Mạc Bắc, mấy tộc nhân nhanh chóng tụ tập. Ở một nơi thần bí, một người đàn ông tóc đen nhướng mày, khẽ kêu một tiếng, nhìn thoáng qua Giang Nam. Vô số ánh mắt nhìn về phía Mạc gia Giang Nam. Lúc tỉnh Giang Nam sôi trào, Mạc Phàm quay về biệt thự Hào Đình. Ở cửa, những người diễu hành thị uy sớm đã tán đi, một số bảo vệ và cảnh sát canh ở cửa. Ở cửa, Mộc Phong Nhạc nhìn thấy Mạc Phàm đi đến, vội vàng ra đón. Mạc tiên sinh, tình huống thế nào rồi? Mạc Phàm hỏi. Mạc lão tiên sinh và thím tôi được thả ra rồi, tất cả mọi người đều bình yên vô sự, chỉ bị kinh hách một chút, những sát thủ đều bị diệt sạch, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người dám tới. Nhưng Lâm Thiên Phong và Lâm Khuynh Thiên bị cậu giết thật sao? Mộc Phong Nhạc hỏi. Hiện giờ bên ngoài đã ồn ào huyên náo, nhưng anh ta vẫn không dám tin tưởng. Lâm gia cự phách thương trường Giang Nam, cứ bị bọn họ diệt như vậy. Cảm giác này như đại mãng xà chiếm cứ Giang Nam ngàn năm bị đánh chết, hoàn toàn không chân thực như nằm mơ. Diệt bọn họ rất khó sao, nếu không phải đặt cược ở Lan Quý Phi, Lâm gia đã bị diệt một tháng trước. Mạc Phàm cười khinh thường, căn bản không để chuyện này ở trong lòng. Tựa như giết Lâm Thiên Phong và Lâm Khuynh Thiên, dễ như giết chết hai con kiến. Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc ngẩn ra, hít vào một hơi khí lạnh, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ. Bên công ty thế nào? Mạc Phàm không quan tâm biểu cảm của Mộc Phong Nhạc, lạnh nhạt hỏi. Cổ phiếu công ty đã tăng, lúc này có không ít thế gia Giang Nam đến, nhưng mà... Sắc mặt Mộc Phong Nhạc thay đổi, muốn nói lại thôi. Sao thế? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Lâm gia và mấy gia tộc thân thiết với Lâm gia đã bị bọn họ diệt, còn vấn đề gì? Cảm thấy tôi ra tay quá nhẹ, hay cảm thấy kiếm của tôi không đủ sắc bén? Không phải chuyện này, là Mạc tiên sinh ra tay quá nặng, bọn họ sợ gia tộc mình bị diệt như Mộc gia, Chu gia, cho nên 60% nhà giàu Giang Nam tụ tập lại thành một thế lực. Tuyên bố chỉ cần Mạc tiên sinh dám ra tay với bọn họ sẽ khiến hơn 1.000 vạn người Giang Nam không có việc làm. Mộc Phong Nhạc nhỏ giọng nói. Anh ta biết là sẽ có người phản kháng, nhưng không ngờ lại là nhiều người cùng phản kháng như vậy. Nếu những người này cùng đối đầu với Mạc gia, chắc chắn không phải chuyện tốt, thậm chí còn đáng sợ hơn Lâm gia. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, lông mày lập tức giãn ra. Đầu sỏ Lâm gia đã bị hắn diệt, một đám tiểu lâu la không làm gì được tụ tập một chỗ có ích gì. Anh đi điều tra xem, là ai sai khiến,
có bối cảnh gì, điều tra xong nói cho tôi biết là được. Nếu không ai sai khiến, chắc chắn những người này không tụ tập nhanh vậy đâu. Tựa như thợ săn bắn một phát lên cây, chim chóc trên cây lập tức giải tán. Nhưng nếu không thể khiến bọn chúng cảm thấy an toàn, bọn chúng khó mà sống tiếp cùng cây đó. Chỉ cần tìm ra cái cây này, tìm được người sai khiến, giết là được, không có gì đáng ngại. Được, tôi lập tức phái người đi làm. Mộc Phong Nhạc gật đầu. Mạc Phàm vào biệt thự nói chuyện với mọi người một lát, liền quay về Viên Gia Trang. Vừa tiến vào trong động phủ, hắn lấy chiếc chìa khóa kia ra. Nhìn xem rốt cuộc thứ này là thứ gì. Thứ này có thủ hộ nhất tộc, chắc chắn không phải đồ bình thường. Tuy không hẳn có tác dụng với hắn, nhưng xem trước rồi nói sau. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, thanh chìa khóa kia xuất hiện trong tay hắn. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, một đạo linh khí biến mất vào trong chìa khóa. Linh khí này vừa được rót vào, giống như ném sao hỏa vào trong chảo dầu nóng. Bùm, uy áp phóng thích ra, một bóng người tiên phong đạo cốt, mặc áo liệm thư sinh xuất hiện trên chìa khóa, giọng nói kiêu ngạo lúc trước lại vang lên. Tiểu tử, cậu dám giết Lâm Khuynh Thiên, cướp kiện pháp bảo này, cậu đợi đó, sớm muộn gì cậu cũng hối hận. Giọng nói như sấm, chấn đắc mặt nước cách đó không xa, mãi mà không yên bình lại. Ông nói xong chưa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua, rất lâu sau mới hỏi. Lâm Khuynh Thiên đã chết, cho dù để hắn lựa chọn lần nữa, hắn cũng sẽ giết chết. Người có thể khiến hắn hối hận, cứ việc đến đây. Lão giả nhíu mày, trong mắt giấy lên ngọn lửa, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, nhưng không ra tay. Lúc trước ông ta đã đấu với Mạc Phàm rồi, rõ ràng không phải là đối thủ của Mạc Phàm, ra tay cũng vô dụng. Tiểu tử, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lão giả không hoảng hốt nói. Đó là thứ gì? Mạc Phàm chỉ vào chìa khóa kia nói. Nếu cậu muốn biết thứ này thì cậu hết hy vọng đi, thứ này không phải thứ cậu nên biết nên lấy. Lão giả cười mỉa nói, trong đôi mắt đều là khinh miệt, tựa như một phú hào nhìn một bần dân thấp hèn chắn trước kiệu. Mạc Phàm lắc đầu, cười khẽ. Một đạo tàn hồn, khẩu khí đúng là không nhỏ. Ông cảm thấy thứ này là linh khí sao? Mạc Phàm hỏi. Linh khí? Sắc mặt lão giả thay đổi. Tuy ông ta chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng có trí tuệ và kiến thức không kém đại sư. Linh khí còn có tên khác là linh bảo, cấp độ, phẩm chất trên pháp bảo, là tiên khí trong truyền thuyết. Nghe nói không phải do nguyên liệu bình thường luyện chế, mà linh vật luyện chế, cụ thể là nguyên liệu gì thì sớm đã thất truyền, trên địa cầu đã không có linh khí, mỗi một kiện đều tiếng tăm lừng lẫy. Ví dụ như Phục Hy Cầm, Hiên Viên Kiếm, Si Vưu Đao, Cửu Châu Đỉnh, vân vân trong truyền thuyết. Tuy chìa khóa này rất quan trọng, cấp bậc rất cao, nhưng không phải là linh khí. Tiểu tử, tôi không là linh khí thì sao, tuổi này của cậu chỉ biết hai chữ linh khí mà thôi. Lão giả lạnh lùng nói. Ông ta tồn tại lâu như thế, đều chưa từng thấy một kiện linh khí, sao Mạc Phàm có thể từng thấy thứ này. Vậy ông càng không là tiên khí. Mạc Phàm khinh thường nói. Tiểu tử, cậu cũng biết rồi đó, pháp bảo đã là vũ khí mũi nhọn trên địa cầu. Lão giả nhướng mày, tức giận nói. Cấp độ, phẩm chất của hai thứ này đều trên chiếc chìa khóa, Mạc Phàm nói chiếc chìa khóa này không phải linh khí và tiên khí, không khác gì đánh vào mặt ông ta. Không phải linh khí và tiên khí, chỉ là pháp bảo mà thôi, ông cảm thấy cấp bậc thanh chìa khóa này cao bao nhiêu? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Hắn là người nắm giữ tiên khí luân hồi chi lô, hắn chỉ cần giơ tay là luyện chế được loại pháp bảo này, hắn chỉ tò mò tác dụng của pháp bảo này. Khiến lão giả trước mặt hắn giữ bí mật. Tiểu tử, cậu có bản lĩnh lấy hai kiện pháp bảo ra thử xem, hay lấy một kiện linh khí ra, lão phu sẽ nói cho cậu biết chiếc chìa khóa này là thứ gì. Râu tóc của lão giả đều dựng lên, tức giận nói. Một tên tiểu tử cũng dám kiêu ngạo trước mặt ông ta, đây đã là lần thứ hai, không cho tiểu tử này ăn nghẹn, ông ta đâu thể cam tâm. Ông nói thứ này sao? Ngón tay Mạc Phàm sáng lên. Bạch Ngọc Kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đây là thanh kiếm của Lỗ Gia Tấn Châu. Hai mắt ông ta mở to, khiếp sợ nói. Ông biết nhiều thật, ông nhìn thứ này xem. Một tiếng sấm vang lên, lôi điện Chu Tà Kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thanh kiếm này có khí tức của Vu Thần Giáo.
Sắc mặt lão giả khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Hai thứ này đều là pháp bảo. Vậy ông nhìn tiếp thứ này xem. Mạc Phàm điểm lên mi tâm, một đạo thanh quang bắn từ mi tâm hắn ra, nhanh chóng phóng đại. Một ngọc kiếm xuất hiện trước mặt lão giả, thân kiếm màu xanh đậm, bên trên có khắc bách thảo đồ án. Đây là thanh kiếm Mạc Phàm đạt được từ Khương gia, lúc trước thanh kiếm này luôn trốn trong thức hải hắn không tìm được. Sau khi hắn tăng đến cảnh giới tiên thiên, cuối cùng cũng phát hiện sự tồn tại của thanh kiếm này. Tuy không thể sử dụng, nhưng có thể gọi ra được. Ngọc kiếm bay một vòng trong không trung, giống như xung quanh không có thứ gì đả động được nó, thanh quang chớp lóe rồi biến mất trong mi tâm Mạc Phàm. Đây là... Lão giả nhìn thấy ngọc kiếm này, thiếu chút nữa tròng mắt rớt ra. Ngọc kiếm này nhìn không tầm thường, khi thần trí ông ta kiểm tra ngọc kiếm này, vậy mà như châu đất xuống biển, chắc chắn không phải pháp bảo, rất có khả năng là linh khí. Trong chớp mắt, ông ta có kích động muốn thổ huyết, trên mặt nóng rát, giống như bị tát hai cái, sau đó dẫm mạnh vào trong đất. Tiểu tử này cầm hai kiện pháp bảo đã hiếm thấy rồi, vậy mà còn một kiện linh khí. Nếu chuyện này truyền ra, không biết hấp dẫn bao nhiêu người tới, chiến tranh cũng không phải không có khả năng. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai? Lão giả đánh giá Mạc Phàm, hỏi. Bây giờ ông có thể nói bí mật của thứ này chưa? Mạc Phàm cất hai thanh kiếm, không đáp hỏi ngược lại. Nếu không phải ở trên địa cầu, hắn đã không thèm nhìn chìa khóa này một cái. Tiểu tử, cậu không nghe thấy tôi hỏi cậu sao, trả lời câu hỏi của tôi, nếu không cậu đừng hòng biết được bí mật chiếc chìa khóa này. Lão giả tức giận nói. Ông ta tồn tại lâu như vậy. Cho đến bây giờ chưa từng thấy một tiểu tử như Mạc Phàm, ông ta rất tức giận. Thôi, ông không nói tôi cũng có biện pháp biết. Mạc Phàm thấy lão giả không chịu nói, chẳng muốn lãng phí thời gian trên người lão giả này. Cậu có biện pháp biết, nói cho cậu biết, siêu hồn vô dụng với tôi. Lão giả có chút vui sướng khi người khác gặp họa nói. Trên chiếc chìa khóa này có trận pháp phòng ngừa người khác mơ ước, cho dù ông ta muốn nói cho Mạc Phàm, cũng không nói được. Siêu hồn cũng vô dụng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn lão giả một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Ông sống lâu như vậy, căn bản không biết cái gì gọi là khiếu pháp thuật, càng không biết cái gì gọi là phá tấn vạn pháp. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một pháp bảo cũng muốn làm khó hắn, đúng là nói đùa. Hai tay hắn vũ động, một pháp ấn đánh vào trong chìa khóa này. Chỉ trong phút chốc, một pháp ấn cuối cùng đánh vào bên trong. Trên chìa khóa bắn ra bốn phía, một số hình ảnh xuất hiện trong mắt hắn hiện lên thất vọng. Trên hình ảnh là một tấm bản đồ, hình như chìa khóa này dùng để mở nơi quan trọng trong bản đồ. Hắn nhớ bản đồ này, nhìn lướt qua lão giả vẫn đứng đó, cất chìa khóa đi. Đây là bảo tàng gì đó, có thời gian thì đi tìm, hắn phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Lần này hắn tới Giang Nam ngoài diệt Lâm Gia Gia, quan trọng nhất là gặp Tuyết Nhi. Trong khoảng thời gian này hắn bận rộn xử lý chuyện Lâm gia, đều chưa kịp tìm Tuyết Nhi, đã đến lúc tìm Tuyết Nhi rồi. Hắn mới ra khỏi động thiên, di động vang lên. Hắn nhìn thoáng qua di động, là số ở Giang Nam, không lưu, cũng không xa lạ, là số của Tuyết Nhi. Dãy số này Tuyết Nhi dùng 4 năm đại học, hắn sớm đã khắc vào trong tim. Hắn hơi nhếch miệng, cười khẽ, nhận điện thoại, một giọng nói khác truyền từ trong ra. Lâm gia bị anh diệt à? An Hiểu Hiên. Mạc Phàm nhíu mày nói. Số di động là của Tuyết Nhi, nhưng người gọi điện lại là An Hiểu Hiên. Hắn lập tức thoải mái hơn, số điện thoại này là An Hiểu Hiên làm giúp cho Tuyết Nhi, tên chủ số là An Hiểu Hiên. Đúng vậy. An Hiểu Hiên thản nhiên nói. Trải qua chuyện ở phòng đấu giá đường chiều, thái độ của An Hiểu Hiên với Mạc Phàm khách sáo hơn nhiều. Cô cảm thấy là tôi sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Không phải mà cũng có thể là anh lắm. An Hiểu Hiên suy đoán. Mạc Phàm và Lâm Khuynh Thiên có mâu thuẫn, Mạc Phàm lại họ Mạc, thực lực cũng không kém, khả năng là Mạc Phàm rất cao. Nhưng Lâm gia quá cường đại, trên đời này người cùng họ nhiều lắm, tuyệt đối không phải thế lực Mạc Phàm có thể tiêu diệt. Vậy cô cứ coi là không phải. Mạc Phàm không nóng không lạnh nói. Lòng đầy nghi ngờ, hắn nói cho An Hiểu Hiên phải. An Hiểu Hiên cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng mà... An Hiểu Hiên nhíu mày. Cô tìm tôi là vì chuyện này sao? Nếu là chuyện ấy, tôi tắt máy đây. Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Đợi một chút, tên khốn. Ở bên kia điện thoại, trước cửa biệt thự xa hoa, An Hiểu Hiên mặc váy màu đỏ, giày cao gót màu đỏ, dựa vào cây cột tức đến mức rậm chân. Cô không phải là Tuyết Nhi, nhưng cũng là mỹ nữ Giang Nam nổi tiếng, những người theo đuổi cô có thể vòng quanh Giang Nam vài vòng. Bình thường chỉ cần cô nói một câu, những nam sinh này sẽ coi lời cô nói như thánh chỉ, thậm chí một ánh mắt của cô, đều khiến không ít người coi là của quý. Vậy mà Mạc Phàm đối với cô rất xa cách, điều này làm cô vô cùng tức giận. Lúc này cô ước gì có thể đá Mạc Phàm trọn đời vô sinh không dục. Còn chuyện gì sao? Mạc Phàm hỏi. Tôi đang tham gia party do một kẻ tiện nhân tổ chức với Tuyết Nhi, lát nữa anh tới đây đi, Tuyết Nhi chuẩn bị mời anh ăn cơm, anh tìm một chiếc xe tới đón chúng tôi, nhớ rõ phải mang một chiếc xe thật oách đấy. An Hiểu Hiên bĩu môi, khuôn mặt trang điểm loè loẹt rất khó chịu, kìm nén lửa giận nói. Chuyện bồi Tuyết Nhi ăn cơm, có không biết bao nhiêu người cầu còn không được, vì cơ hội như vậy, những nam sinh này đều ước gì đưa hết tài sản gia tộc cho cô, mời cô giúp đỡ, cô đều chẳng thèm ngó tới. Nếu cô còn hoài nghi Lâm gia bị Mạc Phàm diệt, cô lập tức tắt điện thoại, không cho Tuyết Nhi ăn cơm với Mạc Phàm. Hả? Mạc Phàm nhướng mày. Tổ chức party ở biệt thự số 1 Thịnh Thế Trang Viên sao? Sao anh biết? Mắt An Hiểu Hiên chớp chớp, vội vàng nhìn xung quanh, xác nhận xem Mạc Phàm có ở gần đây hay không, lúc này mới ngạc nhiên hỏi. Cô chưa nói cho Mạc Phàm biết địa chỉ chỗ bọn họ đang ở, sao Mạc Phàm biết được? Mạc Phàm cười khinh thường, kẻ tiện nhân mà An Hiểu Hiên gọi chỉ có một là Tống Tử Duyệt. Tống gia là một trong tứ đại gia tộc ở Giang Nam. Khi dân quốc là nhà giàu số 1 nổi tiếng ở Hoa Hạ, hiện giờ sản nghiệp ở khắp trong ngoài Hoa Hạ, thực lực mạnh hơn Lâm gia nhiều. Nghe nói Tống gia có quan hệ với gia tộc Wiki gia tộc thần bí ở nước ngoài, cụ thể thế nào thì không ai biết. Tống Tử Duyệt là đại tiểu thư Tống gia Giang Nam, thường xuyên mở party ở số 1 Thịnh Thế Trang Viên, được mời đều là thiên kim nổi tiếng Giang Nam. Mục đích của Tống Tử Duyệt chỉ có một, để đại tiểu thư Giang Nam vây quanh cô ta. Tính cách của Tuyết Nhi ôn hòa, không để việc này ở trong lòng, mỗi lần được mời đều như đi ngang qua sân khấu, nhưng An Hiểu Hiên không tốt tính như vậy, luôn khó chịu khi nhìn Tống Tử Duyệt. Tống Tử Duyệt cũng không ôn hòa với Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên, cơ bản có cơ hội sẽ nhục nhã Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên. Hắn tham gia party của Tống Tử Duyệt với Tuyết Nhi một lần, tất nhiên bị Tống Tử Duyệt chế nhạo không ít. Ngày đó là lần đầu tiên hắn thấy Tuyết Nhi tức giận. Bình thường Tống Tử Duyệt kiêu ngạo quen rồi, thấy Tuyết Nhi tức giận, nói mấy câu đã bị Tuyết Nhi khiến thương tích đầy mình, khóc rời đi, từ đó về sau, Tống Tử Duyệt không dám mời Tuyết Nhi nữa. Bây giờ nghĩ lại chuyện đó, khóe miệng hắn không tự chủ hiện lên tươi cười. Cô không cần biết sao tôi lại biết, tôi lập tức qua đó. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn gọi điện thoại cho Mộc Phong Nhạc, ngựa quen đường cũ đi đến Thịnh Thế Trang Viên. Rõ ràng chỉ là một bước. Mặt đất như được rút ngắn lại, vượt qua 100 mét, tốc độ còn nhanh hơn xe. Bên ngoài biệt thự số 1 Thịnh Thế Trang Viên, vẻ mặt An Hiểu Hiên mờ mịt, cô còn định hỏi Mạc Phàm vì sao biết vị trí của bọn họ, trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút. Khốn nạn, dám tắt điện thoại của lão nương, nhất định phải để Tuyết Nhi thu thập anh ta thật tốt. Cô tức đến mức nghiến răng nghiến lợi mắng. Cô còn chưa mắng được vài câu, một thị nữ đi từ trong phòng khách ra. An tiểu thư, đồ của Tống tiểu thư nhà tôi sắp bắt đầu triển lãm, tiểu thư nhà tôi bảo cô qua đó, cô có muốn đi trưởng nhãn không? Thị nữ nói. Trong giọng nói không có bao nhiêu khách sáo, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Đi, đương nhiên đi, tôi đi xem Tống tiện nhân có thứ gì tốt, còn mở party triển lãm. An Hiểu Hiên tức giận nói. Mở party gì chứ, rõ ràng là khoe khoang, để tất cả mọi người biết đại tiểu thư Tống gia giàu có. Xa hoa, có nhiều đồ tốt thế nào? Nếu không phải Tuyết Nhi kéo cô tới, cô căn bản không thèm tới. Nếu kẻ tiện nhân Tống Tử Duyệt này dám lấy ra, cô nhất định sẽ nhìn thật kỹ, rốt cuộc Tống Tử Duyệt có đồ tốt gì? Nếu để cô phát hiện là thứ phẩm, xem cô nhục nhã Tống Tử Duyệt thế nào? Cô tắt điện thoại, oán hận đi vào trong phòng khách. Thị nữ kia hơi nhếch miệng, cười khinh thường, đi vào theo. Trong phòng khách. Thảm thủ công màu đỏ tươi của Ý, đèn thủy tinh Bắc Island, ngay cả đồ đựng thức ăn đều làm bằng bạc, tỏa ra hào quang xa hoa dưới ánh đèn. Trong phòng khách, không ít mỹ nữ mặc lễ phục tụ tập với nhau, còn lại thì đi cùng bạn trai mình, hay đứng dưới ánh đèn,
ngồi trên ghế sofa bằng da thật trò chuyện vui vẻ. Hẹn xong chưa? Hẹn xong rồi, anh ta sẽ đến nhanh thôi, gia hỏa trọng sắc khinh bạn. An Hiểu Hiên bĩu môi, tức giận nói. Được rồi, chúng mình chỉ ăn bữa cơm, cảm ơn ngày đó anh ấy cứu mình, không nghiêm trọng như cậu nói đâu. Tuyết Nhi mỉm cười, như đóa tuyết liên nở rộ dưới ánh mặt trời, xinh đẹp không gì sánh nổi. Vậy sao? Chúng mình chỉ gặp nhau một lần có được không? Tuyết Nhi dịu dàng nói. Vậy được rồi, tin cậu một lần, nhưng cậu cẩn thận tên gia hỏa đó đấy, cậu chỉ là cảm ơn, nói không chừng anh ta muốn lừa cậu lên giường. An Hiểu Hiên nhắc nhở. Anh ấy đâu xấu xa như thế, chúng ta đi thôi. Tuyết Nhi híp mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, vô cùng dễ thương. Được rồi. An Hiểu Hiên nhún vai, muốn rời đi với Tuyết Nhi. Bọn họ sắp rời đi, một giọng nói chói tai truyền từ bên cạnh đến. An tiện nhân, không phải cô muốn xem tôi có thứ gì tốt sao, hội triển lãm của tôi còn chưa bắt đầu, sao hai người đã đi rồi? An Hiểu Hiên nhíu mày, cô nhìn người vừa nói, lông mày nhíu chặt lại. Cách đó không xa, một mỹ nữ búi tóc cao đầu, mặc lễ phục màu tím bưng một ly rượu vang, một tay trống lên eo thon nhỏ, đứng bên cạnh thanh niên anh tuấn dáng người cao gầy. Vị mỹ nữ này bằng tuổi Tuyết Nhi, dáng người cao gầy, không chỉ có gương mặt vô cùng tinh xảo, giống như khối ngọc chạm khắc mà thành, dáng người nóng bỏng như An Hiểu Hiên, hoàn toàn là ưu điểm của Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên hợp lại, tao nhã của Tuyết Nhi và nóng bỏng của An Hiểu Hiên, có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ là trong mắt vị mỹ nữ này đều là kiêu ngạo và luôn cười quỷ dị, như vậy làm người ta có cảm giác không dám tới gần. Vị mỹ nữ này là đại tiểu thư Tống gia, Tống Tử Duyệt. Nhìn thấy vị mỹ nữ này, Tuyết Nhi nhíu mày, nhìn Tống Tử Duyệt, lại nhìn An Hiểu Hiên, cười khẽ không nói gì. Hai người một người thích khoe khoang, thích người khác coi mình làm trung tâm, người còn lại thích tự do, tràn đầy sức sống, cô quen hai người tranh đấu rồi. Tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cô quản được sao? An Hiểu Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tử Duyệt nói. Cô mới mở miệng, không ít người ở xung quanh cười, lập tức đầy hứng thú bu lại. Có thể ở đây đều là danh viện, thiên kim giang nam, bọn họ tham gia tiệc rượu từ khi còn nhỏ, sớm đã không có cảm giác gì. Nhưng hai thiên kim tranh đấu, vậy thì khác rồi. Có trò hay để coi rồi. Tôi không quản được, tuy đây là party tôi mở, tất cả mọi người đều tự do, nhưng cô không muốn nhìn một chút đồ của tôi à, như vậy quá đáng tiếc rồi. Tống Tử Duyệt cười nói. Lần trước ở một hội đấu giá cô ta bị An Hiểu Hiên sắp vào bẫy. Lần này cô ta tìm mấy thứ cực phẩm, là muốn nhục nhã An Hiểu Hiên một phen, sao có thể để An Hiểu Hiên rời đi dễ dàng. An gia chúng tôi cất giữ rất nhiều đồ, đồ của cô có gì đẹp. An Hiểu Hiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. An gia bọn cô là luyện khí thế gia, có đủ các loại nguyên liệu hiếm lạ. Ý của cô là, cô chắc chắn đồ của tôi không lọt vào pháp nhãn của cô. Tống Tử Duyệt không tức giận, cười hỏi. Nếu không thì sao? Vậy cô có dám đánh cược hay không, An tiện nhân? Tống Tử Duyệt nheo mắt lại, cười với người đàn ông anh Tuấn bên cạnh, hỏi. Ánh mắt nham hiểm như nữ thợ săn, nhìn con mồi đi vào trong cạm bẫy. Vừa nghe đến đánh cược, Tuyết Nhi nhíu mày, lập tức cười nhạt. Tử Duyệt, chúng tôi còn có việc, hôm nay không chơi với cô. Chúng ta đi thôi, Hiên Hiên. Tuyết Nhi nói với An Hiểu Hiên. Đi. An Hiểu Hiên lạnh lùng liếc Tống Tử Duyệt một cái nói. Được rồi, nếu An tiểu thư không dám đánh cược, vậy tôi tiễn An tiểu thư. Thị nữ bên cạnh Tống Tử Duyệt âm dương quái khí nói. Im miệng, cô có thân phận gì, vậy mà nói An tiểu thư như thế, đến cửa trông coi đi, ở đây không có chuyện của cô. Tống Tử Duyệt khiển trách, trên mặt không có một chút tức giận. Dạ, tiểu thư, tôi ở cửa đợi An tiểu thư. Thị nữ kia nói. Cô ta nói xong liền đi tới cửa. An Hiểu Hiên vốn chuẩn bị rời đi, nghe thấy lời hai người nói, lông mày lập tức nhíu lại. Cái gì, bản tiểu thư không dám đánh cược, cô quá coi trọng mình rồi, hôm nay không khiến cô thua mông đầy nước tiểu, tôi không họ An, đánh cược thế nào. Cô đã nén bụng hỏa ở chỗ Mạc Phàm rồi, chịu tức như vậy nữa, thật sự không nhịn được. Tống Tử Duyệt thấy An Hiểu Hiên không rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên. Rất đơn giản. Triển lãm lần này của tôi có một thứ vô cùng thần kỳ, chỉ cần cô nhìn ra được đó là thứ gì thì cô thắng.
Tống Tử Duyệt tự tin nói. Thắng thì sao, thua thì sao? Thua quỳ với người thắng, còn học chó sủa ba tiếng, thế nào? Tống Tử Duyệt cười nói, bộ dạng tràn đầy tự tin. Tống Tử Duyệt nói xong, xung quanh rộ lên. Trái lại người bình thường quỳ xuống thì không sao, bọn họ đều là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, lòng hư vinh rất mạnh. Chỉ cần bọn họ thua, sau này đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu. Cực không nhỏ thật. Tôi cảm thấy An Hiểu Hiên thua chắc rồi. Sắc mặt An Hiểu Hiên thay đổi, lập tức khôi phục như thường. Như vậy đi, đánh cực như thế nhỏ quá, nếu người nào thua, nhìn thấy đối phương phải quỳ học chó sủa. An Hiểu Hiên nói, cô nhìn Tống Tử Duyệt không phải ngày một ngày hai, dứt khoát dẫm chết, tránh sau này Tống Tử Duyệt lại trêu chọc cô và Tuyết Nhi. Tống Tử Duyệt và người đàn ông bên cạnh cô ta khẽ nâng mí mắt, cười đắc ý, giống như nhìn thấy con mồi rơi vào trong bẫy. Cô chắc chắn, cô có cần thương lượng với Tiểu Tuyết, tránh để có người nói chúng tôi bắt nạt hai người không? Sắc mặt Tuyết Nhi thay đổi, cô hiểu tính cách của An Hiểu Hiên, chỉ cần An Hiểu Hiên quyết định, khuyên cũng vô dụng. Cho dù thua, sau này tránh gặp Tống Tử Duyệt là được. Tử Duyệt, lấy đồ cất giữ của cô ra đi, mọi người đều đợi đã lâu, bên tôi cũng không có vấn đề gì. Tuyết Nhi cười nhạt nói, không lo lắng chút nào. Có nghe thấy không, nhanh lấy ra đi, để bản tiểu thư nhìn xem đồ cặn bã mà cô cất giữ. An Hiểu Hiên hôn lên mặt Tuyết Nhi một cái, ôm Tuyết Nhi lạnh lùng nói với Tống Tử Duyệt. Dựa vào nhãn lực của cô, sao có thể không nhận ra được. Vậy cô đợi xem. Người đàn ông bên cạnh Tống Tử Duyệt cười, vỗ vỗ tay. Một thị nữ bưng một hộp thủy tinh ra. Thứ này vừa được bưng ra, mọi người đều tò mò nhìn qua. Tống Tử Duyệt dám đánh cược như vậy, chắc chắn đã có dự tính trước. Nhưng An Hiểu Hiên có tiếng là thần nhãn giang nam, nhìn đồ rất chuẩn, có không biết bao nhiêu người thua bởi An Hiểu Hiên. Có thể nói hai người ngang nhau, thắng thua đều do vật này định đoạt. Mở ra đi. Tống Tử Duyệt cười mỉa nói. Thị nữ kia gật đầu với Tống Tử Duyệt, ấn vài cái trên hộp thủy tinh. Cạch, hộp mở ra, ánh sáng chiếu vào trong hộp, một thứ gì đó xuất hiện trước mặt mọi người, trước mắt mọi người lập tức sáng lên. Trong hộp, một thứ gì đó to bằng lòng bàn tay, có hình dạng như đứa bé mới sinh, không chỉ có ngũ quan còn có tứ chi, trông rất sống động, chẳng qua toàn thân như bạch ngọc. Nếu không nhìn kỹ, sẽ khiến người ta nghĩ rằng là đứa bé. Bị người ta cho vào trong hộp. Cái hộp này vừa mở ra, mùi thơm mê người lan tràn ngập cả phòng khách. Đây là... Vẻ mặt không ít người sửng sốt. Đây là nhân tham quả trong truyền thuyết sao? Có người phản ứng kịp, khiếp sợ kêu lên. Thứ trong cái hộp này, tương tự như nhân tham quả trong Trấn Nguyên Đại Tiên trên TV. Không phải chứ, sao có thể là nhân tham quả được? Nhân tham quả 3.000 năm nở hoa một lần. 3.000 năm mới kết quả, lại qua tiếp 3.000 năm mới chín, nghe nói người một lần có thể sống 360 tuổi, ăn một quả có thể sống 47.000 năm, chỉ là thứ trong truyền thuyết, sao có thể là nhân tham quả? Vậy là thứ gì? Tống Tử Duyệt thấy sắc mặt mọi người thay đổi, cười đắc ý, nhìn về phía An Hiểu Hiên. An tiện nhân, cô biết đây là thứ gì không? Quả này được phát hiện trên một hải đảo không người sinh sống, đưa cho Tống gia. Tống gia bọn họ tìm không biết bao nhiêu đại sư, nhưng không ai biết thứ này là gì. Cuối cùng tìm được một đại sư huyền học ở nước ngoài, biết được tên và tác dụng của nó. Đại sư Tống gia bọn họ tìm có cả cha của An Hiểu Hiên, gia chủ đương nhiệm của An gia. Cha cô ta không biết đây là thứ gì, An Hiểu Hiên sẽ biết được sao? Trong mắt An Hiểu Hiên lóe sáng tinh quang, nhìn thấy thứ này tự tin trên mặt cô lập tức biến mất. Cha cô từng nói với cô thứ này rồi. Trong ghi chép của An gia cô không có thứ này. Xem ra tương tự với nhân tham quả trong truyền thuyết, nhưng khác nhân tham quả rất nhiều. Dựa theo ghi chép của An gia cô, nhân tham quả trong truyền thuyết là quỳnh tương ngọc chấp, thứ này như bạch nhục huyết chấp, bên ngoài mùi rất thơm, ngầm chứa mùi máu tanh nhàn nhạt, khác với thứ mà cô biết rõ. Lần này xong rồi, nếu biết là thứ này, cô tuyệt đối không cược lớn với Tống Tử Duyệt như thế. Tống Tử Duyệt thấy An Hiểu Hiên im lặng không nói, cười đắc ý. An tiện nhân, sao cô không nói nữa, không phải là không biết đấy chứ? Cô gấp học tiếng chó sủa như vậy sao? An Hiểu Hiên lạnh giọng phản bác. Thua người không thua mặt, vẫn là cách nói của cô. Tống Tử Duyệt nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, cười lạnh lùng.
Lúc này An Hiểu Hiên còn dám mạnh miệng, đúng là vịt chết còn cứng mỏ. Nếu cô ta dám đánh cược với An Hiểu Hiên, thì nắm chắc tất thắng. Được rồi, vậy cô nhìn thật kỹ, tôi đợi cô. Tống tiểu thư, bảo vật này có tác dụng gì, sao tôi ngửi được mùi thơm liền cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều. Một đại tiểu thư Trương gia tò mò hỏi. Tôi cũng thấy vậy, cảm thấy toàn thân hơi nóng, chắc chắn không phải thứ bình thường. Một người khác nói tiếp. Chỉ ngửi mùi đã khiến tinh thần người ta thoải mái, chắc chắn không phải thứ bình thường. Những người này vừa mở miệng, Tống Tử Duyệt nhướng mày, liếc mắt nhìn An Hiểu Hiên một cái, khóe miệng lộ ra tươi cười đắc ý. Nếu mọi người hiếu kỳ như vậy, tôi sẽ tiết lộ cho An đại tiểu thư của chúng ta một chút, thứ này không phải nhân tham quả, nhưng cũng không phải thứ bình thường, ăn hết không chỉ tăng tuổi thọ, còn có thể khiến người ta bất sinh bách bệnh, trừ chuyện đó ra, quả này còn khiến người ta dung nhan không già, vĩnh viễn thanh xuân. Tống Tử Duyệt cười giải thích. Cô ta vừa nói xong, cả phòng khách lặng ngắt như tờ. Mắt không ít mỹ nữ mở to, có một số người miệng há thành hình chữ O, trong mắt đều là khó mà tin. Gần đây không có nhiều thứ chú nhan, trường sinh lắm. Trường sinh quả và thiên ngọc đằng của Lâm gia, có rất nhiều người ở Giang Nam muốn. Thiên thọ đan và khuynh thành của Mạc gia mới xuất hiện không lâu, nhưng đã thành thứ nhà giàu Giang Nam tranh đuổi. Thứ này không chỉ tăng tuổi thọ và trường sinh, công dụng còn trên đồ của Mạc gia. Không chỉ trường sinh bất lão, còn bất sinh bách bệnh. Chuyện này, tôi cũng muốn có một quả. Có người trước mắt sáng lên nói. Quả nhiên Tống gia là Tống gia, vậy mà tìm được thứ như vậy. Một người phụ nữ khác nhìn thứ kia, đỏ mắt nói. Một đám người gần như lộ ra hâm mộ, nhìn về phía Tống Tử Duyệt. Tống Tử Duyệt hơi nhếch miệng, đắc ý trên mặt lại dày hơn một chút. An tiểu thư, cô nhìn ra được đây là thứ gì chưa? Một người không biết cố ý hay vô ý hỏi. Những lời này như giọt nước ném vào trong chảo dầu sôi, cả phòng khách lại nổ tung. Vốn là vì thứ thần kỳ này, có người đã quên đánh cược giữa hai người, người này đã nhắc nhở bọn họ nhớ lại, mọi người nhìn về phía An Hiểu Hiên. Hiên Hiên, cô biết không, mau nói cho chúng tôi biết. Cách An Hiểu Hiên không xa, một mỹ nữ khác hỏi. Cô ta quen An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Tuyết không phải ngày một ngày hai. Nếu An Hiểu Hiên biết được, đã sớm nhảy dựng lên, sao mãi mà không thả dám ra. An tiện nhân, tất cả mọi người đang đợi cô đó, cô nói một câu xem thứ này là gì. An Hiểu Hiên nhíu mày, đôi tay trắng nõn nắm chặt lại. Cô không phục lắm, nhưng không thể không nói, hôm nay cô thua rồi. Cô còn vùng vẫy à, hay là cô muốn chơi xấu, không chịu nhận thua. Tống Tử Duyệt thấy An Hiểu Hiên không nói lời nào, cười mỉa nói. Đây không phải phong cách của An Tiểu Thư, tôi nhớ rõ trước đây An Tiểu Thư là người dám làm dám chịu, là người có thể buông xuống được. Người đàn ông bên cạnh Tống Tử Duyệt cười nói, nhìn như khen ngợi An Hiểu Hiên, nhưng khiến người ta không thoải mái hơn mắng An Hiểu Hiên vài câu. Không ít người xem trò hay ở xung quanh cười mỉa. Xem ra hôm nay có thể nghe An Hiểu Hiên học chó sủa rồi. Party này đúng là không tới vô ích. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày. Lông mày lập tức giãn ra. Hiên Hiên, hình như thứ này tương tự với thứ trong trang 365 trong sách trên xe, sách còn để trên xe, cậu đi xem rồi nói cho mọi người. Với hiểu biết của cô về An Hiểu Hiên, chắc chắn An Hiểu Hiên sẽ thua. Nếu lúc này không tìm cơ hội đưa An Hiểu Hiên rời đi, chỉ biết càng khó coi. An Hiểu Hiên nhíu mày, trong chớp mắt liền hiểu ý của Bạch Tiểu Tuyết. Tôi đi lấy một quyển sách đến, ở ngay trên xe tôi. Đợi tôi quay lại, sẽ nói cho cô biết đó là thứ gì. Tống Tử Duyệt và người đàn ông kia cười nham hiểm, người đàn ông kia vẫy tay với hai người hầu nam. Hai người hầu nam kia đi tới. Thu Thiếu, anh có gì sai bảo ạ? Trên xe An Tiểu Thư có một quyển sách, cô ấy cần lấy để đọc, sao có thể để An Tiểu Thư làm chuyện như vậy, các cậu lấy đến đây giúp An Tiểu Thư. Người đàn ông anh Tuấn kia cười nói. Bọn họ không phải kẻ ngốc. Sao không nhìn ra An Hiểu Hiên muốn chạy? Thua là muốn chạy, sao có thể? Dạ. Hai người hầu nam gật đầu, đi đến bên cạnh An Hiểu Hiên. An Tiểu Thư, quyển sách của cô tên là gì? Chúng tôi đi lấy giúp cô. Một người đàn ông cao gầy trong đó cung kính hỏi. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên thay đổi, ánh mắt âm tình bất định. Các anh muốn động vào xe của tôi sao?
Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, thản nhiên hỏi. Không dám. Sắc mặt hai người hầu nam thay đổi, vội vàng cúi người giải thích, nhìn về phía hai người. Không ít đệ tử hào môn thích sạch sẽ, không thích người khác động vào đồ của bọn họ, nhất là một số đại tiểu thư, lại càng thích sạch sẽ khiến người ta giận sôi. Nếu Bạch Tiểu Thư không chịu để những hạ nhân này chạm vào xe mình, vậy tôi đi lấy thì thế nào, không đến mức tôi cũng không xứng chứ. Tống Tử Duyệt cười mỉa hỏi. Thực lực của Tống Gia Giang Nam còn trên Bạch Gia, có ý nghĩa thân phận của Tống Tử Duyệt còn cao hơn Bạch Tiểu Tuyết, cô ta không có tư cách chạm vào xe Bạch Tiểu Tuyết sao? Tóm lại muốn để An Hiểu Hiên rời đi, đừng mơ. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết khó coi, thúc thủ vô sách. An Hiểu Hiên thấy Bạch Tiểu Tuyết khó xử, lông mày nhíu chặt lại, đang định chịu thua, một giọng nói vô cùng lạnh nhạt truyền từ phía sau đến. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Mọi người nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Người này là ai thế? Tôi cũng không biết, chưa từng gặp, bạn trai của Bạch Tiểu Tuyết sao? Không thể nào, người như vậy mà là bạn Bạch Tiểu Tuyết à? Có người khinh bỉ nói. Mạc Phàm mặc trang phục thoải mái, bộ dạng vô cùng thanh tú, nhưng không tính là vô cùng đẹp trai. Bạch Tiểu Tuyết từ chối một hàng dài nam minh tinh, công tử phú gia, bất luận là ai đều là nhân trung chi long, ánh mắt còn cao hơn Tống Tử Duyệt, sao lại nhìn chúng người đàn ông bình thường? Tống Tử Duyệt và Thu Thiếu kia nhìn thấy Mạc Phàm cũng nhíu mày trước, sau đó lông mày giãn ra, cuối cùng là cười lạnh lùng. Tiểu Tuyết, người này là ai thế, không phải là bạn trên mạng đấy chứ? Tống Tử Duyệt nhếch miệng cười hỏi. Trang phục và trang sức Mạc Phàm mặc nhìn thế nào cũng giống như DLC, điều ti, là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại chắc chắn là gặp trên mạng. Không ngờ Bạch Tiểu Tuyết hẹn người đàn ông như vậy tới đây, hôm nay càng có trò hay hơn rồi. An Hiểu Hiên thấy là Mạc Phàm, không lập tức nhận thua với Tống Tử Duyệt, trái lại miệng bĩu càng cao. Cô sắp bị xấu mặt, lúc này Mạc Phàm đến đây, không khác gì đến nhìn cô xấu mặt. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, không quan tâm Tống Tử Duyệt. Tôi còn chút chuyện, xử lý xong, chúng ta sẽ đi. Bạch Tiểu Tuyết cười với Mạc Phàm nói. Chuyện gì cần xử lý? Mạc Phàm nhìn Bạch Tiểu Tuyết, lại nhìn thoáng qua Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt bên cạnh cô ta. Người này là bạn trai của Tống Tử Duyệt, thiếu gia Thu gia Hải Châu, nếu dùng bốn chữ hình dung anh ta, chắc chắn là âm hiểm giả dối, anh ta giúp Tống Tử Duyệt nghĩ ra không ít biện pháp đối phó Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên. Xem ra Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt lại tìm Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên gây phiền phức rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Mạc Phàm hỏi. Không có gì, xong ngay thôi. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày nói. Dù sao cô chỉ gặp Mạc Phàm một lần, còn nợ Mạc Phàm ơn cứu mạng, không thể để Mạc Phàm dính vào chuyện này. Lúc này Thu Minh Nguyệt mỉm cười, nói xen vào một câu. Thế nào, vị tiên sinh này, cậu muốn nhúng tay sao? Bỗng nhiên có người khiến bọn họ có thể dẫm Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên dưới chân xuất hiện, sao có thể bỏ qua? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Lạnh nhạt liếc Thu Minh Nguyệt một cái. Có vấn đề gì sao? Thu Minh Nguyệt nhíu mày, trong mắt lộ ra lạnh lùng. Tiểu tử này ăn mặc chẳng ra gì, khẩu khí cũng không nhỏ. Không có vấn đề, chỉ sợ tôi nói cậu không dám nhúng tay. Thu Minh Nguyệt thu lại sắc bén trong mắt, cười mỉa nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, kiếp trước hắn tay trói gà không chặt, dám đứng ra ăn cá nóc có độc cho Tuyết Nhi, thiếu chút nữa chết ở bệnh viện. Cũng vì chuyện này, An Hiểu Hiên mới đồng ý cho hắn và Tuyết Nhi đến với nhau. Hiện giờ, hắn có gì không dám? Chúng ta đi thôi, không cần xử lý chuyện liên quan đến hai bọn họ. Mạc Phàm thản nhiên nói, căn bản không để Thu Minh Nguyệt và Tống Tử Duyệt vào mắt. Kiếp trước hắn vẫn chơi trò chơi nhỏ với bọn họ. Hiện giờ sao, chuyện nhỏ như thế, hắn căn bản không có hứng thú gì. Hắn vừa mở miệng nói câu này. Phòng khách trong biệt thự lập tức xôn xao. Khẩu khí của tiểu tử này đúng là không nhỏ. Cậu ta nghĩ mình là ai, dám nói không cần xử lý chuyện liên quan đến Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt. Chỉ sợ tiểu tử này không biết Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt là ai, đúng là không biết sống chết. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, trong mắt hiện lên lo lắng. Lúc trước Mạc Phàm cứu cô, thực lực không thể nghi ngờ, nhưng Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt không phải người bình thường. Tống Tử Duyệt thì không cần nhiều lời, đại tiểu thư Tống gia là đủ rồi,
thân phận còn trên cô. Tuy Thu Minh Nguyệt không phải tứ thiếu Giang Nam, nhưng có danh xưng Hải thiếu ở Hải Châu, thế lực ở Hải Châu to lớn, nghĩ là biết, nếu không sao Tống gia có thể đồng ý cho Tống Tử Duyệt hẹn hò với Thu Minh Nguyệt. Sắc mặt Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt khó coi, liếc mắt đánh giá Mạc Phàm lần nữa, bọn họ biết gần hết phú thiếu nổi tiếng ở Giang Nam, chắc chắn không có Mạc Phàm này. Một tiểu tử vô danh ở tỉnh Giang Nam, vậy mà nói không cần để ý đến bọn họ. Đúng là buồn cười. Tiểu tử, khẩu khí của cậu đúng là không nhỏ. Trong mắt Thu Minh Nguyệt lóe sáng ánh sáng lạnh nói. Mạc Phàm làm như không nghe thấy những lời này, tiếp tục nói với Tuyết Nhi. Chúng ta đi thôi. Nếu hai người kia biết thân phận của hắn, nhất định sẽ không cảm thấy khẩu khí của hắn lớn, chỉ tiếc bọn họ không biết hắn là ai. Được, Hiên Hiên, chúng ta đi. Bạch Tiểu Tuyết vội vàng nói với An Hiểu Hiên. Mạc Phàm ầm ĩ như thế, trái lại cho bọn họ cơ hội rời đi. An Hiểu Hiên ngực lớn nhưng không ngu ngốc, sao không nhìn ra cơ hội này, nhìn thoáng qua Tống Tử Duyệt, sau đó rời đi với Mạc Phàm và Tuyết Nhi. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt lập tức nhíu mày, bọn họ vốn muốn An Hiểu Hiên xấu mặt, một đệ tử vô danh đến, trực tiếp đưa An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Tuyết đi, chuyện này không khác gì vịt đưa đến miệng bị con kiến hôi lấy đi. Không đợi Mạc Phàm ra khỏi phòng khách, Thu Minh Nguyệt ra hiệu bằng mắt với một công tử đeo kính. Vị công tử kia hiểu ý, cười khanh khách đi ra. Ba người thua cuộc mà thôi, Tống Tiểu Thư để bọn họ đi đi. Đúng vậy, Tống Tiểu Thư cứ để bọn họ đi đi. Một người khác phụ họa. Tôi còn đợi An Tiểu Thư nói cho tôi biết đây là thứ gì, vẫn nên để Tống Tiểu Thư nói cho chúng ta biết thì hơn. Xung quanh, không ít người lộ ra vẻ thất vọng. Nghe thấy giọng nói này, An Hiểu Hiên dừng bước. Bạch Tiểu Tuyết cũng dừng lại. Mạc Phàm nhíu mày, cũng dừng lại theo. Hắn hẹn đi ăn cơm với Tuyết Nhi, cho nên hắn không muốn để ý đến hai người nhàm chán này. Nếu hai người muốn mất mặt, vậy thì ban thưởng cho bọn họ mấy cái tát. Các người muốn chơi sao? Mạc Phàm xoay người hỏi. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt lập tức nhíu mày, nhìn nhau cười. Thế nào, không phải vị tiên sinh này vô cùng thanh cao, nói không cần để ý chúng tôi sao, muốn để ý đến chúng tôi rồi à? Thu Minh Nguyệt cười nói. Con vịt đã tới tay muốn thoát khỏi anh ta, đâu dễ như vậy. Quả thật không cần để ý đến các người, nhưng thấy các người vất vả tìm đường chết, không phải không thể chơi đùa với các người, nói đi, các người muốn chơi thế nào? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vừa nói câu này xong, không ít người nở nụ cười, Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt cũng nở nụ cười. Mạc Phàm dừng bước là tự tìm đường chết, vậy mà nói Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt vất vả tìm đường chết, tiểu tử này đúng là ghê gớm. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên nhướng mày, không nói gì. Nếu vị tiên sinh này tự tin như thế, vậy thì xem giúp An Đại Tiểu Thư thứ này là gì, nếu cậu biết thứ này là gì, cũng nói tên nó ra, thì coi như các cậu thắng, không nói được thì các cậu thua, người thua sau này nhìn thấy người thắng phải quỳ xuống học chó sủa, vốn là người khác không được giúp, nhưng vị tiên sinh này là bạn của An Tiểu Thư, chúng tôi cũng không có ý kiến. Thu Minh Nguyệt cười nói, giống như mình rất rộng lượng. An Hiểu Hiên đã không biết, một tên tiểu tử vô danh có thể biết được sao. Thế nào, vị tiên sinh này, cậu có dám đánh cược không? Thu Minh Nguyệt nói thêm một câu. Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn cho rằng An Hiểu Hiên đánh cược với Tống Tử Duyệt cái gì, hóa ra chỉ bảo An Hiểu Hiên xem đồ. Xem đồ, vậy Thu Minh Nguyệt tìm lầm người rồi. Bảo hắn xem đồ, không khác gì nghịch đại đao trước mặt quan công. Anh chắc chắn để tôi xem sao? Mạc Phàm xác nhận lại. Thế nào, cậu sợ à, nếu sợ thì học hai tiếng chó sủa. Tự mình cút đi. Thu Minh Nguyệt cười mỉa nói. Vừa rồi Mạc Phàm nói chuyện ngông cuồng như thế, không nhục nhã cậu ta một phen, sao có thể để cậu ta rời đi? Sợ, tôi sợ bắt nạt các anh quá. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Ở trong mắt hắn, trò chơi của đám Thu Minh Nguyệt không khác gì đứa bé chơi với người lớn, chơi với bọn họ như hắn bắt nạt người ta. Mạc Phàm vừa nói vậy, đám Tống Tử Duyệt liền cười, người này đúng là thú vị. Chúng tôi không sợ bị bắt nạt, cậu nên suy nghĩ cho mình và An Tiểu Thư đi. Thu Minh Nguyệt cười nói. Rõ ràng là bọn họ bắt nạt đám Mạc Phàm lại nói như đang bắt nạt bọn họ. Đúng rồi, nếu cậu cảm thấy đánh cược như vậy nhỏ quá, thì thêm cả tôi nữa, chỉ cần cậu phân biệt được, tôi gặp cậu cũng sẽ quỳ xuống học chó sủa,
thế nào? Thu Minh Nguyệt nói tiếp. Nếu chơi, phải chơi lớn một chút. Thu Minh Nguyệt vừa nói câu này xong, trước mắt không ít người sáng lên. Tiểu tử, có dám đánh cược không? Không dám thì cút đi. An Hiểu Hiên nhíu mày, trái lại cô rất muốn thấy Mạc Phàm mất mặt, nhưng chuyện này vì cô mà ra, cô không muốn vì cô mà liên lụy người khác, bao gồm cả Mạc Phàm trong đó. Cho dù lần trước Mạc Phàm đổ thạch thắng cô, lần này thì khác, không liên quan đến nhãn lực, mà liên quan đến kiến thức. Mạc Phàm, anh đi trước với Tuyết Nhi đi, để tôi xử lý chuyện ở đây cho. Mạc Phàm cười khẽ, không để ý đến An Hiểu Hiên. Anh đã muốn quỳ xuống học chó sủa, như anh mong muốn. Vậy anh nói thử xem đây là cái gì? Thu Minh Nguyệt cười nói, nghiêng người, để lộ ra hộp thủy tinh sau lưng anh ta, bộ dạng như dự liệu từ trước. Thứ này sao? Hắn nhìn thoáng qua đồ trong hộp thủy tinh, nhíu mày hỏi. Thu Minh Nguyệt thấy Mạc Phàm nhíu mày, nhìn Tống Tử Duyệt cười đắc ý, giống như nhìn thấy bộ dạng Mạc Phàm và An Hiểu Hiên quỳ xuống học chó sủa. Không sai, cậu biết đây là gì không? Lông mày Mạc Phàm nhanh chóng giãn ra, cười lạnh lùng. Hắn đi qua nhiều tinh cầu như thế, đọc rất nhiều bộ sách, sao có thể không biết thứ này? Cho dù hắn không biết, hắn trọng sinh một đời, thứ này sẽ là bí mật của hắn sao? Thứ này được tìm thấy trên hải đảo đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sao tiểu tử này lại biết? Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt nhíu mày, lập tức thoải mái hơn, thứ này ở một hải đảo không phải bí mật gì, sớm đã lan truyền ở Hải Châu, Mạc Phàm biết cũng không sao. Chỉ cần cậu ta không biết tên, những chuyện này đều phí công. Không sai, cậu nói tiếp đi. Thu Minh Nguyệt cười mỉa nói. Tổng cộng có hai trái, một nam một nữ đúng không? Xem ra nam được anh ăn, cho nên nữ này thì chuẩn bị cho cô ta ăn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tống Tử Duyệt một cái nói. Tống Tử Duyệt nhíu mày, có dự cảm rất xấu. Đến bây giờ Mạc Phàm đều nói đúng, đây là Thu gia tìm được, để cô ta và Thu Minh Nguyệt phục dùng. Cô ta vì muốn khoe khoang, còn dẫm An Hiểu Hiên một cước, lúc này mới không phục dùng. Vậy thì sao? Anh biết thứ này sinh trưởng thế nào không? Mạc Phàm cười khẽ hỏi. Nghe thấy những lời này của Mạc Phàm, sắc mặt Thu Minh Nguyệt lập tức thay đổi, vô cùng kỳ lạ. Sinh trưởng trong đất, ở trên cây, còn có thể sinh trưởng thế nào nữa? Nếu cậu biết tên thứ này thì nhanh nói đi, không biết thì đừng ở đây làm mất thời gian của chúng tôi. Tiểu tử, biết cứ việc nói thẳng, đừng ở đây nói lời vô nghĩa, những lời này của cậu lừa gạt người khác còn được, còn lâu mới lừa được chúng tôi. Có người không kiên nhẫn nói. Mạc Phàm nói những lời này nhìn như đều đúng, thực ra không có nhiều giá trị tham khảo mấy. Bất luận là ở hải đảo, hay quả long phượng một nam một nữ, chỉ cần biết một số kiến thức tương quan. Ví dụ như trái cây trên hải đảo có lượng nước lớn, có thể thông qua đặc thù này để đoán được, Mạc Phàm có thể nhìn ra cũng không lạ gì. Ha ha, Mạc Phàm cười lạnh lùng. Thứ này tên là quy nguyên quả, cái mà mọi người không biết tên là quỷ nguyên quả, tôi nói không sai chứ. Những lời này vang lên, mắt Tống Tử Duyệt mở to, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Thu Minh Nguyệt nhíu mày, ánh mắt như đao, cũng là không thể tin. Nhiều đại sư như thế cũng không biết, bọn họ tìm đại sư huyền học mới tính ra ba chữ quy nguyên quả, sao tên tiểu tử vô danh này lại biết? Tiểu tử này là ai? Sắc mặt hai người kỳ lạ, đều không nói gì. Quy nguyên quả. Xung quanh, những người khác cũng hơi sững sờ, nhìn về phía hai người Tống Tử Duyệt xác nhận. Bạch Tiểu Tuyết cũng liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, nếu Mạc Phàm nói sai, hai người sớm đã đứng ra. Chắc chắn sẽ không đứng yên ở đó, cho nên Mạc Phàm nói đúng rồi. Tống Thiện Nhân, thứ này là quy nguyên quả sao? Hai tay An Hiểu Hiên vòng quanh ngực, cười hỏi. Sắc mặt Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt thay đổi, nhanh chóng phản ứng kịp. Ngại quá, các người thua rồi, thứ này không phải quy nguyên quả mà cậu nói, nó là thiên tham quả. Thu Minh Nguyệt cười âm hiểm nói. Những người khác không biết thứ này, cho dù tiểu tử này biết cũng có ích lợi gì. Anh ta nói cái gì thì là cái đó. Nghe thấy những lời Thu Minh Nguyệt nói, An Hiểu Hiên nhíu mày. Thúi lắm, sao anh không gọi thứ này là quả gian phu dâm phụ ấy? Nếu Mạc Phàm nói sai, hai người sẽ lộ ra biểu cảm khiếp sợ được sao, chắc chắn là nói dối. Những người xung quanh ngầm hiểu, chỉ cười không nói gì thêm. Ván bài này ngay từ lúc mới bắt đầu, An Hiểu Hiên đã định thua rồi.
đoán được hay không, đều thua. An tiện nhân, chú ý cách dùng từ của cô, đừng quên nơi này là nơi nào, thua thì thua, nếu cô cảm thấy thứ này không phải thiên tham quả, mà là quy nguyên quả, cô có thể bảo thứ này nói tên của mình cho chúng tôi biết, Tống Tử Duyệt cười nói. Đây là địa bàn của cô ta nói cái gì thì là cái đó. Cô ta mới nói xong, lập tức có mấy người hầu nam và nữ đi tới. An tiểu thư, nơi này là party quý tộc, mong cô chú ý cách dùng từ của mình. Các người, sắc mặt An Hiểu Hiên khó coi, nhìn chằm chằm hai người với vẻ hung dữ, ước gì có thể đi lên đánh đôi cẩu nam nữ kia một trận. Bạch Tiểu Tuyết cũng nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên sắc lạnh. Các người đã thua, có phải nên thực hiện đặt cược rồi không? Thu Minh Nguyệt cười nói, bộ dạng giống như anh ta thắng thật. Tống Tử Duyệt hơi nhếch miệng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy đắc ý, đợi Mạc Phàm và An Hiểu Hiên quỳ xuống học chó sủa. Mạc Phàm ở bên cạnh cười khinh thường. Có phải chỉ cần thứ này tự nói ra tên mình, hai người mới chịu nhận thua? Mạc Phàm vừa nói xong, không ít người sửng sốt, sau đó bật cười. Tôi không nghe lầm đấy chứ, bảo thảo dược này nói chuyện sao? Có phải tiểu tử này điên rồi không? Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên cũng hơi sững sờ, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Mạc Phàm là Tiên Thiên Tông Sư, hai bọn họ đều biết. Nhưng Tiên Thiên Tông Sư cũng không có biện pháp khiến một dược liệu nói chuyện, trừ phi là linh dược hóa ra linh trí trong truyền thuyết, gần như là yêu. Tống Tử Duyệt che miệng cười, trong mắt Thu Minh Nguyệt đều là khinh thường. Tiểu tử, nếu cậu khiến thiên tham quả này nói chuyện được, tôi lập tức quỳ xuống. Một vị công tử lúc trước ra mặt thay Thu Minh Nguyệt mỉm cười nói. Đúng rồi, không được nói tiếng bụng, cậu cách thiên tham quả xa như thế, chúng tôi đều nghe thấy được. Nói tiếng bụng là một loại kỹ năng dùng bụng đẩy khí tức phát ra âm thanh, miệng bất động, nhưng có âm thanh phát ra, thường dùng để giả thần giả quỷ, ví dụ như khiến động vật có thể mở miệng nói chuyện, vân vân. Mạc Phàm tự tin khiến thiên tham quả nói chuyện, chắc chắn là muốn dùng kỹ năng này lừa người. Nói tiếng bụng. Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn cần dùng nói tiếng bụng sao? Thôi, để bọn họ thua tâm phục khẩu phục đi. Ý niệm hắn vừa động. Trong mắt chớp lóe kim quang, một ký hiệu mắt thường không thể nhìn thấy bay ra, bay vào trong quả hình người kia. Đừng ngủ, nói cho ta biết, tên của ngươi. Mạc Phàm mới mở miệng, không ít người cười ngây ngốc. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm sẽ niệm chú thi pháp gì đó, lừa gạt một phen, ai biết Mạc Phàm chỉ nói một câu. Tiểu tử, cậu đang đùa chúng tôi à? Thu Minh Nguyệt cười khinh thường nói. Anh ta mới mở miệng, không biết người nào kêu lên. Sống, sống. Thu Minh Nguyệt nhíu mày, quay đầu lại nhìn, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ. Chỉ thấy trong hộp thủy tinh, quy nguyên quả như trẻ sơ sinh mở hai mắt, duỗi thắt lưng đứng dậy. Lần này trong phòng khách như có trái bom ném vào. Có người vội vàng dụi mắt, có người véo má người bên cạnh, tiếng kêu đau vang lên, mặc dù như vậy bọn họ vẫn không thể tin vào hai mắt mình. Vậy mà một dược thảo có thể sống, còn như đứa bé. Bọn họ tham gia party, đều từng thấy không ít chuyện lạ, nhưng chuyện kỳ lạ như vậy vẫn là lần đầu tiên. Thu Minh Nguyệt và Tống Tử Duyệt chết đứng tại chỗ, miệng há to, khiếp sợ nói không nên lời, sắc mặt đỏ sậm, tựa như gan heo bị mặt trời chiếu vào vài ngày. Chuyện này, sao lại có chuyện này? Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên cũng mở mịt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Pháp thuật sao? Bạch gia là võ đạo thế gia. An gia là luyện khí thế gia, đều có không ít pháp thuật. Nhưng trong số những pháp thuật mà bọn họ biết, không có pháp thuật nào như vậy. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, chỉ bảo quy nguyên quả thức tỉnh, nói chuyện mà thôi, có khó gì. Còn cần ta hỏi lần hai không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Quy nguyên quả nghe thấy giọng Mạc Phàm, vội vàng đứng dậy, cung kính cúi đầu với Mạc Phàm, tựa như thổ địa Tây Du Ký gặp được Tôn Ngộ Không Mạc Phàm. Tiểu nữ quy nguyên quả. Linh dược 500 năm bái kiến đại nhân. Mạc Phàm đáp, rời mắt nhìn hai người Thu Minh Nguyệt. Linh dược này đã nói chuyện, các người còn cần nó nói nhiều hơn nữa không? Sắc mặt Thu Minh Nguyệt và Tống Tử Duyệt khó coi, không còn một chút đắc ý. Bọn họ đã thắng chắc rồi, kết quả Mạc Phàm vừa tới, không chỉ nói được tên thứ này, còn khiến dược liệu này tự nói ra tên mình. Hiện giờ cho dù bọn họ muốn chơi xấu cũng không được. Tiểu tử. Cậu đã dùng yêu pháp gì, đừng lừa gạt chúng tôi.
Thu Minh Nguyệt rời mắt, tức giận nói. Anh ta vừa nói vậy, mấy người hầu nam như hổ rình mồi đi đến chỗ Mạc Phàm. Không ít người vội vàng tránh ra. Lừa gạt các người, anh quá coi trọng mình rồi đó, là anh lấy tà vật lừa gạt mọi người, nói cho bọn họ biết, ngươi sinh trưởng thế nào. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, nói với Quy Nguyên Quả. Dạ, đại nhân, Quy Nguyên Quả là quả trên Quy Nguyên Thụ, mỗi hạt Quy Nguyên Thụ đều cần 99 người phụ nữ có thai mới có thể sống, liên tục trăm năm như thế, Quy Nguyên Thụ mới nở đôi hoa, kết hai quả, muốn kết một quả như vậy, còn cần 500 phụ nữ có thai 10 tháng, mới có thể chín, muốn hái chúng xuống, cũng cần máu 100 đàn ông mới được. Quy Nguyên Quả ngoan ngoãn nói. Cái gì? Quy Nguyên Quả vừa giải thích như thế, sắc mặt không ít người thay đổi. Dựa theo lời Quy Nguyên Quả nói, hai quả Quy Nguyên Quả cần hơn 700 mạng người mới trưởng thành, đây còn chưa tính đứa bé trong bụng phụ nữ có thai, nếu cộng cả những đứa bé này, con số này phải gần gấp đôi. Ăn hai quả này, không khác gì ăn hơn 1.000 mạng người. Trong lúc này, sắc mặt không ít người kỳ lạ, những người lúc trước hâm mộ Tống Tử Duyệt không còn chút hâm mộ, trái lại còn ghê tởm. Người gieo trồng thứ này quá ác độc rồi. May mà tôi không có thứ này. Không chỉ sắc mặt bọn họ thay đổi, sắc mặt Tống Tử Duyệt cũng không khá hơn chút nào. May mà cô ta còn chưa ăn Quy Nguyên Quả này, tuy Quy Nguyên Quả này có thể trường sinh bất lão, nhưng nếu đợi cô ta ăn thứ này rồi biết tin tức đó, cô ta nhất định sẽ ghê tởm muốn chết. Sắc mặt Thu Minh Nguyệt càng khó coi hơn, thứ này không phải do bọn họ trồng nhân tạo, nhưng chỉ vì hái được hai Quy Nguyên Quả này, quả thật thu ra bọn họ hao phí hơn 100 sinh mạng. Hơn nữa anh ta đã nuốt thứ này vào, tương đương với ăn nhiều người như thế. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, danh tiếng của anh ta sẽ giảm mạnh. Tiểu tử, cậu nói linh tinh gì thế? Thu Minh Nguyệt tức giận nói. Có phải nói linh tinh hay không anh hiểu rõ nhất, nhưng chỉ sợ anh chưa biết một chuyện, quả thật thứ này có thể khiến anh trường sinh bất lão, còn bất sinh bách bệnh, nhưng đợi anh hết tuổi thọ, anh phải chịu đau xót phệ hồn, cuối cùng chọn đời không siêu sinh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thứ này tương tự với trường sinh thụ và thiên ngọc đằng của Lâm gia, nhưng tà ác hơn, kết thúc dược hiệu, là lúc trả nợ. Anh nói thật sao, sau khi ăn Quy Nguyên Quả này sẽ chọn đời không thể siêu sinh sao? Tống Tử Duyệt hỏi. Cô ta vốn có chướng ngại tâm lý vì tà ác của Quy Nguyên Quả, nếu Mạc Phàm nói thật, cô ta càng không dám ăn. Nhưng nói xong cô ta mới biết mình lỡ lời, cô ta không ngờ mình đã thừa nhận thứ này là Quy Nguyên Quả. Có tin hay không tùy cô, nhưng các cô thua, dựa theo ước định lúc trước, các người nên làm thế nào, không cần tôi nhắc nhở đấy chứ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt chau mày, trong mắt lóe sáng ánh sáng lạnh, đánh giá Mạc Phàm lần nữa. Tuy bọn họ chưa từng thấy Mạc Phàm, nhưng có thể chắc chắn một chuyện, Mạc Phàm không phải người bình thường. Nếu không sao biết Quy Nguyên Quả, còn khiến một dược liệu như Quy Nguyên Quả nói chuyện. Nhưng bọn họ là người bình thường sao? Quả thật các người thắng, các người có thể đi rồi. Tống Tử Duyệt lạnh lùng nói. Đi, Tống Tiện Nhân, cô có ý gì? An Hiểu Hiên nhíu mày, tức giận hỏi. Không phải các người còn chuyện sao, các người có thể rời đi trước, là ý này. Tống Tử Duyệt cười nói. Cô ta thua, nhưng cô ta đường đường là đại tiểu thư Tống gia, sao có thể quỳ với An Hiểu Hiên học chó sủa, đùa giỡn gì chứ? Cô, thế nào, còn không phục, muốn tôi bảo người tiễn các người không? Thu Minh Nguyệt cười nói. Anh ta mới mở miệng, mười mấy đại hán áo đen lập tức đi từ bốn phía tới, đến gần đám Mạc Phàm. Các người muốn chơi xấu sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, cười mỉa nói. Không sai, cậu có ý kiến sao, tiểu tử? Thu Minh Nguyệt nâng cằm, nhìn Mạc Phàm nói, vẻ mặt như mình là quý tộc hơn hẳn người khác. Các người đã không thực hiện theo giao ước, tôi sẽ khiến các người làm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Quyệt nợ với hắn, có khả năng sao? Cậu muốn ra tay à? Thu Minh Nguyệt cười nói. Mạc Phàm làm hỏng chuyện tốt của bọn họ, anh ta vốn không định để Mạc Phàm rời đi, dù thế nào cũng phải thu thập một trận mới được. Đúng lúc tiểu tử này không muốn cút đi, anh ta cầu còn không được. Thu thập tiểu tử này cho tôi. Thu Minh Nguyệt cười âm hiểm nói. Dạ, thiếu gia. Mấy người đàn ông cao lớn uy vũ cử động tay chân, cười lạnh lùng, đi về phía Mạc Phàm. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên nhíu mày, trong mắt hiện lên chút ánh sáng lạnh. Mạc Phàm,
chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Tuyết kéo Mạc Phàm nói. Tuy Mạc Phàm là tiên thiên tông sư, thu thập vài người này không thành vấn đề, nhưng Tống gia không dễ đối phó như vậy. Nhất là sau khi Lâm gia bị diệt, các thế lực ủng hộ Lâm gia đều chuyển sang bên Tống gia, thế lực Tống gia tăng lên không ít. Nếu không sao Tống Tử Duyệt dám hung hãn như vậy. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Tuyết Nhi, cười dịu dàng. Hai người kia bắt nạt cô bé An Hiểu Hiên này hắn đều đã không ngồi yên không để ý, bắt nạt trên đầu hắn và Tuyết Nhi, sao hắn có thể không làm gì. Yên tâm đi, không sao đâu, đối phó những người này ngay cả ngón tay đều không cần cử động. Mạc Phàm cười nói, tiểu tử, khẩu khí của cậu đúng là không nhỏ, cậu nghĩ rằng tôi và mọi người là bùn đất à, cậu lập tức rời đi sẽ không sao, bây giờ không đi cậu chắc chắn sẽ có chuyện. Thu Minh Nguyệt nói chắc chắn. Xung quanh có người nhíu mày thở dài, có người bĩu môi, nhưng không ai xen mồm vào. Cho dù bọn họ không quen nhìn, nhưng đối phương là Tống gia và Thu gia, không đủ thực lực thì đừng nên xen vào việc của người khác tốt hơn. Tiểu tử, các cậu nên rời đi tốt hơn. Có người cười mỉa nói. Muốn để Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt xin lỗi, căn bản là chuyện không có khả năng. Thay vì bị ăn đánh, không bằng nhanh chóng rời đi tốt hơn. Chỉ một lát mấy đại hán áo đen đã đến bên cạnh đám Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu tự mình cút, hay chúng tôi để cậu cút? Cút sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh. Cút! Một chữ như sấm nổ tung, từng đạo kình phong lập tức nhấc lên, bay về xung quanh. Mấy đại hán áo đen kia căn bản không có bất luận đường sống nào, như bị búa tạ dã mạnh, bay về phía xa. Bùm! Một đám người ngã về phía xa. Dầm một tiếng không đụng vào góc áo Mạc Phàm. Ở đây ngoại trừ Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên ra, gần như tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng. Có một số mỹ nữ váy bị thổi tung, lộ ra nội y bên trong cũng không phát hiện. Mấy đại hán nhìn không giống người bình thường, chắc chắn từng trải qua huấn luyện đặc biệt. Nhưng Mạc Phàm không cử động một ngón tay, chỉ một chữ cút đã đánh bay đám người này. Chuyện này, sao tiểu tử này lại làm được? Tươi cười trên mặt Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt cứng ngắc, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Tiên Thiên Tông Sư. Nghĩ vậy hai người nhanh chóng lắc đầu, Mạc Phàm trẻ tuổi như thế, sao có thể là Tiên Thiên Tông Sư? Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai? Tống Tử Duyệt hơi híp mắt, tức giận nói. Tôi là ai? Hai người không có tư cách biết, nếu thua, thì quỳ xuống cho tôi. Mạc Phàm lạnh giọng nói. Kiếp trước Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt dở trò nhiều như thế, hắn không đối phó hai người đã vô cùng nhân từ rồi, vậy mà còn dám ngang ngược chơi xấu với hắn. Nếu muốn chơi cứng, vậy thì để bọn họ biết cứng thế nào. Chữ quỷ vang lên. Cộp một tiếng, Tống Tử Duyệt, Thu Minh Nguyệt và người đàn ông nói chuyện thay Thu Minh Nguyệt lúc trước bỗng nhiên có cảm giác như có hai bàn tay to ấn lên vai bọn họ, ba người đều quỳ xuống. A, à, Tống Tử Duyệt kêu lên, trên mặt đỏ tím vì đau đớn. Đôi mắt gần như sắp phun ra lửa. Cô ta đường đường là đại tiểu thư Tống gia Giang Nam, chưa từng quỳ trước thiên địa quỷ thần, có khi nào quỳ trước mặt người khác như vậy. Thu Minh Nguyệt cũng nhíu mày, trên mặt đều là hung dữ. Xung quanh, bao gồm cả Bạch Tiểu Tuyết trong đó đều thay đổi sắc mặt. Bình thường bọn họ ầm ĩ đến mấy, cũng ít khi bảo người ta quỳ xuống. Mạc Phàm chỉ nói một câu đã khiến người ta quỳ xuống, quả thực làm bọn họ khiếp sợ. Nhưng chỉ sợ chuyện này ầm ĩ lớn rồi. Chỉ có An Hiểu Hiên là cảm thấy hết giận, nhìn Mạc Phàm cũng thuận mắt hơn nhiều. Tiểu Tuyết, cô bảo anh ta dừng tay, chúng ta đều là bạn bè hà tất phải làm bạn bè khó xử, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Một mỹ nữ tóc quan mặc lễ phục màu vàng đứng ra nói. Bình thường cô ta có quan hệ không tệ với Tống Tử Duyệt, tất nhiên không thể nhìn Tống Tử Duyệt bị bắt nạt như vậy. Triệu Lâm. Vừa rồi lúc cô ta bắt nạt chúng tôi, không thấy cô đi ra nói giúp, chúng ta cũng thân thiết như thế, mấy ngày hôm trước tôi còn mời cô ăn một miếng thịt bò, cô quên nhanh như vậy sao? An Hiểu Hiên khinh bỉ nói. Lúc này biết bạn bè hà tất làm bạn bè khó xử, lúc trước thì sao? Tiểu Lâm, đừng cầu xin An tiện nhân, lát nữa mình sẽ thu thập cô ta, Tống Tử Duyệt nghiến chặt răng, nói. Cô ta nói xong lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử! Anh biết bổn đại tiểu thư là ai, anh biết anh đang làm gì không? Mạc Phàm nhìn lướt qua Tống Tử Duyệt, không thèm để ý nữa. Mặc kệ cô là ai, dựa theo đánh cược,
ngoại trừ quỳ xuống còn học chó sủa. Mắt Tống Tử Duyệt mở to, sắc bén trong mắt lại tăng gấp đôi. Bảo cô ta quỳ xuống đã vô cùng nhục nhã, lại bảo cô ta học chó sủa, sau này cô ta sẽ không ngẩng đầu lên được ở Giang Nam mất. Tiểu tử, anh dám khiến tôi học chó sủa, Tống Tử Duyệt tôi nhất định sẽ giết anh. Thu gia chúng tôi cũng sẽ diệt các người. Thu Minh Nguyệt trầm giọng nói. Mạc Phàm cười khẽ, làm như không nghe thấy. Muốn bắt nạt người, nhất định phải chuẩn bị tâm lý bị người ta bắt nạt, kêu đi. Lâm gia đã bị hắn diệt, Tống gia và Thu gia mà thôi, có gì đáng ngại. Hắn vừa nói xong, ba ký hiệu bay từ giữa ngón tay hắn ra, chui vào trong mi tâm ba người. Rõ ràng ba người không há miệng, nhưng như bị thứ gì đó khống chế, hai tay cũng chống xuống, tựa như khi chó gặp chủ nhân, cổ họng không tự chủ được phát ra tiếng chó sủa. Gâu gâu gâu. Trong chớp mắt, sắc mặt đám Tống Tử Duyệt lập tức âm trầm, gần như có thể vặn ra nước, ngực như sắp nổ tung vì tức giận. Ba người kêu xong, Mạc Phàm nói với Bạch Tiểu Tuyết. Chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Tuyết nhìn ba người vẫn quỳ trên đất, trong mắt hiện lên chút lo lắng, cố nặn ra nụ cười vui vẻ, gật đầu. An Hiểu Hiên chụp ba người kia một cái, làm dấu tay chữ V, cũng rời đi theo. Bọn họ còn chưa ra khỏi cửa, Tống Tử Duyệt gần như thét lên. Tiểu tử, lá gan anh lớn thật dám nhục nhã bản tiểu thư, nói cho bổn tiểu thư biết tên của anh thử xem. Những lời này vừa vang lên, cả phòng khách như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Có người thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói. Một người vô danh, dám bảo Tống Tử Duyệt quỳ xuống học chó sủa ở Giang Nam, không chỉ chọc giận Tống Tử Duyệt, còn không khác gì vả mặt Tố Vơ Gia. Chỉ cần tiểu tử này báo tên ra, cho dù đào ba thước đất, cũng phải khiến Mạc Phàm trả giá thật lớn. Mạc Phàm dừng bước, không quay đầu lại. Cô muốn biết tên tôi sao? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Tôi không chỉ muốn biết tên của anh, tôi còn muốn anh hối hận vì hôm nay đến đây, còn cả An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Tuyết, hai người cũng đợi đó cho tôi. Tống Tử Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói, ước gì có thể ăn sống nuốt tươi Mạc Phàm. Cô ta nghĩ mình có thể ngược An Hiểu Hiên một phen, thuận tiện khoe khoang tài phú của mình. Kết quả cô ta quỳ xuống học chó sủa, bảo vật của cô ta cũng là một tà vật, điều này làm cô ta tức điên rồi. Cô vốn không có tư cách biết tên của tôi, nhưng cô đã có can đảm hỏi, tôi nói cho cô biết, tôi tên là Mạc Phàm, tự cô đi thăm dò đi, mặc kệ cô tra được gì, nói cho cô một câu, đừng động vào hai bọn họ, nếu không cô không chịu được đâu. Mạc Phàm thản nhiên nói, trên mặt không có một chút gợn sóng. Hắn đối với Tống Tử Duyệt không giống Lâm Khuynh Thiên. Không có thù hận gì lớn. Tống Tử Duyệt không tìm chết hắn sẽ không để ý, nếu Tống Tử Duyệt dám đến trêu chọc hắn, hắn không ngại khiến Tống gia thành Lâm gia thứ hai. Trong phòng khách, mọi người nhìn Mạc Phàm bàn tán xôn xao. Mạc Phàm, sao cái tên này nghe quen thế? Triệu Lâm lúc trước mở miệng hỏi. Thần y Đông Hải tên là Mạc Phàm, có lời đồn Mạc Đại Sư Đông Hải cũng tên này, còn có lời đồn hai người là một. Gần đây tên này gần như không ai không biết ở Giang Nam, cô nói xem có quen hay không. Vẻ mặt người bên cạnh nghiêm trọng nói. Cậu ta trẻ tuổi như thế không có khả năng là hai người kia, chẳng lẽ là tộc nhân của Mạc Đại Sư Đông Hải, người của Mạc Gia Đông Hải mới diệt Lâm Gia. Có người khiếp sợ nói. Mạc Gia là một tiểu gia tộc Đông Hải, chỉ trong một tháng diệt Lâm Gia, không có nhiều người chứng kiến chuyện này, nhưng chuyện này đã lan truyền khắp Hoa Hạ. Những phú thiếu thiên kim Giang Nam đều biết chuyện này. Nếu là người Mạc gia Đông Hải, vậy chuyện này càng thú vị. Tân quý Giang Nam gặp Tống gia Giang Nam. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt đều nhướng mày, lửa giận trên mặt biến mất không ít. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm là người bình thường, không ngờ là người Mạc gia. Tiểu tử, anh là tộc nhân của Mạc Đại Sư Đông Hải sao? Tống Tử Duyệt hỏi. Mạc Phàm lắc đầu, cười không nói gì. Tôi không phải tộc nhân của Mạc Đại Sư, còn lại các người tự đi thăm dò. Nghe Mạc Phàm nói vậy, gần như mọi người đều lộ ra ánh mắt nhìn người chết. Nếu tiểu tử này là người Mạc gia, còn có thể sống lâu một thời gian, dù sao có Mạc gia ở đây, Tống gia cũng sẽ e ngại. Mạc Phàm không phải, vậy thì phiền phức rồi. Được lắm, không thể không nói anh rất can đảm, anh đợi đó, không lâu sau, hôm nay anh cho tôi sẽ trả hết cho anh. Trong mắt Tống Tử Duyệt chớp lóe sắc bén, tức giận nói. Mạc Phàm cười khinh thường,
nếu Tống Tử Duyệt nghĩ sâu hơn, có lẽ không nói những lời này. Hắn không nói thêm một câu, hắn và Bạch Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên lên xe Cayenne Porsche A Hào lái tới rời khỏi biệt thự. Sau khi Mạc Phàm rời đi, party cũng tan rã trong không vui, chỉ còn lại Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt cùng với vài người ít ỏi. Dầm, Tống Tử Duyệt dùng hai tay đẩy, cốc chén trên bàn rơi hết xuống đất, rơi vỡ nát. Chỉ trong chốc lát, mặt đất đầy thủy tinh. Tống Tử Duyệt liên tục đập vỡ tất cả đồ đạc, vẫn không hết giận như trước, ngực và bả vai không ngừng lên xuống, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lập tức điều tra cho tôi, tra cho rõ 18 đời tổ tông của anh ta. Tống Tử Duyệt tức giận nói. Tử Duyệt, em đừng nóng giận, tiểu tử kia không đáng để em tức giận như vậy. Thu Minh Nguyệt đi lên khuyên. Còn cả anh nữa, vì sao anh không nói cho em biết đây là thứ gì? Tống Tử Duyệt lạnh lùng liếc Thu Minh Nguyệt một cái nói. Nếu không phải đồ của Thu Minh Nguyệt bị Mạc Phàm vạch trần, sao cô ta có thể mất mặt như vậy? Anh cũng không biết thứ này. Trong mắt Thu Minh Nguyệt hiện lên chút chán ghét, lập tức giải thích. Nếu không phải Thu gia bọn họ nhìn chúng Tống gia nhà giàu có giang nam này, anh ta đâu đối xử với Thu Minh Nguyệt kiên nhẫn như thế. Đổi thành là người phụ nữ khác, anh ta chơi xong đã sớm quăng rồi. Anh thật sự không biết sao, em ghét nhất là bị người khác lừa gạt, không phải là anh không biết. Tống Tử Duyệt lạnh giọng hỏi. Tính tình cô ta không tốt, nhưng không ngu ngốc, chắc chắn Thu Minh Nguyệt biết, nhưng không muốn nói cho cô ta. Được rồi, chuyện này là lỗi của anh. Anh sợ nói cho em sẽ không chịu ăn, nên không nói cho em biết, nhưng em yên tâm, anh đã có biện pháp, không cần em phải phí sức, có thể khiến tiểu tử kia trả giá thật đắt. Thu Minh Nguyệt chớp mắt, vội vàng ăn nói khép nép. Lần này thì bỏ qua, nếu có lần sau, anh rời khỏi Giang Nam đi. Tống Tử Duyệt lạnh lùng nói. Được, đừng tức giận. Thu Minh Nguyệt cười nói. Nói đi, anh có biện pháp tốt gì, Tống Tử Duyệt tức giận nói. Tên tiểu tử kia hẳn là võ giả, cậu ta tự mình thừa nhận mình không phải người Mạc gia, vậy thì không có bối cảnh gì, người như vậy, em cảm thấy Bạch gia sẽ đồng ý để cậu ta hẹn hò với Bạch Tiểu Tuyết sao? Thu Minh Nguyệt híp mắt nói. Bạch gia tồn tại ngàn năm ở Giang Nam, quy củ gia tộc vô cùng nghiêm khắc, phụ nữ căn bản có rất ít quyền lợi. Tuy Bạch Tiểu Tuyết là đại tiểu thư Bạch gia, cũng không có khả năng tự do yêu đương. Lúc trước người có khả năng lấy Bạch Tiểu Tuyết là Lâm Khuynh Thiên đã chết, nhưng chắc chắn Bạch gia sẽ lựa chọn người thích hợp, chắc chắn người này không phải người bình thường. Nếu như nói tin tức này cho Bạch gia, chắc chắn Bạch gia sẽ ra mặt ngăn cản, Bạch gia giỏi làm chuyện này nhất. Ý của anh là tố cáo việc này cho Bạch gia sao? Lúc này lông mày Tống Tử Duyệt mới giãn ra. Không sai, nói như vậy, không cần chúng ta ra tay, có thể khiến tên tiểu tử kia đấu với Bạch gia một trận trước. Để bọn họ tự giết lẫn nhau, em không cảm thấy như vậy sẽ hết giận sao? Thu Minh Nguyệt nịnh nọt nói. Biện pháp báo thù tốt nhất là để bọn họ tự giết lẫn nhau, sau đó một lưới bắt hết tất cả. Đúng là biện pháp tốt. Khóe miệng Tống Tử Duyệt nhếch lên tươi cười hung ác nham hiểm. Anh lập tức phái người đi báo cho Bạch gia. Thu Minh Nguyệt thấy Tống Tử Duyệt nguôi giận, cười nói. Không cần anh phải phái người, em có người càng thích hợp hơn. Tống Tử Duyệt cười nói. Nếu muốn báo thù, đương nhiên là cô ta tự mình đi làm. Cô ta quen một số đệ tử của Bạch gia, chỉ là chuyện gọi một cuộc điện thoại. Cô ta cười lạnh lùng, giơ tay ấn một số điện thoại. Khi Tống Tử Duyệt gọi điện thoại, đám Mạc Phàm đã đến một tiệm mì. Mạc Phàm ngồi đối diện Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên, ba người mỗi người gọi một bát mì và một ly đồ uống. Bởi vì tiệm mì ở gần trường, có một số sinh viên Đại học Đông Hải ăn cơm ở đây. Những người này nhìn thấy Mạc Phàm ngồi đối diện Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên, một đám vô cùng hâm mộ ghen tị. Không phải người kia là Hoa hậu giảng đường trường chúng ta sao, tiểu tử ăn cơm với Hoa hậu giảng đường là ai thế? Không phải là bạn trai đấy chứ? Trong chớp mắt, cả nhà hàng tràn đầy giấm chua. Mạc Phàm, chuyện hôm nay cảm ơn anh. Trong đôi mắt Bạch Tiểu Tuyết lóe sáng lưu quang. Làm như không nhìn thấy những ánh mắt đó, giờ đổ uống lên cười nói. Nếu hôm nay Mạc Phàm không xuất hiện, chắc chắn cô và An Hiểu Hiên không có biện pháp bình yên rời đi. Cả tôi nữa. An Hiểu Hiên nhíu chặt mày, nói xen vào một câu. Cô không có hảo cảm với Mạc Phàm mấy, thậm chí còn có chút chán ghét, nhưng quả thật Mạc Phàm giúp cô một tay.
Nếu không học chó sủa, quỳ xuống là cô, mà không phải đám Tống Tử Duyệt. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút dị sắc, chạm ly với hai người kia, cười chua xót. Kiếp trước hắn và Tuyết Nhi còn có đại bóng đèn An Hiểu Hiên tới tiệm mì này ăn cơm không ít lần. Qua 500 năm, tiếp tục hình ảnh quen thuộc như thế, ít nhiều gì hắn cũng có chút cảm động. Chỉ thu thập Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt mà thôi, nhấc tay chi lao, không cần cảm ơn. Mạc Phàm nói, kiếp trước, Tuyết Nhi vì hắn trả giá thật nhiều, lần này hắn trọng sinh, đừng nói là thu thập Tống Tử Duyệt, bảo hắn hái sao hái trăng hắn đều có thể làm cho Tuyết Nhi. Chỉ thu thập hai bọn họ mà thôi. An Hiểu Hiên vừa uống một ngụm nước, nước đến yết hầu còn chưa nuốt xuống, nuốt cũng không nuốt được, trực tiếp mắc kẹt trong cổ họng. Khụ khụ, An Hiểu Hiên ho mạnh. Hiên Hiên, không sao chứ? Bạch Tiểu Tuyết vội vàng đấm lưng cho An Hiểu Hiên. Mạc Phàm nhíu mày, tiện tay tạo một pháp ấn, một phù văn bay vào trong cơ thể An Hiểu Hiên, lúc này An Hiểu Hiên mới thở nổi. Đỡ hơn nhiều rồi. An Hiểu Hiên lại ho khan vài tiếng, lúc này mới lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tựa như nhìn hung thủ giết người. Anh có biết câu anh vừa nói bị Tống gia nghe được sẽ có hậu quả gì không? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Hậu quả gì? Biến mất khỏi Giang Nam. Dám bất kính với Tống gia, chỉ cần những lời này bị Tống gia nghe được, chắc chắn người kia sẽ biến mất khỏi Giang Nam, chưa từng có ngoại lệ. Tống gia lợi hại như vậy sao? Mạc Phàm nhướng mày, cười hỏi. Quả thật Tống gia vô cùng lợi hại, gần mấy trăm năm nay Tống gia đều đúc tiền cho đế vương, sau khi Hoa Hạ kiến quốc, Tống gia quay người thành ngân hàng, bối cảnh thâm sâu và tiền tài cường đại, khiến Tống gia có chút quan hệ với ngân hàng thế giới. Nếu luận về thực lực, Tống gia đều lợi hại hơn Lâm gia, hơn nữa. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, dừng một lát. Còn cái gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Mạc Phàm, anh biết Lâm gia bị Mạc Đại Sư diệt không? Bạch Tiểu Tuyết hỏi. Chuyện này. Mạc Phàm cười, hắn vốn định nói cho Tuyết Nhi là hắn làm, nghĩ một lát liền buông ra. Lúc này hắn nói cho Tuyết Nhi, chưa chắc Tuyết Nhi đã tin tưởng. Trừ chuyện đó ra, hắn muốn dùng thân phận bình thường tiếp xúc với Tuyết Nhi, không hy vọng quan hệ giữa hắn và Tuyết Nhi có tạp chất bên trong. Tôi biết một phần. Lâm gia bị diệt. Nguyên bản 90% số người Giang Nam đứng bên phía Lâm gia, trong 90% này có một nửa đứng trước mặt Tống gia, hiện giờ thực lực của Tống gia còn đáng sợ hơn nhiều, cho dù là Mạc gia cũng không dám làm gì Tống gia. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày nói. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm lộ ra vẻ đã hiểu ra. Chẳng trách thế lực Lâm gia còn sót lại vẫn dám đối nghịch với Mạc gia, hóa ra sau lưng có Tống gia. Cho nên khi nói chuyện anh phải cẩn thận một chút. Họa từ miệng mà ra hiểu không? An Hiểu Hiên tức giận dặn dò. Mạc Phàm chọc Lâm Khuynh Thiên, vốn là tìm chết, nhưng vận khí của anh ta tốt, Lâm gia bị Mạc Đại Sư Đông Hải diệt. Nhưng Mạc Phàm dám coi thường Tống gia như vậy, không phải lần nào cũng có vận khí tốt như thế. Không phải đã tạo ra họa rồi sao? Mạc Phàm cười khẽ, căn bản không để chuyện này trong lòng. Xem ra cô bé An Hiểu Hiên này vẫn hoài nghi hắn không phải Mạc Đại Sư. Nếu cô biết thân phận của mình, chắc chắn không nói như vậy. Nói cũng đúng. An Hiểu Hiên nhíu mày, nằm sấp trên bàn, vẻ mặt lo lắng. Với hiểu biết của cô với Tống Tử Duyệt, chắc chắn Tống Tử Duyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhất là Mạc Phàm tự mình thừa nhận không phải tộc nhân của Mạc Đại Sư, còn dẫm Tống Tử Duyệt thảm như vậy, nếu Tống Tử Duyệt bỏ qua cho Mạc Phàm vậy thì cô không tên An Hiểu Hiên nữa. Làm sao bây giờ? An Hiểu Hiên bĩu môi nói. Một tay Bạch Tiểu Tuyết để tay chống cằm, cau mày nói. Binh đến tướng chặn, Mạc Phàm cười khẽ nói. Một Tống gia mà thôi, căn bản không làm gì được hắn. Tống gia dám tụ tập nhiều người như vậy chống lại Mạc gia bọn họ, đó là muốn chết, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể khiến Tống gia biến mất khỏi Giang Nam bất cứ lúc nào. Anh nói nhẹ nhàng quá nhỉ. An Tiểu Thư liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Có Bạch Tiểu Tuyết ở đây, cô sợ Mạc Phàm ít đi nhiều. Như vậy đi, tôi về Bạch gia một chuyện, tôi sẽ xử lý chuyện này. Bạch Tiểu Tuyết nghĩ một lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Lần trước Mạc Phàm cứu cô khỏi tay cao thủ thần điện, nếu cô nói chuyện này cho cha mình, chắc chắn cha cô sẽ ra tay. Nếu Bạch gia bọn họ ra mặt, ít nhiều gì Tống gia cũng nể mặt.
Dù sao Bạch đồng tử của Bạch gia bọn họ đã tồn tại từ thời Tần Thủy Hoàng, Tống gia cũng e ngại một chút. Để mình làm chuyện này cho, mình sẽ đi cầu xin lão gia tử nhà mình. An Hiểu Hiên bĩu môi nói. Bạch gia ra mặt, quả thật Tống gia sẽ nể tình. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc nói cho Bạch gia, Tiểu Tuyết rất thân thiết với một người đàn ông bình thường, chuyện này còn phiền phức hơn chọc Tống Tử Duyệt. Với quy củ của Bạch gia sẽ ra mặt bình ổn chuyện này trước, sau đó Mạc Phàm không thể gặp Tiểu Tuyết nữa. An gia bọn họ là luyện khí thế gia, Tống gia cũng sẽ nể mặt một chút, cùng lắm thì cô đi xin lỗi Tống Tử Duyệt kẻ tiện nhân kia. Chuyện này, Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày. Ăn mì đi, lạnh là không ăn được nữa đâu, còn nữa, mấy ngày này anh cẩn thận một chút, đừng luôn trêu chọc phiền phức, lần này tôi có thể giúp anh, lần sau cũng không biết có thể giúp anh hay không. An Hiểu Hiên ăn mì, nói với Mạc Phàm. Cô không thích Mạc Phàm, nhưng không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Mạc Phàm vì cô mà đắc tội Tống Tử Duyệt, tất nhiên cô phải giúp Mạc Phàm giải quyết chuyện này. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Hắn không tìm phiền phức, nhưng luôn có phiền phức tìm hắn. Cái gì? An Hiểu Hiên nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt. Cô đang nghi ngờ ý trong lời nói của Mạc Phàm, một giọng nói chói tai truyền đến. Tiểu Tuyết, cô ở đây làm gì thế, tiểu tử này là ai? Sắc mặt Bùi Thất Thất và An Hiểu Hiên lập tức khó coi, thân thể bị kiềm hãm, như chúng định thân pháp, vẫn duy trì động tác lúc trước không nhúc nhích. Rất lâu sau, lúc này Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên mới phản ứng kịp, nhìn nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một người đàn ông cao khoảng 185cm, không biết xuất hiện trong tiệm mì từ lúc nào. Người đàn ông này khoảng 25-26 tuổi, để tóc ngắn màu bạc, mày kiếm mắt sáng đeo kính đen, cho hai tay vào trong túi. Khuôn mặt anh Tuấn cộng thêm tây trang màu trắng giá trị xa xỉ, khiến diện mạo anh ta như minh tinh Hàn Quốc. Chỉ là anh ta nâng cằm lên, khiến người ta có cảm giác vô cùng cao ngạo, ánh mắt rét lạnh như kiếm, khiến người ta sợ hãi. Hai điểm này khiến anh ta một trời một vực với minh tinh Hàn Quốc. Sao anh lại tới đây? Bạch Tiểu Tuyết cau mày hỏi. Người đàn ông này không phải ai khác, đúng là anh họ của cô, cũng là một trong những thành viên chấp pháp đường của Bạch gia. Cô là đại tiểu thư Bạch gia chúng tôi mà không tới, cô đã bị một tên bình thường lừa gạt, cô nói xem sao tôi lại tới. Bạch Tiểu Phi cười mỉa, đi đến bên cạnh bàn bọn họ. Luôn miệng nói đại tiểu thư, nhưng trong giọng nói không có bao nhiêu tôn trọng Bạch Tiểu Tuyết. Tôi thấy là kẻ tiện nhân Tống Tử Duyệt kia bảo anh tới, kẻ tiện nhân này đúng là càng ngày càng ác độc. An Hiểu Hiên lạnh lùng liếc Bạch Tiểu Phi một cái, khinh bỉ nói. Bạch Tiểu Phi là người theo đuổi Tống Tử Duyệt, một năm trước Tống Tử Duyệt chỉ nói một câu cô ta thích Ngô Yến Đan của Hắc Thị, anh ta vì theo đuổi Tống Tử Duyệt, liền chạy đến khố phòng Hắc Thị kiếm Ngô Yến Đan. Tuy anh ta không thể theo đuổi được Tống Tử Duyệt, nhưng đối với Tống Tử Duyệt vẫn là nói gì nghe nấy. Tống Tử Duyệt bảo anh ta đi hướng đông, anh ta chắc chắn không đi hướng tây. Bạch Tiểu Phi tìm đến nhanh như thế, chắc chắn là Tống Tử Duyệt giở trò quỷ ở phía sau, không còn khả năng khác. An nha đầu, cô dám bắt nạt Tử Duyệt như vậy, lát nữa tôi tính sổ với cô, bây giờ tôi tính sổ với tên tiểu tử này trước, cô đừng có gấp, chúng ta còn nhiều thời gian để tính. Ánh mắt Bạch Tiểu Phi dữ dằn, nhìn về phía Mạc Phàm. An Hiểu Hiên dám nhục nhã người phụ nữ anh ta thích như vậy, tất nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cho An Hiểu Hiên. Nhưng phải thu thập tiểu tử này trước. Sắc mặt An Hiểu Hiên khó coi như sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết. Tiểu tử, cậu biết cô gái đối diện cậu là ai không? Bạch Tiểu Phi nâng kính lên, nhìn xuống Mạc Phàm, tựa như đế vương nhìn bần dân, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm không thèm liếc Bạch Tiểu Phi một cái, bưng đồ uống lên uống một ngụm, cười khẽ. Hắn vốn tưởng rằng không có Lâm gia, thu phục An tiểu thư, có thể thuận lợi ở bên Tuyết Nhi, xem ra không đơn giản như vậy. Có liên quan gì không? Có, nếu Tiểu Tuyết chỉ là cô gái bình thường, cậu có thể kết giao với cô ta tùy ý, lên giường cũng không thành vấn đề, nhưng rất tiếc, cô ta là phụ nữ Bạch gia chúng tôi, phụ nữ Bạch gia không phải người cậu có thể vấy bẩn, nếu tôi là cậu, tôi sẽ lập tức rời đi, không gặp mặt Tiểu Tuyết nữa. Bạch Tiểu Phi cười mỉa nói. Lúc nói chuyện, trong mắt anh ta hiện lên hung dữ. Tiểu tử này khiến Tống Tử Duyệt tức giận như vậy, đã là tử tội, vậy mà còn dám đánh chủ ý lên phụ nữ Bạch gia.
Chia rẽ tiểu tử này và Bạch Tiểu Tuyết trước, lát nữa lại thu thập tiểu tử này thật tốt. Bạch Tiểu Phi, anh muốn làm gì, chúng tôi chỉ là bạn bè, ăn với nhau bữa cơm mà thôi. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, trầm giọng nói. Bạn bè sẽ vì cô đắc tội Tử Duyệt sao, Tiểu Tuyết, bình thường cô rất thông minh, sao lúc này ngu ngốc như vậy, tôi thấy cô bị tiểu tử này cho uống mê dược rồi. Bạch Tiểu Phi liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, nói. Chuyện của tôi không cần anh quản, anh lập tức rời đi cho tôi. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết hơi khó coi, có chút tức giận nói. Tôi chẳng muốn quản chuyện của cô, nhưng thân là thành viên của chấp pháp đường, tôi phải quản chuyện liên quan đến danh dự của Bạch gia chúng ta. Đương nhiên tôi làm như vậy cũng là vì tốt cho cô. Cô và tiểu tử vô danh này không có kết quả đâu, cô còn biết rõ chuyện này hơn tôi. Nếu không có kết quả, vậy tôi làm người xấu, giúp cô chặt đứt chuyện này. Bạch Tiểu Phi cười âm hiểm, làm như anh ta cố mà làm chuyện tốt. Bạch Tiểu Tuyết nắm chặt đôi tay, trên mặt hiện lên bất đắc dĩ và thống khổ bình thường không thường thấy, nhưng không phản bác. Cô gái nào mà chẳng có mộng tưởng, một ngày kia có thể có một người đàn ông khoác áo giáp vàng, đạp mây bảy màu, lúc cô có chuyện cưỡi mây mà đến. Mạc Phàm xuất hiện hai lần, đều làm như vậy, khiến cô như nằm mơ. Nhưng cô là người Bạch gia, giấc mộng này chỉ có thể nghĩ một lát. Bạch Tiểu Phi thấy Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên không nói lời nào, cười đắc ý. Đúng rồi, Tử Duyệt nói, chỉ cần hai người không ngăn cản tôi thu thập tiểu tử này, cô ấy sẽ không so đo chuyện hôm nay với hai người. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, hai mắt An Hiểu Hiên gần như sắp phun ra lửa. Tống Tử Duyệt, kẻ tiện nhân này. Tống Tử Duyệt này đúng là độc ác, không cần tự mình ra tay, phái Bạch Tiểu Phi qua đây để bọn họ nội đấu. Không chỉ như vậy. Vậy mà còn dùng tư thế vô cùng độ lượng khoanh tay đứng nhìn bọn họ. Anh nói xong chưa? Mạc Phàm để đồ uống lên trên bàn, khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Phi một cái, lạnh nhạt hỏi. Bạch Tiểu Phi nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường. Tống Tử Duyệt không nói cho anh ta biết quá nhiều thông tin về Mạc Phàm, nhưng ở trong mắt anh ta, Mạc Phàm chỉ là một con cóc đòi ăn thịt thiên Nga, căn bản không cần phải để ý. Ôi, thế nào? Tiểu tử, cậu không lập tức biến mất khỏi tầm mắt bản thiếu gia, chẳng lẽ còn có lời gì muốn nói sao? Mạc Phàm lắc đầu, cười khẽ. Kiếp trước hắn tay trói gà không chặt, chỉ có một trái tim trẻ con, cũng dám theo đuổi Tuyết Nhi, bây giờ hắn cần lùi bước sao? Tống gia tìm hắn gây phiền phức, diệt Tống gia. Bạch gia dám cản trở, hắn sửa quy củ của Bạch gia là được. Ở trước mặt hắn, những âm mưu căn bản không có tác dụng. Hắn dùng một ngón tay cũng phá giải được hết. Tống Tử Duyệt không nói với anh, vì sao cô ta đánh cược thất bại à? Không nói thì sao? Bạch Tiểu Phi cười lạnh lùng, khinh thường nói. Cô ta không nói với anh, vì sao cô ta quỳ xuống học chó sủa sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Bạch Tiểu Phi nhíu mày, tươi cười trên mặt có chút mất tự nhiên. Anh ta theo đuổi Tống Tử Duyệt không phải ngày một ngày hai, bảo cô ta quỳ xuống học chó sủa. Căn bản là chuyện không có khả năng. Tôi cần phải biết những chuyện này sao, tôi chỉ cần biết là ai bắt nạt Tử Duyệt được rồi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Phi khó coi nói. Anh nhìn không giống một tên ngu ngốc, nhưng lúc này lại vô cùng ngu xuẩn, cô ta không nói tên của tôi đúng không? Mạc Phàm hỏi một câu. Bạch Tiểu Phi hơi híp mắt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm ít đi một chút hung hãn, thay vào đó là chút kiêng kỵ. Người bình thường ít khi trêu chọc Tống Tử Duyệt. Dù sao hai chữ Tống gia còn đó, có thể thắng Tống Tử Duyệt cũng khiến Tống Tử Duyệt nguyện chịu thua lại càng ít. Tiểu tử này không chỉ chọc Tống Tử Duyệt, đối mặt với anh ta và Bạch gia sau lưng anh ta cũng là bộ dạng vân đạm phong khinh. Chẳng lẽ tiểu tử này không phải người bình thường? Tiểu tử, quả thật Tử Duyệt không nói tên cậu cho tôi biết, cậu tên là gì, tiểu tử? Bạch Tiểu Phi có chút thận trọng hỏi. Tôi tên là Mạc Phàm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Rõ ràng chỉ có bốn chữ, nhưng vô cùng khí phách, khiến xung quanh khiếp sợ. Bạch Tiểu Phi vốn sửng sốt, hai chữ Mạc Phàm này quá quen thuộc, gần đây ít ai ở Giang Nam không biết. Nhưng chỉ trong phút chốc, Bạch Tiểu Phi cười khinh thường. Ý của cậu là nói, cậu là Mạc Thần Y Đông Hải. Tôi đúng là Mạc Phàm Thần Y Đông Hải. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cậu nên nói cho tôi biết cậu là Mạc Đại Sư Đông Hải, nếu nói như vậy. Tôi không chỉ lập tức nói xin lỗi, còn quỳ xuống với cậu. Bạch Tiểu Phi nói với vẻ trêu tức.
Nếu Mạc Phàm thật sự là Mạc Đại Sư, anh ta phải quỳ xuống xin lỗi, nếu không chỉ có đường chết. Nhưng trùng tên nhiều lắm, bởi vì Mạc Phàm tồn tại, rất nhiều đứa bé họ Mạc ở Giang Nam đổi tên thành Mạc Phàm. Mạc Phàm nói cậu ta là Mạc Đại Sư Đông Hải, phải để anh ta tin tưởng mới được. Bạch Tiểu Phi, anh đủ rồi đó, tôi ăn cơm với bạn ở đây, mong anh lập tức rời đi. Bạch Tiểu Tuyết đứng dậy, trong mắt lóe lên mấy đạo hàn quang, nhíu mày nói. Tuy cô không phải võ giả và thuật sĩ, uy áp trời sinh bắn về phía Bạch Tiểu Phi. Bạch Tiểu Phi thân là người Bạch gia, lại đến báo thù thay Tống Tử Duyệt, đã khiến cô rất không vui. Vậy mà Bạch Tiểu Phi còn đùa giỡn Mạc Phàm như vậy, không hiểu sao điều này làm lửa giận trong lòng cô tăng lên rất nhiều. Dù sao Bạch Tiểu Phi cũng đã thấy được, bị Bạch gia phát hiện là không thể tránh né. Sắc mặt Bạch Tiểu Phi khó coi, sau đó cười lạnh lùng. Đại tiểu thư tức giận rồi, tôi đi cũng được, tôi cho các người hai lựa chọn, thứ nhất, tiểu tử này phải rời đi, thứ hai, cô về Bạch gia với tôi, nếu không tôi không có biện pháp báo cáo kết quả công việc. Tuy Bạch Tiểu Tuyết là phụ nữ Bạch gia, nhưng dù sao cũng là đại tiểu thư Bạch gia, thân phận trên hắn, trêu chọc Bạch Tiểu Tuyết sẽ không có trái cây ngon để ăn. Chúng tôi ăn cơm xong sẽ rời đi. Khó mà làm được, nhớ đâu tiểu tử này có mưu đồ gây rối, làm gì đó với cô, mà tôi đúng lúc không có ở đây. Bạch Tiểu Phi nói, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy tươi cười vô lại. Không thu phục chuyện Tống Tử Duyệt giao cho anh ta, sao anh ta có thể rời đi? Nếu anh ấy có ý đồ gây rối với tôi, anh ở đây cũng không có tác dụng gì. Bạch Tiểu Tuyết tức giận nói. Mạc Phàm có thể phá giải thẩm phán chi kiếm của thần điện một cách dễ dàng, tuyệt đối là tiên thiên tông sư. Bạch Tiểu Phi chỉ có nội kình đỉnh phong, căn bản không thể đánh lại Mạc Phàm. Đại tiểu thư không tự tin với Bạch đồng tử của Bạch gia chúng ta như vậy sao? Bạch Tiểu Phi nhướng mày, khinh thường nói. Tuy anh ta chỉ là nội kình đỉnh phong, nhưng cho dù gặp phải tiên thiên tông sư cũng thừa sức đánh một trận. Trừ phi Mạc Phàm thật sự là Mạc Đại Sư Đông Hải, nếu không căn bản không đỡ nổi một chiêu của anh ta. Nhưng tiểu tử này nhỏ tuổi như thế, sao có thể là Mạc Đại Sư Đông Hải? Nghĩ đến chuyện này, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh. Nếu đại tiểu thư tự tin với tiểu tử này như vậy, không thì như này, muốn tôi rời đi cũng được, thậm chí tôi còn không tố cáo việc này cho gia chủ, nhưng mà... Anh muốn thế nào? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày hỏi. Nếu tiểu tử này dám chịu Bạch đồng tử của tôi một phen, chỉ cần cậu ta không bị sao, liền chứng minh tiểu tử này có bản lĩnh bảo vệ tiểu thư, nếu cậu ta làm được, tôi không nói hai lời lập tức rời đi, thế nào? Bạch Tiểu Phi cười âm hiểm nói. Khi nói chuyện, trong đôi mắt anh ta lóe lên âm độc. Không phải Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên rất coi trọng tiểu tử này sao, vậy anh ta thử xem bản lĩnh của tiểu tử này thế nào? Nếu tiểu tử này không chết dưới Bạch đồng tử của anh ta, vậy nói lên tiểu tử này không phải người bình thường, anh ta ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Nếu tiểu tử này không chịu được Bạch đồng tử của anh ta, vậy không gì tốt hơn, những người Bạch đồng tử nhìn chúng đều thành vong hồn, lần này anh ta tới hoàn thành luôn nhiệm vụ rồi. Bạch Tiểu Phi vừa nói xong, khuôn mặt tinh xảo của Bạch Tiểu Tuyết thay đổi. Cô thân là người Bạch gia, tất nhiên biết rõ lợi hại của Bạch đồng tử. Bởi vì Bạch đồng tử của nhà bọn họ, không chỉ có công kích vật lý còn có công kích linh hồn, cho dù là tiên thiên tông sư cũng không dám đối đầu với công kích của Bạch đồng tử. Mắt thấy được, đều có thể giết, tuyệt đối không phải trò đùa. Lúc cô còn nhỏ, có tiên thiên tông sư nổi tiếng đến Bạch gia cô, muốn khoe khoang thực lực của bản thân trước mặt Bạch gia, thỉnh cầu đối đầu với Bạch đồng tử của Bạch gia bọn họ. Cha cô do dự mãi lúc này mới đồng ý. Cuối cùng phái ra một đứa bé 10 tuổi mới mở Bạch đồng tử, tới thỏa mãn yêu cầu của tiên thiên tông sư này. Bạch đồng tử của đứa bé này mở ra, một đạo bạch quang chiếu lên người tiên thiên tông sư, tiên thiên tông sư trực tiếp ngã xuống, thành một người vĩnh viễn sống đời sống thực vật. Đứa bé 10 tuổi giết chết tiên thiên tông sư là Bạch Tiểu Phi. Quả thật thực lực của Mạc Phàm bất phàm, nhưng chắc chắn không đấu lại được Bạch đồng tử của Bạch Tiểu Phi. Khi Bạch Tiểu Phi 10 tuổi đã giết chết được tiên thiên tông sư nổi tiếng, hiện giờ Bạch Tiểu Phi càng khủng bố hơn. An Hiểu Hiên nhíu mày, một chữ hỏa xuất hiện giữa trán cô. Chuyện về Bạch Tiểu Phi, sao cô có thể không biết? Bạch Tiểu Phi nhìn như cho bọn họ cơ hội, thực ra là tìm cơ hội ra tay với Mạc Phàm. Nếu anh để tôi đâm một đao không chảy máu, chúng tôi sẽ lập tức rời đi.
Các người không có lựa chọn khác, nếu tiểu tử này ngay cả bạch tử đồng của tôi cũng không đấu lại được, tức là cậu ta không có bản lĩnh bảo vệ đại tiểu thư, hai người nên rời đi với tôi tốt hơn. Bạch Tiểu Phi nhếch miệng, trên mặt đều là đắc ý. Bạch Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Phi, âm tình bất định. Cô tuyệt đối không thể để Mạc Phàm chịu bạch đồng tử của Bạch Tiểu Phi, nhưng cô không muốn rời đi như vậy. So với đấm đá nhau, tiệc rượu ngươi lừa ta gạt, cô càng thích ăn đồ uống giá rẻ ở đây với Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc, Bạch Tiểu Tuyết đã có quyết định. Đây không phải ngày đầu tiên cô quen Bạch Tiểu Phi, Bạch Tiểu Phi vì Tống Tử Duyệt chuyện gì cũng dám làm. Nếu cô không rời đi, chỉ sợ Mạc Phàm phải chịu bạch đồng tử của Bạch Tiểu Phi mới được, như vậy có khả năng sau này cô không được gặp Mạc Phàm nữa, tôi đi với anh. Nhưng không đợi cô nói xong, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chỉ cần tôi tiếp được bạch đồng tử của anh sẽ rời đi, đúng không? Mạc Phàm, đừng kích động. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết thay đổi, vội vàng ngăn cản. Lúc anh ta 10 tuổi, đã dùng bạch đồng tử giết chết Tiên Thiên Tông Sư. An Hiểu Hiên cũng nói. Yên tâm đi, tôi không sao, không ai có thể quấy rầy chúng ta. Mạc Phàm cười khẽ, trong mắt tràn đầy kiên định. Trải qua hơn 500 năm, cuối cùng hắn cũng được ăn cơm với Tuyết Nhi, sao hắn có thể để Tuyết Nhi rời đi? Chỉ là bạch đồng tử mà thôi, bạch đồng tử của Bạch Khởi hủy diệt ngàn sao hắn không tiếp được, nhưng tiếp bạch đồng tử của Bạch Tiểu Phi có khó gì? Bạch Tiểu Phi hơi nhếch miệng, cười nham hiểm. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm không có lá gan này. Ai biết tiểu tử này lại cắn câu, đúng là ngu ngốc. Không sai, chỉ cần cậu tiếp được bạch đồng tử của tôi không chỉ lập tức rời đi, còn có thể coi như chưa từng thấy các người. Thế nào, tiểu tử, cậu dám thử một lần không? Bạch Tiểu Phi cười nói. Vậy anh thử một lần đi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn Bạch Tiểu Phi nói. Một cơn gió thổi qua, như gợn sóng dập dờn bốn phía. Trong phòng ăn, có một số người vội vàng rời đi. Sợ bị liên lụy. Có một số người ngồi ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm đám Mạc Phàm không rời mắt. Bạch đồng tử là gì? Xung quanh, một người chưa rời đi nghi ngờ hỏi. Anh không biết sao, nghe nói là một loại bí thuật của Bạch Gia Giang Nam, chỉ cần bị bạch đồng tử nhìn chúng, thì sẽ chết, không khác mắt của Medusa phương Tây trong truyền thuyết. Có người hiểu biết về võ đạo, pháp đạo thế gia Hoa Hạ nói. Đâu chỉ lợi hại, mà lợi hại đến mức bùng nổ. Tiểu tử này dám đối đầu với bạch đồng tử của Bạch gia, chắc chắn lần này cậu ta xong đời rồi. Ai bảo cậu ta ăn cơm với hoa hậu giảng đường, đáng đời. Có người vui sướng khi người khác gặp họa nói. Cậu chắc chắn không, tuy bạch đồng tử của tôi đã vận dụng linh hoạt, nhưng khó tránh khỏi có lúc sai lầm, nếu ngộ thương cậu, vậy đừng trách tôi không nhắc nhở. Bạch Tiểu Phi giả mù sa mưa nói. Anh nói hơi nhiều rồi đó, trước khi mì của chúng tôi lạnh mất. Tốt nhất là anh nhanh lên, nếu mì của chúng tôi lạnh, anh sẽ biết hậu quả. Mạc Phàm không kiên nhẫn nói. Bạch Tiểu Phi nhướn mày, trong mắt lóe lên dữ dằn. Tiểu tử này chết đến nơi rồi, còn hung hãn như vậy, đúng là không biết sống chết. Được lắm, cậu đã vội vàng muốn chết như thế, tôi tiễn cậu một đoạn. Bạch đồng tử. Anh ta quát khẽ một tiếng, đồng tử hai mắt lập tức biến thành màu xám trắng trống rỗng. Hai tròng mắt quỷ dị. Khiến người ta sợ hãi trong lòng. Bạch Tiểu Phi hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Mắt có thể thấy được, đều có thể giết. Mấy chữ vừa vang lên, xung quanh hốc mắt Bạch Tiểu Phi lập tức hiện lên văn tự màu trắng như nòng nọc, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhận ra. Những chữ nhỏ nòng nọc này như còn sống, nhanh chóng bơi về phía mắt Bạch Tiểu Phi. Theo những chữ nhỏ này nhập vào, bạch quang trong con ngươi màu xám trắng của Bạch Tiểu Phi càng lúc càng sáng hơn. Mạc Phàm, cẩn thận. Bạch Tiểu Tuyết thấy văn tự trên mặt Bạch Tiểu Phi, vội vàng nhắc nhở. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Phi một cái, cười khẽ với Tuyết Nhi. Không sao, chỉ là bạch đồng tử cấp bậc này, không có gì đáng ngại. Cùng là bạch đồng tử, cũng chia ra cấp cao và cấp thấp. Tựa như bạch đồng tử của Bạch Khởi, mắt trái nhìn khiến 10 vạn ma binh biến mất, mắt phải đảo qua lại 10 vạn ma binh biến thành cho bụi. Uy lực không ai bì nổi. Bạch đồng tử của Bạch Tiểu Phi, một ma binh đều không giết được. Nhưng bạch đồng tử của Bạch Tiểu Phi đã đến cấp 2, có thể dùng bí thuật tăng uy lực của bạch đồng tử, mạnh hơn Bạch Tiểu Long hắn gặp lúc trước không ít. Nhưng bạch đồng tử trình độ này đã muốn giết hắn, nằm mơ.
Thấy Mạc Phàm nói vậy, Bạch Tiểu Phi nhíu mày, trong chớp mắt sát khí trong mắt lại dày đặc hơn nhiều. Tiểu tử, nhất trọng không giết được cậu, vậy đồng tử cửu trọng thì sao? Bạch Tiểu Phi lạnh lùng nói. Sau khi sử dụng đồng tử cửu trọng, trong vòng một tháng anh ta không thể sử dụng bạch đồng tử nữa, nhưng mà cũng đáng. Anh ta vừa nói xong, ý niệm khẽ động, trong chớp mắt nòng nọc màu trắng rải rác trên mặt anh ta, những nòng nọc này như bị điên dũng mãnh lao vào trong con ngươi anh ta. Giữa con ngươi anh ta như có cục đá ở bên trong, từng đạo gợn sóng dập dờn mà ra, tổng cộng có 9 đạo, chia làm 9 khu vực trong mắt. Đồng tử cửu trọng. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên khiếp sợ, như bị sét đánh, sắc mặt tái mét. Đồng tử cửu trọng là đồng tử thuật cường đại nhất trong bạch đồng tử cấp 2, bạch đồng tử của Bạch Tiểu Phi là tiên thiên cấp 2, tiên thiên tông sư vì đồng tử cửu trọng mà biến thành người sống thực vật. Chuyện này. Trong lúc này, trên mặt hai người đều tràn đầy vẻ lo lắng. Mạc Phàm chỉ cười nhạt, tiếp tục dùng trà, ăn mì, căn bản không để bạch tử cửu trọng của Bạch Tiểu Phi vào mắt. Chết! Bạch Tiểu Phi tức giận quát. Hai đạo quang mang mắt thường không thể thấy bay từ trong mắt anh ta ra, như hai đạo điện tử bắn tới. Một đạo kình phong nhấc lên, quỷ dị đến mức khiến tim người ta đập nhanh hơn. Ngoại trừ Mạc Phàm ra, hô hấp của mọi người đều khó khăn, giống như bị người ta bóp cổ. Tốc độ của hai đạo bạch quang này rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất vào trong cơ thể Mạc Phàm. Mạc Phàm đang ăn mì, mì đến bên miệng, dừng lại, kình phong cũng biến mất theo. Toàn bộ khôi phục như thường, chỉ có động tác của Mạc Phàm là dừng lại. Bạch Tiểu Phi nhìn Mạc Phàm như bị trúng định thân pháp, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh lùng. Đại tiểu thư, hình như tiểu tử này không được, tôi liếc mắt một cái cũng không chống đỡ được. Bạch Tiểu Phi cười nói. Mặt Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên không còn chút máu, vội vàng đến bên cạnh Mạc Phàm. Không đợi bọn họ đến cạnh Mạc Phàm há miệng, nuốt mì xuống. Rõ ràng chỉ là động tác vô cùng đơn giản, trong tiệm mì lặng ngắt như tờ. Rõ ràng Mạc Phàm trúng đồng tử cửu trọng của Bạch Đồng Tử, vậy mà còn ăn được mì. Không phải cậu ta nên biến thành người sống thực vật, hay chết rồi sao? Mắt mấy người vây xem khẽ đảo, khó mà tin nói. Mắt Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên cũng mở to, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Hai bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, từng thấy không ít người trúng Bạch Đồng Tử, chưa một ai giống như Mạc Phàm, bình yên vô sự. Đối đầu được với Bạch Đồng Tử, chuyện này. Bạch Tiểu Tuyết, không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? An Hiểu Hiên, vẻ mặt Bạch Tiểu Phi càng ngẩn ra, giống như gặp quỷ, thân thể không tự chủ lùi về sau mấy bước, trong mắt đều là hoảng sợ. Anh ta dùng đồng tử thuật mạnh nhất, ngay cả tiên thiên tông sư đỉnh phong đều có thể giết được, sao có thể không giết được Mạc Phàm? Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Chẳng lẽ cậu ta thật sự là Mạc Đại Sư Đông Hải? Không có khả năng, không có khả năng. Bạch Tiểu Phi lắc đầu nói. Mạc Phàm nhỏ tuổi như thế, không có khả năng là Mạc Đại Sư Đông Hải. Nếu là Mạc Đại Sư Đông Hải, chắc chắn Tử Duyệt đã không đi trêu chọc. Mạc Đại Sư Đông Hải giống như gia chủ Bạch gia chủ Tống gia, là người bọn họ không thể trêu chọc. Anh từng sử dụng đồng tử thuật rồi sao? Mạc Phàm bỏ đũa xuống, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Phi một cái hỏi. Bạch Tiểu Phi nắm chặt tay lại, cũng nghiến răng. Anh ta không muốn thừa nhận, nhưng quả thật anh ta từng thi triển đồng tử thuật rồi. Không sai. Đồng tử thuật của anh mạnh hơn người Bạch gia tôi thấy lần trước, tuy không tạo thành phiền phức gì với tôi. Nhưng có thể khiến tôi dừng một lát, đã không tệ rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn phải dùng một giây, mới phá giải được đồng tử cửu trọng của Bạch Tiểu Phi, quả thật mạnh hơn Bạch Tiểu Long một chút. Bạch Tiểu Phi mím môi, rõ ràng Mạc Phàm đang khen anh ta, nhưng còn khó chịu hơn tát anh ta mấy cái. Rốt cuộc cậu là ai, vì sao có thể đối đầu được Bạch Đồng Tử của tôi? Bạch Tiểu Phi gần như nổi điên quát. Trên mặt Mạc Phàm không vui không buồn. Không có chút xui sướng khi đối đầu được Bạch Đồng Tử. Nếu đối đầu được với Bạch Đồng Tử của Bạch Khởi, có lẽ hắn còn cao hứng, chỉ là Bạch Tiểu Phi, hắn chỉ cười ha ha một lát. Tôi nói tôi là Mạc Phàm, bây giờ anh có thể cút rồi. Bạch Đồng Tử của Bạch Tiểu Phi mạnh hơn Bạch Tiểu Long, chút uy lực ấy trái ngược với thực lực của hắn, không khác gì lấy trứng chọi đá. Trứng chim có thể phá nát tảng đá sao? Cũng chỉ nhiễm chất lỏng của trứng mà thôi. Sắc mặt Bạch Tiểu Phi khó coi,
giống như ngã lang bị người ta tát mạnh mấy cái, trong mắt lóe lên hung quang, lửa giận dậy sóng. Chỗ dựa lớn nhất của anh ta là Bạch Đồng Tử không làm gì được Mạc Phàm, chuyện này nói lên thực lực của Mạc Phàm trên anh ta. Vẫn nên rời đi trước tốt hơn, đợi tra rõ bối cảnh của Mạc Phàm, lại nghĩ biện pháp đối phó Mạc Phàm cũng không muộn. Các người cứ ăn từ từ, tôi đi trước một bước. Anh ta nghiến răng nói, trong mắt tràn đầy âm lệ. Anh ta không có biện pháp làm gì bọn họ, anh ta không tin Bạch Vô Thành cũng không được, đợi anh ta quay về tố cáo Bạch Vô Thành đi. Anh ta còn chưa rời khỏi quán, giọng nói lạnh như băng của Mạc Phàm truyền từ phía sau đến. Đợi một chút. Thân thể Bạch Tiểu Phi khẽ run lên, dừng lại. Còn chuyện gì? Tôi nhớ rõ anh đã nói, tôi thắng, anh sẽ không nói chuyện tôi và Tiểu Tuyết cho Bạch ra. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Sắc mặt Bạch Tiểu Phi khẽ đổi, gật đầu. Không sai, tôi từng nói vậy. Mạc Phàm, đừng tin lời gia hỏa đó. An Hiểu Hiên nhắc nhở. Đàn ông Bạch gia được Bạch gia triều hiếm mà tin được, Bạch Tiểu Phi là người không đáng tin nhất ở Bạch gia. Lần này anh ta không công mà lui, vì lấy lòng Tống Tử Duyệt, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp khác. Nếu Bạch Tiểu Phi tố cáo chuyện này cho Bạch gia, nhất định Bạch gia sẽ ra mặt. Mạc Phàm cười nhạt, cầm lấy chén trà uống một ngụm, làm như không nghe thấy lời An Hiểu Hiên nói. Anh nói cho Bạch gia biết chuyện tôi ăn cơm với Tiểu Tuyết hay không tôi mặc kệ, nhưng quay về nói với Bạch gia, tương lai của Tiểu Tuyết do cô ấy tự quản, cô ấy thích ai ở bên cạnh ai thì kệ cô ấy. Ai dám ngăn cản, tôi sẽ khiến Bạch Đồng Tử của người đó không mở nổi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn có biện pháp khiến Bạch Tiểu Phi câm miệng, nhưng hắn và Tuyết Nhi không cần phải trốn tránh. Nếu Bạch gia ra mặt ngăn cản, giải quyết là được. Một đời này, ai cũng đừng nghĩ cướp Tuyết Nhi khỏi hắn. Mạc Phàm vừa nói những lời này, bất luận là An Hiểu Hiên hay Bạch Tiểu Phi đều sửng sốt. Mắt Bạch Tiểu Tuyết cũng mở to. Nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ. Cô từng nghe rất nhiều người thổ lộ với cô, nhưng rất ít người khiến Bạch gia cho cô tự do. Người đàn ông này rất đặc biệt từ ngay lần đầu gặp mặt. Mạc Phàm, anh điên rồi. An Hiểu Hiên kêu lên. Mạc Phàm không ngăn cản Bạch Tiểu Phi mật báo, trái lại bảo Bạch Tiểu Phi cảnh cáo Bạch gia, đây đúng là muốn chết. Bạch Tiểu Phi xoay người lại, khóe miệng cong lên tươi cười nham hiểm. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm đổi ý, muốn giữ anh ta ở lại, ai biết Mạc Phàm bảo anh ta đi cảnh cáo Bạch gia. Tiểu tử, cậu chắc chắn phải làm như vậy, nói cho cậu biết, cậu đây là tự tìm đường chết. Bạch Tiểu Phi híp mắt, cười nói. Không thể không nói, lá gan tiểu tử này rất lớn, dám cảnh cáo Bạch gia bọn họ. Nhưng lá gan lớn thường chết càng nhanh hơn. Muốn chết sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Để cho anh xem cái gì là tự tìm đường chết. Nói xong, trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, hai đạo hào quang màu bạc nở rộ trong mắt hắn, nhanh chóng liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Phi. Bạch Tiểu Phi còn chưa phản ứng kịp, hai đạo bạch quang như đao bay vào trong mắt anh ta. Bỗng nhiên anh ta cảm thấy mắt đau xót, giống như bị nước tiêu nóng hắt vào. Tiểu tử, cậu đã làm gì tôi? Anh ta vội vàng dụi mắt, giận dữ hét. Không có gì. Chỉ phong bế Bạch Đồng Tử của anh mà thôi, bây giờ anh có thể đi rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, giống như phong bế Bạch Đồng Tử của Bạch Tiểu Phi đơn giản như một ngày ba bữa. Một câu đơn giản, khiến vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên thay đổi, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Bạch Đồng Tử bị phong bế sao? Bạch Đồng Tử của Bạch gia ngoại trừ từ huyết mạch ra, nghe nói đến từ tiên giới, cho nên trừ phi thực lực vượt người Bạch gia xa, nếu không rất khó phong ấn Bạch Đồng Tử. Mạc Phàm chỉ liếc mắt một cái liền phong ấn Bạch Đồng Tử của Bạch Tiểu Phi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Phi sừng sốt, anh ta vội vã muốn mở Bạch Đồng Tử, sau khi sử dụng Đồng Tử cửu trọng, vẫn có thể mở được Bạch Đồng Tử, chẳng qua mắt bị tổn thương khá lớn. Nhưng hiện giờ khi anh ta thôi động nội lực mở Bạch Đồng Tử, vậy mà mắt không có một chút phản ứng, gương mặt anh Tuấn của anh ta lập tức trở nên hung dữ. Bạch Đồng Tử là chỗ dựa lớn nhất của anh ta, cũng là thứ anh ta kiêu ngạo nhất. Trong quá trình theo đuổi Tống Tử Duyệt anh ta đã bại bởi Thu Minh Nguyệt, nếu không có Bạch Đồng Tử, anh ta càng không đáng một đồng trước mặt Tống Tử Duyệt. Tiểu tử, mở Bạch Đồng Tử của tôi ra ngay. Bạch Tiểu Phi giơ tay chỉ Mạc Phàm, giận dữ hét. Mì của chúng tôi sắp lạnh rồi, anh còn nói tiếp, không muốn tay nữa sao? Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh,
liếc mắt nhìn ngón tay Bạch Tiểu Phi một cái, hỏi. Chuyện hắn chán ghét không nhiều lắm, một trong số đó là bị người ta dùng tay chỉ. Bạch Tiểu Phi bị Mạc Phàm nhìn chằm chằm như thế, lúc này mới tỉnh táo lại, trong mắt tóe lửa, không dám nói gì nữa. Mạc Phàm có thể chống lại Bạch Đồng Tử của anh ta, lại phong bế được Bạch Đồng Tử lại, chắc chắn thực lực trên anh ta nhiều. Anh ta dám ra tay với Mạc Phàm, mới là muốn chết. Nhưng anh ta cứ rời đi như vậy sao? Anh ta nghĩ rằng mình sẽ báo được thù cho Tống Tử Duyệt, hiện giờ không báo được thù, Bạch Tử Đồng vốn không làm gì được Mạc Phàm, hiện giờ lại bị Mạc Phàm phong bế lại, bắt gà không được lại bị gà mổ bị thương. Cậu, các người đợi đó. Anh ta nói xong nổi giận đùng đùng rời đi, không quay đầu lại. Trong tiệm mì, Bạch Tiểu Phi không công mà lui, những người lúc trước cảm thấy Mạc Phàm xong rồi, vẻ mặt đờ đẫn. Người có thể ăn cơm với Hoa hậu Giảng Đường đúng là không phải người bình thường. Ăn cơm của anh đi, cẩn thận cậu ta bịt miệng anh. Một người khác dùng đũa đánh người này nói. Có thể phong bế Bạch Đồng Tử của Bạch gia, thì có thể bịt miệng bọn họ, đừng nói gì thì tốt hơn. Trong lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm vô cùng kỳ lạ. Ngay cả Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên cũng khẽ đảo mắt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, mãi mà không động đũa. Mì lạnh chưa, tôi bảo ông chủ đổi bát khác nhé. Mạc Phàm thấy hai người không động đũa, cười hỏi. Mì không lạnh, tâm lạnh, anh thật sự không phải tộc nhân của Mạc Đại Sư sao? An Hiểu Hiên hơi tức giận hỏi. Mạc Phàm bảo Bạch Tiểu Phi cảnh cáo Bạch gia. Nếu Mạc Phàm không phải Mạc Đại Sư, anh ta thật sự xong rồi. Tôi có phải hay không quan trọng lắm à? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Anh nói xem, nếu anh không lợi hại, nên nhanh chóng rời đi tốt hơn. An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Tôi lợi hại hơn cô nghĩ nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Đại Sư chỉ là một trong những thân phận của hắn, y tiên bất tử cũng chỉ là quá khứ. Một đời này... Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thiên hạ vô địch cũng không là gì. Vậy tự giải quyết cho tốt đi. An Hiểu Hiên tức giận nói. Người này tự đại như thế, để anh ta chịu thiệt đi. Hiên Hiên, đừng nói nữa, ăn mì đi, đợi lạnh không ăn được đâu. Bạch Tiểu Tuyết cười khổ nói. Mạc Phàm cường đại hơn rất nhiều người cùng thế hệ với bọn họ, nhưng muốn khiến Bạch gia cho cô tự do, vẫn là quá khó khăn. Nếu đơn giản như thế. Bạch gia sớm đã không phải Bạch gia hiện giờ. Mạc Phàm chỉ cười, không nói gì thêm. Việc này khó với người khác, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhấc tay là làm được. Xem Bạch gia có thủ đoạn gì ngăn cản bọn họ. Ba người thay đổi đề tài, vừa ăn vừa nói chuyện. Biệt thự Tống gia, trong đình ở sau vườn hoa. Tống Tử Duyệt ngồi bên cạnh suối phun, nắm chặt lấy ly rượu vang, đôi mắt nhìn chằm chằm phía xa. Phong mang tất lộ, rõ ràng là vẫn thức chuyện ở party. Bất chợt một cơn gió thổi tới, từng cánh hoa bị thổi xuống, một bóng người xuất hiện trong đình. Tống Tử Duyệt không thèm nhìn Bạch Tiểu Phi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm phương xa như cũ. Anh Tiểu Phi, chuyện thế nào rồi, có dạy dỗ được tiểu tử kia với em họ anh không? Tống Tử Duyệt lạnh giọng hỏi. Rõ ràng gọi là anh Tiểu Phi, nhưng giọng điệu nói chuyện như nữ vương chất vấn nô tài của mình. Bạch Tiểu Phi cũng không tức giận, đi đến gần Tống Tử Duyệt, quỳ một gối trước người Tống Tử Duyệt. Trên khuôn mặt anh Tuấn đều là không cam lòng, nhưng vẫn nói. Không có. Tống Tử Duyệt nhíu mày, gương mặt mới dịu đi, trong chớp mắt lại rét lạnh. Sao lại thế này? Tống Tử Duyệt lạnh giọng hỏi. Tên tiểu tử kia quá mạnh, có thể kháng lại đồng tử cửu trọng của anh, còn không xảy ra chuyện gì. Bạch Tiểu Phi đỏ mặt, nói thẳng. Cái gì? Sắc mặt Tống Tử Duyệt thay đổi. Sao cô ta không biết đồng tử cửu trọng của Bạch Tiểu Phi, dựa vào đồng tử thuật này, khi Bạch Tiểu Phi 10 tuổi đã giết chết Tiên Thiên Tông Sư, bởi vì một lần hành động thành danh, được Bạch gia xưng là thiên tài. Trải qua hơn 10 năm được Bạch gia bồi dưỡng tỉ mỉ, Bạch đồng tử của Bạch Tiểu Phi đâu chỉ lợi hại hơn một chút, nhưng tên tiểu tử kia có thể đối đầu được. Chuyện này còn chưa tính, tên tiểu tử kia còn phong bế được Bạch đồng tử của anh nữa. Bạch Tiểu Phi nghiến răng nói. Vẻ mặt Tống Tử Duyệt ngẩn ra, thiếu chút nữa ly rượu vang trong tay rơi xuống. Mạc Phàm có thể đối đầu với đồng tử cửu trọng của Bạch Tiểu Phi, nói lên thực lực của Mạc Phàm trên Bạch Tiểu Phi rất nhiều. Mạc Phàm có năng lực phong bế Bạch đồng tử của Bạch Tiểu Phi,
Chuyện này nói lên Bạch Tiểu Phi như con kiến trong tay Mạc Phàm. Dù sao đối đầu với đồng tử cửu trọng và phong bế bạch đồng tử, hoàn toàn là hai khái niệm. Anh chắc chắn không lầm chứ? Tống Tử Duyệt không thể tin được hỏi. Tử Duyệt, anh có thể lừa gạt những người khác, nhưng chắc chắn sẽ không lừa em. Bạch Tiểu Phi chân thành nói, trong hai mắt nhìn Tống Tử Duyệt đều là si ngốc. Vậy tiểu tử này đáng sợ rồi. Sắc mặt Tống Tử Duyệt tái mét, lẩm bẩm nói. Nếu đúng như lời Bạch Tiểu Phi nói, Mạc Phàm biểu lộ ở party chỉ là một phần rất nhỏ, Mạc Phàm cường đại hơn cô ta tưởng tượng nhiều. Chưa tới 20 tuổi đã lợi hại như vậy, khi Lâm Thiên Nam 20 tuổi cũng không có thực lực này, qua một thời gian nữa còn ai là đối thủ của cậu ta? Rốt cuộc tiểu tử này là ai, cậu ta có quan hệ gì với Mạc Đại Sư Đông Hải? Bạch Tiểu Phi tò mò hỏi. Anh ta tên là Mạc Phàm, nhưng chính miệng anh ta nói cho tôi biết anh ta không phải tộc nhân của Mạc Đại Sư Đông Hải, đợi chút. Tống Tử Duyệt nói được nửa, liền rơi mắt, khuôn mặt tinh xảo lập tức thay đổi. Mạc Phàm không phải tộc nhân của Mạc Đại Sư, có lẽ anh ta là Mạc Đại Sư thật. Nghĩ vậy, trên mặt cô ta không chỉ không sợ hãi, trái lại còn nở nụ cười. Đáng sợ nhất không phải biết người này đáng sợ bao nhiêu, mà căn bản không biết người này là ai. Hiện giờ cô ta biết được Mạc Phàm là ai, trái lại không sợ nữa. Sao thế, Tử Duyệt? Bạch Tiểu Phi thấy Tống Tử Duyệt đột nhiên nở nụ cười, tò mò hỏi. Tôi hoài nghi Mạc Phàm kia là Mạc Đại Sư Đông Hải. Tống Tử Duyệt uống một ngụm rượu vang nói, rượu vang đỏ sẫm, như huyết dịch dính lên đôi môi hồng nhuận của cô ta. Lúc trước cô ta nghe nói Mạc Đại Sư rất trẻ tuổi, thực lực cũng cao thần kỳ, nếu Mạc Phàm là Mạc Đại Sư kia thì mọi chuyện thông suốt rồi. Vậy tiểu tử kia là Mạc Đại Sư Đông Hải sao, chuyện này có khả năng à? Bạch Tiểu Phi hít vào một hơi khí lạnh, khó mà tin nói. Quỷ lão, băng ma, Tống Trung, Liễu Như Phong cùng đối phó Mạc Đại Sư, đều chết trên tay Mạc Đại Sư cả, đủ để thấy thực lực của Mạc Đại Sư mạnh cỡ nào. Nếu Mạc Phàm thật sự là Mạc Đại Sư, chỉ cần Mạc Phàm động một ngón tay, liền giết được anh ta. Mạc Phàm trẻ tuổi như thế, sao có thể là Mạc Đại Sư? Thế nào, anh sợ à? Tống Tử Duyệt hơi nhếch miệng, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Phi một cái, khinh thường hỏi. Anh! Bạch Tiểu Phi muốn nói không sợ, nhưng chữ không mắc kẹt trong cổ họng không nói nên lời. Mạc Đại Sư đáng sợ thế nào rõ như ban ngày, từ khi Mạc Đại Sư quật khởi. Có không biết bao nhiêu gia tộc, cao thủ bị giết, ít người không sợ. Nói cho anh biết, cho dù tên tiểu tử kia thật sự là Mạc Đại Sư, dám bắt nạt trên đầu bổn đại tiểu thư, phải trả cái giá thật đắt. Trong đôi mắt Tống Tử Duyệt lóe sáng ánh sáng lạnh, cười nói. Tử Duyệt, em có biện pháp nào sao? Bạch Tiểu Phi liếc mắt nhìn Tống Tử Duyệt, tò mò hỏi. Đây không phải là ngày đầu tiên anh ta quen Tống Tử Duyệt. Tống Tử Duyệt dám nói như thế chắc chắn là cô ta có biện pháp. Anh cho rằng Lâm gia dễ bị diệt như vậy sao? Tống Tử Duyệt hừ lạnh một tiếng nói. Em muốn nói. Trước mắt Bạch Tiểu Phi sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó. Đợi xem, rốt cuộc tên tiểu tử kia có phải là Mạc Đại Sư hay không chúng ta sẽ biết nhanh thôi. Nếu anh ta là Mạc Đại Sư thì cút khỏi Giang Nam cho tôi, không phải thì tôi tìm người khiến anh ta cút. Tống Tử Duyệt mỉm cười dịu dàng. Nói chắc chắn. Tiểu tử này bảo anh thông báo cho Bạch gia, để Bạch gia cho tiện nhân Bạch Tiểu Tuyết tự do, có cần anh tố cáo việc này cho gia chủ Bạch gia anh hay không? Bạch Tiểu Phi cười hỏi. Mạc Phàm phong bế Bạch đồng tử của anh ta, khiến anh ta mất sạch thể diện, anh ta sợ Mạc Đại Sư thật, nhưng có cơ hội báo thù, sao anh ta có thể bỏ qua? Nếu anh ta nói tin này cho Bạch Vô Thành, chắc chắn Bạch Vô Thành sẽ ra mặt ngăn cản, không khác gì rót thêm chảo dầu nóng ở Mạc gia. Có thể nói tin này cho Bạch Vô Thành, nhưng không nói có khả năng tiểu tử này là Mạc Đại Sư Đông Hải. Tống Tử Duyệt hơi cong miệng cười nham hiểm, nói. Vì sao? Bạch Tiểu Phi nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Anh cảm thấy nếu có một con rể tiền đồ vô lượng như Mạc Đại Sư, Bạch Vô Thành còn đứng bên chúng ta sao? Tống Tử Duyệt không đáp hỏi ngược lại. Nếu Bạch Tiểu Phi nói với Bạch gia Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, với hiểu biết của cô ta về Bạch gia, chắc chắn Bạch gia sẽ đứng bên phía Mạc Phàm. Nhưng nếu không nói cho Bạch gia có lẽ Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, Bạch gia sẽ thành vũ khí trong tay cô ta. Tử Duyệt, em thật thông minh, anh lập tức đi làm. Trong mắt Bạch Tiểu Phi tràn đầy hưng phấn, không do dự nói. Đi đi.
Trong mắt Tống Tử Duyệt hiện lên chút chán ghét, vẫy tay với Bạch Tiểu Phi. Tuy không thể thu thập Mạc Phàm, nhưng tâm tình cô ta tốt hơn rất nhiều, cũng nở nụ cười âm độc. Mạc Đại Sư, đợi xem. Trong tiệm mì, Mạc Phàm ăn cơm với Tuyết Nhi xong, cùng đi xem phim điện ảnh. Mãi đến tối, hắn đưa Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên quay về ký túc xá mới rời đi. Hắn rời khỏi Đại học Đông Hải, mới quay về trang viên Viên gia, lông mày nhíu lại. Ý niệm của hắn vừa động, ngón tay chớp lóe hào quang, thanh chìa khóa tự động bay từ trong nhẫn chữ vật ra. Trên chìa khóa kia tản ra ô quang, chấn động ong ong không ngừng, muốn bay về một phía. Hửm! Mạc Phàm nheo mắt lại, một đạo linh khí bắn vào trong chìa khóa, giọng nói của lão giả kia lập tức vang lên. Tiểu tử, tôi đã cảm nhận được khí thức của thủ hộ nhất tộc, bọn họ đã đến Giang Nam, cậu còn không nhanh thả tôi rời đi, chẳng lẽ muốn chết à? Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ. Lâm Khuynh Thiên mới chết chưa tới một ngày, thủ hộ nhất tộc đã tới Giang Nam. Tới nhanh thật đó. Tiểu tử, nếu cậu muốn còn mạng, nhanh thả tôi ra, nếu không cậu đợi bị diệt tộc đi. Lão giả cười mỉa nói, giọng điệu như có hy vọng rời đi. Sắc mặt Mạc Phàm không đổi, làm như không nghe thấy, bàn tay hắn vung lên, cửa đá động thiên mở ra. Nếu bọn họ lấy được, cứ việc lấy đi. Nếu không lấy được, ông nên thành thật ngốc trong này đi. Tiểu tử, cậu đã nói như vậy, lão phu đi trước. Lão giả cười ha ha. Trên chìa khóa chớp lóe kim quang, như sao chổi kéo ra một cái đuôi rất dài, tốc độ tăng nhanh. Trong không khí, một vùng gợn sóng được tạo ra, giống như biến thành nước gợn, trong chớp mắt chìa khóa đã biến mất ở trong, chỉ để lộ cái đuôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn chìa khóa này một cái, khẽ nâng mí mắt, cười khẽ. Nếu thanh chìa khóa này không có linh khí giúp đỡ, không bay được xa. Xem ra thủ hộ nhất tộc không chỉ ở rất gần, còn thi pháp cách không muốn lấy chìa khóa này. Đổi thành những người khác chắc chắn sẽ giao chìa khóa này ra, nhưng trước mặt hắn, ha ha. Tốc độ của ông rất nhanh, nhưng ông đi được sao? Răng rắc, một đạo thiểm điện xuất hiện trong mắt hắn, chỉ trong chớp mắt đã đến bên cạnh chìa khóa, đánh lên trên chìa khóa. Kim quang trên chìa khóa chớp lóe. Lập tức như bóng đèn điện áp biến yếu, đột nhiên tối đi. Tia chớp nhanh chóng phân nhánh, biến thành mấy xúc tua bắt lấy chìa khóa, kéo mạnh lấy, rút chìa khóa từ trong không trung ra. Tiểu tử, cậu! Lão giả giận dữ hét. Ông ta đã sớm kìm nén bụng lửa giận chỗ Mạc Phàm, không dễ dàng gì mới đợi được thủ hộ nhất tộc kêu gọi, ai biết chỉ thiếu chút nữa, ông ta có thể thoát khỏi ma trưởng của Mạc Phàm. Tôi nói rồi, ông không đi được. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu tử, cậu không có huyết mạch Lâm gia, giữ tôi ở đây cũng vô dụng, hà tất phải tự tìm phiền phức. Lão giả vừa sốt ruột vừa tức nói. Ông chắc chắn không có tác dụng với tôi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, hỏi ngược lại. Hắn đã đến tiên thiên sơ kỳ, muốn tấn cấp cần linh khí gấp mấy lần động thiên này, có lẽ nơi chìa khóa mở ra là cơ duyên. Nếu chìa khóa mở ra cơ duyên đến tay hắn, hắn sẽ để thủ hộ nhất tộc lấy đi được sao? Còn huyết mạch Lâm gia, hắn chỉ giết Lâm Thiên Phong và Lâm Khuynh Thiên, Lâm gia có nhiều người như thế, thiếu huyết mạch Lâm gia sao? Cho dù người Lâm gia chết sạch, chỉ là hạn chế huyết mạch có thể làm khó y tiên bất tử hắn sao? Tuy nói ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, nhưng người kết chuông này không đủ cao minh lắm. Cậu! Lão giả tức đến mức không biết nói gì. Quả thật Mạc Phàm khác với người bình thường. Kiến thức và thủ đoạn không chỉ không kém ông ta, còn cao hơn ông ta một chút. Chuyện huyết mạch, thực sự không làm khó được Mạc Phàm. Tiểu tử, cho dù cậu giữ tôi ở đây, cũng đừng nghĩ cầm được cả đời, thủ hộ nhất tộc đã đến, không lâu sau tôi sẽ được bọn họ lấy về, thanh chìa khóa này vẫn là của Lâm gia. Lão giả kêu lên. Mạc Phàm cười khinh thường, một tay vươn ra, chìa khóa bay vào trong tay hắn. Ý niệm của hắn vừa động. Phù văn trên tay không ngừng xuất hiện, biến mất vào trong chìa khóa này. Bọn họ đến đây đừng chọc tôi, bọn họ có thể bình yên rời đi, chọc tôi, bọn họ sẽ ở lại như ông, còn nữa, trừ phi tôi muốn giao chìa khóa cho bọn họ, nếu không thiên sinh vạn thế bọn họ cũng đừng nghĩ lấy đi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe hào quang, lạnh lùng nói. Tiểu tử, cậu đợi. Phù văn nhập vào trong chìa khóa, kim quang trên chìa khóa thu lại hết. Giọng nói không cam lòng của lão giả cũng biến mất theo. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, cho chìa khóa vào trong nhẫn chữ vật,
nhìn thoáng qua phía tây Giang Nam. Lúc này trên một ngọn núi phía tây bắc, người đàn ông trung niên như 18 tuổi ngồi trên một trận pháp khắc tạm, chậm rãi mở mắt ra. Hình như chìa khóa kia bị phong ấn, các người còn cảm nhận được không? Một người đàn ông lớn tuổi nhất trong đó, tóc đã hoa râm, trầm giọng hỏi. Tôi còn có thể cảm nhận được, nhưng không thể kết nối với chìa khóa kia. Một phụ nhân trung niên mở mắt nói. Tôi không cảm nhận được rồi. Một người đàn ông mặt màu vàng đất nói. Những người khác đều nhíu mày, lắc đầu, rõ ràng là không cảm nhận được sự tồn tại của chìa khóa. Vậy tên tiểu tử kia có bản lĩnh không nhỏ, vậy mà có thể phong ấn chìa khóa. Người đàn ông tóc hoa râm lộ ra vẻ nghiêm túc, nói. Khụ khụ, tiểu tử này đứng thứ 5 hắc bảng, nếu không có chút bản lĩnh, sao có thể lên nhanh trong vòng 1 năm như thế? Người đàn ông mặt vàng ho khụ khụ vài tiếng nói. Thứ 5 hắc bảng thì sao, thứ 2 hắc bảng rơi vào thập bát hoàng sa trận của chúng ta cũng phải cầu xin tha thứ. Phu nhân trung niên lạnh lùng nói, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là kiêu ngạo. Năm đó cao thủ Vạn Thiên Tuyệt khiêu chiến Hoa Hạ, đánh bại liên tục 10 đại cao thủ Hoa Hạ, cuối cùng bị giam 18 ngày trong thập bát hoàng sa trận của bọn họ. Vạn Thiên Tuyệt còn như vậy, Mạc Phàm là cái thá gì? Tôi nghĩ chúng ta không cần ở đây thi pháp triệu hoán chìa khóa kia, đến trang viên tiểu tử kia ở, ép cậu ta giao chìa khóa ra, nếu cậu ta dám phản kháng thì giết rồi đoạt chìa khóa. Trong mắt người phụ nữ trung niên lóe sáng sắc bén, lạnh lùng nói. Nhị tỷ nói không sai, có gì phải sợ tiểu tử này, cậu ta cầm thứ không thuộc về mình, cứ đến tìm cậu ta giết là được. Một người đàn ông mặc hắc y, đầu trụi lủi có mấy cái sẹo nói. Không sai. Hai người vừa mở miệng, những người khác đều gật đầu tán thành. Thanh danh của thủ hộ nhất tộc bọn họ không có trong sách, cũng không ở trên hắc bảng, nhưng người chân chính biết bọn họ mới biết chỗ đáng sợ của bọn họ. Người đàn ông tóc hoa râm nhíu mày, liếc mắt nhìn người phụ nữ trung niên và hắc y đầu bóng loáng một cái. Hai người cảm thấy tôi sợ tên tiểu tử kia sao? Nếu không vì sao chúng ta lại ở đây thi pháp, mà không đến tìm tên tiểu tử kia? Người phụ nữ bất mãn nói. Rõ ràng thủ hộ nhất tộc bọn họ có thực lực phi phàm, nhưng khiêm tốn như thế, khiến bà ta không hài lòng lắm. Thủ hộ nhất tộc không cần sợ bất luận kẻ nào, tôi chỉ muốn thăm dò thực lực của tên tiểu tử kia. Người đàn ông tóc hoa râm nói. Hiện giờ thăm dò xong chưa, quả thật tên tiểu tử kia có chút bản lĩnh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người phụ nữ nhíu mày, khinh thường hỏi. Tôi sẽ khiến tiểu tử kia tự mình giao chìa khóa ra, còn xin lỗi thúc chủ. Người đàn ông tóc hoa râm đứng dậy, cao giọng nói. Ông ta vừa đứng dậy, khí thế cả người thay đổi, như núi cao kéo dài, như thần binh ra khỏi vỏ, khí tức bế nghĩa thiên hạ tỏa ra từ người ông ta. Để tiểu tử kia giao chìa khóa ra sao, làm thế nào vậy? Tên hắc y đầu bóng loáng khiếp sợ nói. Giết người thì đơn giản, nhưng khiến người ta cúi đầu rất khó. Nhất là khiến cường giả cúi đầu. Rất đơn giản, chỉ cần một cuộc điện thoại là được. Người đàn ông tóc hoa râm hơi nhếch miệng, cười tự tin nói, bộ dạng bày mưu nghĩ kế. Ông ta nói xong lấy điện thoại ra ấn vài cái, gọi cho một số. Cuộc điện thoại này vừa gọi đi, lập tức giống như lưới lớn khuếch tán ra ngoài, rất nhiều người nhanh chóng nhận được cuộc gọi tương tự. Có người thở phào nhẹ nhõm, có người ngầm may mắn, có người lộ ra tươi cười nham hiểm. Có người đợi đã lâu. Điện thoại đến đâu, giống như giấy lên ngọn lửa chỗ đó, rất nhanh ngọn lửa này lan ra một vùng lớn, thiêu đốt nửa Giang Nam. Trong động thiên, Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía tây bắc, không để ý nữa, xoay người đi vào trong động thiên. Hắn ngồi khoanh chân bên linh tuyền, lấy khối thái âm thần thạch ra, lại lấy khối mặc ngọc hình rồng trên ngươi âm long ra nữa. Hắn đạt được thái âm thần thạch này lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội luyện hóa. Nhân cơ hội này luyện hóa hai thứ này luôn. Nếu có thể luyện hóa được hai thứ này, không chỉ kim cương bất diệt thể của hắn tăng mạnh hơn một bậc, còn có năng lực thái âm chi thể, hắn còn phát huy ra được một chút uy lực của thái âm chi khí. Bất luận là điểm nào, đều tăng không nhỏ thực lực của hắn. Hắn cầm lấy mặc ngọc hình rồng, thứ này đã là pháp bảo, chỉ cần rót vào chút linh khí có thể thông qua thứ này chuyển hóa thành thái âm chi khí. Hắn hoàn toàn có thể như âm long. Tế luyện pháp bảo này một phen, do đó có khả năng khống chế thái âm chi khí. Nhưng hắn không cần suy nghĩ, liền phủ quyết cách làm này.
Tuy tế luyện pháp bảo có thể khiến hắn sử dụng thái âm chi khí, nhưng làm như thế thái âm chi khí không phải của hắn hê, trái lại thành hai thanh đao của hắn. Hắn phải làm cái sau, để thái âm chi khí thành một phần của hắn. Hắn điểm lên mi tâm, hư không chi lô xoay tròn bay từ trong mi tâm hắn ra. Ý niệm của hắn vừa động, hư không chi lô mở ra. Hắn ném một cái, mặc ngọc hình rồng rơi vào trong hư không chi lô. Hư không chi lô không chỉ có thể luyện đan, còn có thể luyện được tất cả, khiến bọn chúng quay về nguyên dạng. Đốt! Hắn khẽ quát một tiếng, trên hư không chi lô sáng lên, bốn phía lập tức giấy lên ngọn lửa màu vàng, cực nóng thiêu đốt tâm hồn con người tỏa từ trong hư không chi lô ra. Trận văn trên mặc ngọc hình rồng sáng lên vài cái rồi tắt, tựa như vùng vẫy giấy chết. Trận văn vừa mới tắt, mặc ngọc hình rồng nhỏ đi một vòng, biến thành chất lỏng màu đen to bằng nắm tay. Ngọn lửa màu vàng tiếp tục cháy, chưa tới một tiếng, chất lỏng màu đen vọt lên như nước sôi, bốc lên từng đám bọt khí, từng đạo hắc khí bay từ trong ra, như sợi tóc của phụ nữ. Mạc Phàm cười khẽ, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí trong cơ thể mênh mông mà ra như sóng biển. Áo của hắn lập tức tung bay, kình phong cũng xuất hiện theo. Linh khí cuồn cuộn như sóng biển kéo đạo hắc khí đi, kéo vào trong cơ thể. Hắc khí mới tiến vào trong cơ thể hắn, giống như cá nhỏ không nghe lời chạy loạn khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, kinh mạch của hắn bị đạo hắc khí đánh vỡ 7 cái. Mạc Phàm không chỉ không tức giận, còn cười. Không hổ là thái âm chi khí, nếu luyện hóa dễ dàng như thế thì không là thái âm chi khí rồi. Hắn khẽ há miệng, một đoạn kinh văn cửu chuyển hỗn nguyên công thốt ra từ miệng hắn. Hỗn nguyên sinh tạo hóa thành thiên địa, thiên vi dương, địa vi âm. Sở dĩ hắn lựa chọn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, ngoại trừ huyền công cửu chuyển cường đại ra, còn có phần lớn công pháp có đặc tính vô sở bất bao vô sở bất nạp. Mặc kệ là năng lượng gì, phàm là thứ tồn tại trên thế gian, cửu chuyển hỗn nguyên công đều có thể luyện hóa. Theo đoạn kinh văn này truyền ra, linh khí trong cơ thể hắn đột nhiên thay đổi, biến thành một thiên địa đại lò luyện ngoài tròn trong vuông. Bên trong lò luyện, theo lò luyện chuyển động chậm rãi một vòng lại một vòng, theo đến vòng thứ tư, thiên địa, âm dương, nhật nguyệt, ngũ hành, bát quái, vạn vật thương sinh phát triển biến hóa. Vòng thứ năm, vạn vật yên lặng. Vòng thứ sáu đến vòng thứ chín, thiên địa, âm dương và tất cả nhanh chóng phai mơ, hóa thành nhất thể. Đợi tất cả mọi thứ bị hòa tan, hắc khí không có biện pháp hòa tan cũng bị luyện hóa theo. Mỗi lần đạo hắc khí này được luyện hóa, trong thức hải ở linh đài Mạc Phàm, thổ nhưỡng xuất hiện trong thức hải, một đạo cơ màu đen khác hoàn toàn với hai cái trước chậm rãi sinh ra. Theo đạo cơ thứ ba xuất hiện, thức hải của hắn lại lớn hơn một vòng, linh khí xung quanh lập tức chen chúc lao nhanh vào trong cơ thể hắn. Cảm nhận được thay đổi này, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Một tòa đạo cơ nhất trọng thiên, nói cách khác thêm một tòa đạo cơ, tương đương với dẫm đạp nhất trọng thiên. Hắn chỉ muốn luyện hóa thái âm chi khí, không ngờ tu vi cũng mạnh hơn chút. Không hổ là thái âm chi khí. Hắn chỉ cười, liền tiếp tục luyện hóa thái âm chi khí. Tiên thiên cấp 2 mà thôi, không có gì phải cao hứng. Lúc này rất có khả năng Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam đang trùng kích thần cảnh, thậm chí đã trùng kích thành công. Võ đế quân Khương Lâm lại càng thành công khiêu chiến Mạc Vấn Kiếm, tiến vào top 10 thiên bảng, trở thành một trong 10 đại cao thủ tiếng tăm lừng lẫy ở tu chân giới. Hắn chỉ từ tiên thiên cấp 1 tăng tới tiên thiên cấp 2, đối với người khác quả thật là chuyện đáng cao hứng, đối với hắn thì chẳng là gì. Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam chưa chắc đã làm gì được hắn, nhưng hắn không chịu nổi một ánh mắt của quân Khương Lâm. Ý niệm của hắn vừa động, linh khí trong hư không chi lô cuốn lấy thái âm chi khí màu đen ném vào trong thiên địa đại lò luyện do linh khí ngưng tụ. Hơn một tiếng sau, đạo thái âm chi khí thứ hai được luyện hóa, đạo cơ màu đen lại cao thêm một chút. Sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, 3 ngày sau, 99 đạo thái âm chi khí được hắn dung nhập hết vào trong cơ thể, lúc này Mạc Phàm mới mở to mắt. Hắn vươn một tay ra, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, 5 đạo hắc khí như long vần quanh hắn, lao nhanh không thôi, hoàn toàn không phải âm long lúc ấy so sánh được. Hắn thu hồi hắc khí hình rồng, lúc này mới nhìn về phía thái âm thần thạch. Có thái âm chi khí, mới có thể bắt đầu luyện hóa thái âm thần thạch. Ngón tay hắn điểm lên mi tâm, một giọt huyết châu như hồng bảo thạch bay từ mi tâm ra, rơi trên thái âm thần thạch.
huyết châu không bị thái âm thần thạch hấp thu, cũng không hấp thu thái âm thần thạch, mà khuếch tán dọc theo mặt ngoài của thái âm thần thạch ra, hóa thành một tầng lá mỏng huyết sắc gần như trong suốt, bao thái âm thần thạch bên trong. Mỗi lần thái âm thần thạch được bao trùm, liền bay về phía mi tâm, tiến vào trong linh đài của hắn, sau khi rơi xuống thái âm chi khí luyện hóa mới xuất hiện trên đạo cơ màu đen. Thái âm thần thạch vừa rơi lên trên, từng đạo hắc khí như rễ cây đâm vào bên trong thái âm thần thạch. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm thu hồi thần thức trong thức hải. Luyện hóa thái âm chi khí trong Mạc Ngọc hình rồng không khó, nhưng muốn luyện hóa thái âm thần thạch này hoàn toàn thì không đơn giản như vậy. Nếu không có ngoại lực giúp đỡ, nhiều thì 30-50 năm, ít cũng phải 8-50 năm, nếu không Vu Thần Giáo sẽ không dùng 10 vạn máu người giúp Vu Thiếu Huyền luyện hóa thái âm thần thạch. Hắn cũng không sốt ruột, tăng thực lực không thể gấp, để thái âm chi khí chậm rãi luyện hóa là được. Hắn mới đứng dậy, lông mày nhíu lại. Hắn lấy ngọc bội thanh long trong nhẫn ra, ngọc bội thanh long khác trước đang tỏa ra hồng quang, chấn động ong ong không ngừng. Bởi vì trong động thiên di động không có tín hiệu, hắn làm mấy ngọc phù truyền tin cho cha mẹ, có chuyện gì chỉ cần bóp nát ngọc phù là truyền tin được cho hắn. Nếu long tổ sắp xếp nhiệm vụ cho hắn, ngọc bội thanh long sẽ tỏa ra thanh quang, nhưng bóp nát ngọc phù hắn luyện chế, ngọc bội thanh long sẽ nở rộ hồng quang. Xem ra lần này có ai bóp nát ngọc phù hắn luyện chế rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Hắn nheo mắt lại, sắc bén nở rộ. Hắn cất ngọc bội thanh long ra khỏi động thiên. Văn phòng chủ tịch công ty Mạc Thái, vẻ mặt đám cha Mạc Phàm, Lưu Nguyệt như đầy mây đen. Mộc Phong Nhạc thì đập một quyền lên bàn trà, trong mắt sắp phun lửa. Đám người này cũng quá đáng ghét rồi, cứ tiếp tục như vậy. Phong Nhạc, ngồi xuống đi, tức giận cũng vô dụng, đợi tiểu Phàm đến rồi nói sau. Cha Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Trong văn phòng, bầu không khí vô cùng nặng nề, liên tục có tiếng thở dài vang lên. Lúc này, Mạc Phàm đẩy cửa vào, ngọc phù bị bóp nát ở đây, hắn theo cảm ứng tìm đến chỗ này. Hắn nhìn lướt qua người trong văn phòng, nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Mạc tiên sinh, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Mộc Phong Nhạc đi tới nghênh đón, nói chuyện 3 ngày nay cho Mạc Phàm nghe. Vốn tưởng rằng giải quyết Lâm gia xong, công ty có thể thoát khỏi khủng hoảng. Ai biết bắt đầu từ 3 ngày trước. Một nửa công ty ở Giang Nam từ chối hợp tác với bọn họ, nhỏ thì là công ty mua sắm, lớn đến công ty nghiệp vụ. Có thể nói, bọn họ có hơn 100 triệu tài sản và những khu đất gần vùng quy hoạch, nhưng không thể làm gì, tựa như củ khoai lang chín để ở trong tay, không ăn được, công trình đang thi công tiến hành tiếp cũng không xong. Dù sao công ty bọn họ chỉ có một xưởng dược và một công ty bất động sản, chưa phải công ty đủ sản nghiệp, rất nhiều chuyện bị quản chế bởi những công ty khác. Cứ tiếp tục như thế, không lâu sau, không cần đối phương ra tay, bọn họ sẽ sụp đổ trước. Mạc Phàm nheo mắt lại, hai đạo sắc bén nở rộ. Hắn không quan tâm những người này, trái lại những người này chắn đường của hắn, lá gan đúng là không nhỏ. Bọn họ chỉ từ chối làm ăn với Mạc gia chúng ta thôi sao? Mạc Phàm hỏi. Hắn có cảm giác, nếu những người này dám đấu chính diện với Mạc gia, chắc chắn không chỉ làm chút chuyện này. Mạc tiên sinh, cậu nhìn cái này đi. Lưu Nguyệt như mặc trang phục công sở Hermes, bó sát người, khiến bà nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, eo nhỏ chưa đầy một nắm tay. Bà đeo một chiếc kính đen, tóc dài cũng cắt ngắn đi, lộ ra gương mặt đẫy đà mà quyến rũ. Bà đến bên cạnh Mạc Phàm, cầm tấm thiệp bằng hai tay đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn lướt qua tấm thiệp, nhìn thấy hai cái tên, Âu Dương Minh Nhật, Tống Minh Huy. Những thế lực đứng sau Lâm gia, hiện giờ đứng bên Tống Minh Huy. Chỉ riêng Âu Dương Minh Nhật này, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Cái tên này còn đứng trên Tống Minh Huy, rõ ràng là địa vị đứng trên Tống Minh Huy. Âu Dương Minh Nhật này là ai? Mạc Phàm tò mò nói. Cậu không biết người này cũng không kỳ lạ, ông ta là hội trưởng hội thương nhân tỉnh Giang Nam lúc trước, hiện giờ là chủ tịch trên danh nghĩa của hội thương nhân, đại lão ẩn hình ở tỉnh Giang Nam. Rất nhiều phú hào bắt đầu kinh doanh từ chỗ ông ta, nhận được nhiều sự giúp đỡ của ông ta, nghe nói thời chiến tranh Âu Dương gia còn quyên góp lượng lớn tiền tài và vũ khí, chống giặc ngoại xâm. Nói một cách ngắn gọn, ông ta là người có năng lực, không có nhiều người biết ông ta lắm, những người biết phải có giá trị bản thân vài tỷ, cho dù là gia chủ Lâm gia, Tống gia, Kiều gia,
Tôn gia và gia tộc khác lúc trước gặp Âu Dương lão gia tử, cũng phải cung kính hành lễ, có thể nói ông ta là người có uy vọng ở tỉnh Giang Nam. Lưu Nguyệt Như nhíu mày nói. Nghe Lưu Nguyệt Như giới thiệu về Âu Dương Minh Nhật, sắc mặt cha Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc khó coi. Không thể không nói Tống gia mời được Ngọa Long. Mạc Phàm chỉ nhướn mày, lập tức thoải mái hơn, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Hắn mở thiệp mời ra nhìn thoáng qua, chữ nhỏ thiếp vàng đập vào mi mắt hắn. Ý đại khái là bảo hắn tụ tập ở Xá Sơn Giang Nam, giải quyết vấn đề giữa Mạc gia và Giang Nam. Thiệp mời là Âu Dương Minh Nhật tự tay viết, trong từng câu chữ lộ ra giọng điệu không thể làm trái. Mạc Phàm cười khẽ, trả thiệp mời cho Lưu Nguyệt Như. Chuyện tôi bảo anh điều tra thế nào rồi? Mạc Phàm hỏi Mộc Phong Nhạc. Tống gia dám trắng trợn làm chỗ giữa các thế lực như vậy, còn tìm hắn đàm phán, chắc chắn sau lưng không đơn giản như vậy. Mạc tiên sinh, tôi đã điều tra được, sở dĩ những gia tộc nghiêng về bên Lâm gia có thể tụ tập lại đối nghịch chúng ta nhanh như thế, một nửa là nhập vào Tống Minh Huy Tống gia. Mộc Phong Nhạc nói. Tôi biết chuyện này, một nửa khác là ai? Mạc Phàm nói. Chuyện Tống gia tham dự hắn biết rồi, hắn muốn biết nửa khác cơ. La gia Mạc Bắc, không biết Mạc tiên sinh biết gia tộc này không? Mộc Phong Nhạc tò mò hỏi. Mạc gia không tiếp xúc với La gia, La gia ở tận Mạc Bắc, vậy mà duỗi tay tới tận Giang Nam, chuyện này làm anh ta cảm thấy rất kỳ lạ. La gia Mạc Bắc sao? Mạc Phàm nhướn mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. La Yên đánh cược thua hắn, hắn còn chưa tìm La Yên tính sổ. La Yên đã trêu chọc tới đỉnh đầu hắn, cô ta nghĩ Mạc Đại Sư Đông Hải hắn nói không à. Bây giờ người La Gia còn ở Giang Nam không? Mạc tiên sinh từng tiếp xúc với người La Gia rồi sao? Xem như là vậy, ha ha. Mạc Phàm cười khẽ, nói chuyện gặp La Gia cho mọi người. Hiện giờ người La Gia không ở Giang Nam, dựa theo tin tức chúng tôi điều tra, người ở sau lưng chỉ huy một nửa thế lực Giang Nam khác đúng là Đại Tiểu Thư La Gia. Mộc Phong Nhạc hiểu ra. Để không ở Giang Nam, vậy để bọn họ nhảy nhót vài ngày đi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Thu phục một nửa thế lực Tống gia trước, rồi đối phó với người bên La gia cũng không muộn. Một đám kiến dám đối phó Mạc gia, hắn sẽ để bọn họ biết cái gì gọi là phách giả hoành lan. Mạc tiên sinh, cậu chuẩn bị đi tham gia đàm phán này sao? Lưu Nguyệt Như nhíu mày hỏi. Nếu bọn họ dám mời tôi đi, sao tôi không dám đi? Mạc Phàm cười nhạt, căn bản không để đàm phán vào mắt. Một Âu Dương Minh Nhật có uy vọng mà thôi, kiếp trước hắn cũng rất nổi danh, Âu Dương Minh Nhật so với Y Tiên Bất Tử hắn, như con kiến với trời xanh, nhưng hắn vẫn không chịu nổi một quyền của quân Khương Lâm. Cũng chỉ có như vậy, nếu không được, chúng ta quay về Đông Hải. Cha Mạc Phàm nói xen vào. Mạc gia bọn họ sắp thành mục tiêu công kích của mọi người, nếu vẫn không giải quyết. Bây giờ còn chưa có vấn đề gì, chỉ bị Giang Nam ghét bỏ, nhưng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Ông vốn không có dã tâm lớn, mở xưởng dược ở Đông Hải cũng rất tốt. Yên tâm đi cha, rời khỏi Giang Nam sẽ không phải Mạc gia chúng ta. Mạc Phàm cho cha một nụ cười yên tâm, nói. Mạc tiên sinh, tôi đi với cậu nhé. Lưu Nguyệt Như hỏi. Người tham gia đàm phán này, bà đều quen cả, có bà đi cùng Mạc Phàm, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Cũng được. Mạc Phàm nghĩ một lát, gật đầu. Hai người cẩn thận một chút. Lão cha Mạc Phàm lo lắng nói. Đối phương mời Âu Dương Minh Nhật tới, chắc chắn đã có chuẩn bị, nếu không sao bọn họ dám gặp Tiểu Phàm. Tôi đã biết. Mạc Phàm cười gật đầu. Nếu như có chuyện, vậy người gặp chuyện là Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy mới đúng. Hắn lên một chiếc xe ben với Lưu Nguyệt Như, đi về Xá Sơn. Xem bọn họ giở trò gì. Tuy Xá Sơn chỉ có 199 mét, nhưng ở trong tỉnh Giang Nam này, đã là ngọn núi cao nhất. Chỗ của Âu Dương Minh Nhật ở nơi cao nhất Xá Sơn, trong biệt thự tư nhân có tên là Xá Sơn Cư, nơi này cũng là nơi đàm phán. Lúc này Âu Dương Minh Nhật mặc trang phục thời đường màu trắng, ngồi trong đỉnh hóng mát ở sân sau biệt thự. Trong đỉnh hóng mát, có một cái bàn và ghế được tạo bởi cẩm thạch ngọc thạch. Mỗi thứ này đều đã vô giá. Mua được một ngôi biệt thự cũng không có vấn đề gì, lại bị bọn họ ngồi dưới người và ở trước người, không thể không nói là không lãng phí. Ngoại trừ Âu Dương Minh Nhật ra, Tống Minh Huy và mười mấy người đàn ông phúc hậu đi giày tây cũng ngồi trên ghế ngọc,
dùng trà thơm và điểm tâm tinh xảo do một đám mỹ nữ mặc sườn xám phục vụ. Một đám người thỉnh thoảng nhìn về phía cửa vào đình hóng mát, vẻ mặt không giống nhau. Lần này chúng ta có thể ép được Mạc đại sư không? Mộc Hồng Bân tân gia chủ Mộc gia nhìn vài lần, không thấy bóng dáng Mạc Phàm, lo lắng hỏi. Sau khi Mộc Hồng Viễn bị Mạc Phàm giết, Mộc gia vì đối đầu Mạc gia, liền đẩy ông ta lên vị trí gia chủ. Nếu là lúc trước, chắc chắn ông ta rất vui. Vị trí gia chủ Mộc gia, ông ta nằm mơ cũng muốn, dù sao cũng là nhất gia chi chủ, không chỉ có quyền lợi trước kia không có, còn có danh vọng. Nhưng hiện giờ ngồi trên vị trí này, ông ta luôn cảm thấy một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu ông ta, khiến ông ta đứng ngồi không yên. Mộc Hồng Bân, ông đúng là không có tiền đồ, đã thành gia chủ rồi, còn nhát gan sợ phiền phức như vậy, chẳng trách người trở thành gia chủ Mộc gia là Mộc Hồng Viễn, không phải ông. Lâm Thiên Thành có vài phần tương tự Lâm Thiên Phong cười mỉa nói. Tuy Lâm Thiên Phong đã chết, nhưng ông ta vẫn không có một chút sợ hãi. Lần này không chỉ có gần nửa thực lực Giang Nam làm chỗ dựa cho ông ta, chỉ cần Mạc Phàm dám động vào một nửa sợi tóc của ông ta, gần nửa thực lực Giang Nam sẽ chèn ép Mạc Phàm. Trừ chuyện đó ra, còn có hai tòa Đại Sơn Tống Minh Huy Tống gia và Âu Dương Lão gia tử, có gì phải sợ? Tôi mà sợ sao, chỉ là tên tiểu tử kia không khác gì con chó điên lắm, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Mộc Hồng Bân cố nặn ra tươi cười nói. Chuyện này ông nên đặt trong tim trong bụng được rồi, trước mặt Âu Dương Lão gia tử và Tống tiên sinh, tên tiểu tử kia còn dám lỗ mãng sao? Lâm Thiên Thành cười nói, vô hình vỗ mông ngựa Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy. Tống Minh Huy cười khẽ, ngoài miệng thì không nói, nhưng trong mắt đều là hưởng thụ. Thực lực của Lâm gia không khác Tống gia bọn họ mấy, Lâm gia hiện giờ chỉ có thể dựa vào Tống gia ông ta mới qua được khủng hoảng, điều này làm ông ta vô cùng vui vẻ. Chỉ cần thu thập Mạc đại sư này xong, Tống gia bọn họ sẽ là gia tộc cường đại nhất Giang Nam. Biểu cảm của Âu Dương Minh Nhật như thường, bỏ chén trà bằng ngọc xuống, liếc mắt nhìn Mộc Hồng Bân một cái nói. Hồng Bân, hôm nay cậu đặt trong tim trong bụng là được, cho dù là chó điên đến chỗ tôi cũng không điên nổi. Âu Dương Minh Nhật gõ bàn ngọc, trung khí mười phần nói. Rõ ràng chỉ là một câu nói, nhưng giống như cho mọi người ở đây uống thuốc an thần. Thấy chưa, lão gia tử đã lên tiếng rồi, còn gì phải lo lắng, chúng ta đợi Mạc đại sư ăn khổ đi. Lâm Thiên Thành cười nói. Ông ta thuận tay ôm một mỹ nữ mặc sườn xám ngồi lên đùi ông ta, đôi tay không thành thật. Trước mắt những người khác sáng lên, một số người cũng bất an như Mộc Hồng Bân, nhao nhao nâng chén với Âu Dương Minh Nhật. Vậy hôm nay xin nhờ lão gia tử rồi. Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để người ta tiếp tục hồ nháo ở Giang Nam. Giang Nam nên đến lúc ổn định lại rồi. Âu Dương Minh Nhật giơ chén lên, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Một Mạc gia nho nhỏ, vừa tới Giang Nam chưa tới một tháng, đã làm lộn xộn Giang Nam đang ổn định. Cứ tiếp tục như thế, Giang Nam vốn ở thế bốn chân vững chắc, sớm muộn gì cũng thành thiên hạ của Mạc gia. Nếu Giang Nam này thành Mạc gia, vậy còn phần Âu Dương Minh Nhật ông ta, tất phải diệt trừ Mạc gia con chuột làm hỏng nồi canh này. Một đám người uống sạch chén trà, tin tưởng tăng lên nhiều, đợi Mạc Phàm đến. Âu Dương lão gia tử không mở miệng, bọn họ còn lo lắng, dù sao Mạc đại sư này dựa vào thực lực bản thân đánh bại Lâm gia nhất mạch. Nhưng hiện giờ tuyệt đối không thành vấn đề. 10 năm trước, Vạn Thiên Tuyệt đến Hoa Hạ đánh bại liên tục 10 đại cao thủ, muốn đặt chân ở Giang Nam, kết quả bị hai chữ của Âu Dương Minh Nhật khiến rời đi. Vạn Thiên Tuyệt không nói hai lời, quả thực không đặt chân ở Giang Nam. Âu Dương lão gia tử nói Giang Nam đến lúc nên ổn định lại, bọn họ nơm nớp lo sợ vài ngày, chắc chắn hôm nay là lúc bọn họ dẫm Mạc đại sư một cước. Được rồi, cuối cùng ngày lành cũng sắp tới. Một lão tổng khác cười thoải mái, cũng ôm một mỹ nữ mặc sườn xám vào trong lòng, những người xung quanh cũng bắt chước. Không lâu sau, không biết người nào kêu lên. Đến rồi. Mọi người nhìn về phía cửa, chỉ thấy Mạc Phàm mặc trang phục thoải mái, Lưu Nguyệt Như đi bên cạnh. Dưới sự dẫn dắt của một mỹ nữ mặc sườn xám, đi trên con đường nhỏ đến chỗ bọn họ. Nhìn thấy hai người, Tống Minh Huy và Lâm Thiên Thành hơi nhếch miệng, cười mỉa. Có máu gà Âu Dương Minh Nhật rồi, trong mắt những người khác cũng lộ vẻ chờ mong. Cuối cùng cũng đến rồi. Hai mắt Âu Dương Minh Nhật khép hờ, khẽ nâng lên liếc nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.
Ông ta sống gần trăm tuổi, có uy vọng và nhân mạch như ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào vọng khí thuật của ông ta. Trên người người bình thường, chỉ có bạch khí nhàn nhạt. Phàm là người nhất định thành châu báu, bạch khí không thành hình như rồng, hổ, thì có màu sắc như tím, vàng, những hình dạng và sắc thái này đại biểu thành tựu khác nhau của những người đó sau này. Ông ta chỉ điểm, giúp đỡ những người đó, không một người nào không có loại khí này. Tuy trên người Mạc Phàm có một tầng bạch khí, nhưng không chỉ không ra gì, còn ẩn ẩn mang theo một chút hắc khí đại biểu cho tử vong. Ông ta biết Mạc Đại Sư trong truyền thuyết là đứa bé chưa tới 20 tuổi, chỉ là không ngờ có bộ dạng này. Nếu không phải Mạc Phàm có thể đi vào biệt thự của ông ta thực hoài nghi biệt thự của ông ta vô cùng tạp nham. Khi Âu Dương Minh Nhật nhìn Mạc Phàm như cảm nhận được liếc nhìn Âu Dương Minh Nhật một cái, hơi nhếch miệng. Lão giả mặc đồ trắng kia là Âu Dương Minh Nhật sao? Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy, Mạc tiên sinh. Lưu Nguyệt như liếc mắt nhìn Âu Dương Minh Nhật với vẻ kiêng kỵ, gật đầu nói. Chẳng trách có uy vọng cao như thế. Mạc Phàm thoải mái nói. Ông già này sử dụng vọng khí thuật với hắn, hắn không nhìn ra sao. Vọng khí thuật này không khác vọng của bác sĩ Trần Bệnh, nhưng có chút khác, nắm giữ vọng khí thuật đồng nghĩa với việc biết sau này người ta có thành quả hay không. Dựa vào thủ đoạn này, ông ta có thể giao tiếp với rất nhiều người sau này sẽ có thành quả, dần dần uy vọng sẽ tích lũy cao. Chỉ là chút tiểu thuật căn bản không lọt vào pháp nhãn của hắn, hắn dùng bừa một loại pháp thuật cũng mạnh hơn vọng khí thuật vô số lần. Chẳng trách, Lưu Nguyệt như nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn đi cùng Mạc Phàm đến trước đình. Mỹ nữ mặc sườn xám đứng trước đình nghỉ mát, hơi cúi người xuống, trước ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Chủ nhân, Mạc tiên sinh đến rồi. Mỹ nữ mở miệng, không ít người nhìn Mạc Phàm và Lưu Nguyệt Như, sau đó đều nhìn về phía Âu Dương Minh Nhật ngồi im trong đình nghỉ mát. Rất lâu sau Âu Dương Minh Nhật mới mở miệng. Tôi đã biết, cất những thứ kia đi. Âu Dương Minh Nhật chỉ bàn ngọc và ghế dành cho Mạc Phàm, cùng với một bộ trà bằng bạch ngọc nói. Ông ta vừa nói xong, mọi người trong đình đều nhếch miệng, cười nhìn Mạc Phàm. Âu Dương lão gia tử muốn cất bàn và ghế của Mạc Phàm, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu. Bọn họ bị một Mạc gia nho nhỏ khiến chật vật như thế, đã sớm kìm nén một bụng hỏa. Thấy một màn này, không ít người cảm thấy sảng khoái trong lòng. Có người còn vươn ngón tay cái ra, thiếu chút nữa nói hay lắm. Nhất là Lâm Thiên Thành, vẻ đắc ý trên mặt càng đậm hơn. Mạc Phàm dám giết người Lâm gia bọn họ, vả mặt Lâm gia, lần này sẽ khiến Mạc Phàm biết cái gì gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Âu Dương Minh Nhật hơi híp mắt, cười lạnh lùng. Một người tầm thường cũng muốn ngồi đối diện ông ta, nằm mơ. Muốn đàm phán, đứng nói chuyện đi. Trong chớp mắt, mọi người trong đình đều cười trêu tức. Cô không nghe lão gia tử nói sao? Lâm Thiên Thành thấy mỹ nữ mặc sườn xám sừng sốt, bất mãn nói. Dạ. Mỹ nữ mặc sườn xám liếc mắt nhìn Mạc Phàm và Lưu Nguyệt như một cái, vội vàng cất bàn ngọc ghế và dụng cụ pha trà. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Một lão nhân biết được chút vọng khí thuật, vậy mà muốn ra oai phủ đầu với hắn. Không đợi hắn mở miệng, Lưu Nguyệt Như đã mở miệng. Âu Dương lão gia tử, Mạc tiên sinh chúng tôi đồng ý tới đàm phán mà ông mời, thì là khách, ông đối xử với Mạc tiên sinh chúng tôi như thế, còn uy danh của lão nhân ra sao? Lâm Thiên Thành thấy Lưu Nguyệt Như mở miệng, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Lưu Nguyệt Như, uy danh của lão gia tử, để một quả phụ lục thân bất nhận như bà tới đánh giá, bà mở miệng ngậm miệng đều là Mạc tiên sinh, chắc được tiểu tử này dạy dỗ trên giường không ít lần rồi. Khi nói chuyện, trong mắt ông ta tràn đầy ghen tị, nhìn Mạc Phàm vân đạm phong khinh bên cạnh. Hai đại mỹ nữ là Lưu Nguyệt Như và Bạch Vô Song đều ở bên cạnh Mạc Phàm, nếu là ông ta sẽ làm hai mỹ nữ này, không để hai mỹ nữ đi làm việc, cuộc sống gia đình tạm ổn chắc chắn sảng khoái muốn chết. Ánh mắt kỳ lạ của mọi người lập tức nhìn Lưu Nguyệt Như và Mạc Phàm. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lưu Nguyệt Như hiện lên vẻ xấu hổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Thành. Lâm Thiên Thành, ông nói linh tinh gì đó. Tôi có nói linh tinh hay không, bà cởi hết để chúng tôi nhìn thì biết, bà có muốn cởi, để chúng tôi trả lại trong sạch cho bà không? Lâm Thiên Thành cười dâm nói. Ông ta vừa nói như vậy, không ít người giơ ngón tay cái với Lâm Thiên Thành. Lâm Tổng Anh Minh. Cởi đi, Lưu Phu Nhân. Có người ồn ào nói.
Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy không nói gì thêm, nhưng đều hơi nhếch miệng, rõ ràng là ngầm đồng ý với hành vi của những người này. Lưu Nguyệt Như nghiến chặt răng, trong mắt lóe lên phức tạp. Bà xuất thân từ giới phú quý, tất nhiên biết người trong giới này có đức hạnh gì, chỉ là không ngờ lúc này cũng vô liêm sỉ như vậy. Nếu Mạc Phàm đồng ý, bà rất thích làm chuyện thiếu nhi không nên nhìn với Mạc Phàm trước mặt những người này, chẳng qua Mạc Phàm thấy bà chướng mắt. Cởi đi. Mộc Hồng Bân cười nham hiểm, ánh mắt nhìn Lưu Nguyệt Như như nhìn kỹ nữ ai cũng làm chồng được. Làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ, ha ha. Các người muốn cởi như vậy sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người đó một cái, lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh. Vẻ mặt Lưu Nguyệt Như sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó hiểu. Lâm Thiên Thành nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ, vậy mà Mạc Phàm muốn Lưu Nguyệt Như cởi đồ. Nghĩ một lát ông ta thoải mái hơn, trận thế hôm nay, không chấp nhận Mạc Phàm không cúi đầu. Không sai, dù sao cậu cũng nhìn chán rồi, nên để chúng tôi nhìn một chút. Trong mắt Lâm Thiên Thành lóe sáng dâm quang, cười nói. Trước mắt những người khác cũng sáng lên, nhìn về phía Lưu Nguyệt Như. Lưu đại mỹ nữ sắp cởi đồ, không dễ thấy đâu. Như các ông mong muốn. Mạc Phàm vung tay, một cơn gió lập tức xuất hiện. Ngay sau đó trong đỉnh hóng mát, ngoại trừ Tống Minh Huy và Âu Dương Minh Nhật ra, mọi người đều cảm thấy người mát mẻ. À, những thị nữ mặc sườn xám kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy đám Lâm Thiên Thành vốn mặc quần áo hoàn chỉnh, hiện giờ chỉ còn mỗi quần lót, có một số người còn không có quần lót. Những bộ quần áo này đều đến người mỹ nữ mặc sườn xám. Hiện giờ đang là tháng 10, gió Giang Nam còn rất lạnh. Một cơn gió thổi tới. Đám Lâm Thiên Thành ôm ngực, thân thể run rẩy. Lưu Nguyệt Như vốn đang hơi tức giận, nhìn thấy bộ dạng chật vật của đám Lâm Thiên Thành, vội vàng che miệng bật cười. Đám Lâm Thiên Thành ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt đau khổ, không còn cười nổi nữa. Bọn họ tưởng rằng người cởi là Lưu Nguyệt Như, ai biết là bọn họ. Tiểu tử, ở chỗ của Âu Dương lão gia tử, Tống tiên sinh cũng ở đây, cậu còn dám ra tay với chúng tôi. Mau trả quần áo lại cho chúng tôi nhanh. Lâm Thiên Thành nghiến răng, tức giận nói. Bọn họ biết Mạc Phàm không dễ nhận thua, nhưng không ngờ Mạc Phàm dám ra tay, không thèm nể mặt Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy. Bọn họ đều mất hết mặt mũi ở hội đàm phán này rồi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Lâm Thiên Thành nói, địa bàn của lão nhân thích nịnh nọt mà thôi. Lão nhân này nể mặt hắn, hắn cũng không chắc cho lão nhân này mặt mũi. Lão nhân này dám cất bàn ghế của hắn đi, ý đồ ra oai phủ đầu, hắn càng không cần cho lão nhân này mặt mũi. Còn Tống Minh Huy, từ lúc vào đây hắn đã không để vào mắt. Quần áo ở ngay cạnh các ông, có bản lĩnh tự mình tới lấy. Sắc mặt đám Lâm Thiên Thành khó coi, không ai giơ tay lấy quần áo của mình, tất cả đều nhìn về phía Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy. Lão gia tử, Tống tiên sinh, hai người xem tiểu tử này không có ý tới đàm phán. Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy bất mãn. Tiểu tử, cậu coi như có chút thủ đoạn, có tư cách ngồi đối diện lão phu, trả quần áo cho bọn họ đi, tôi sắp xếp chỗ ngồi riêng cho cậu. Âu Dương Minh Nhật nâng chén trà lên vênh mặt hất hàm sai khiến nói, giống như đang giáo huấn một hậu bối. Ông ta vừa nói xong câu này, mỹ nữ mặc sườn xám đang định cất bàn ghế dừng lại. Mạc Phàm lắc đầu cười. Từ đầu đến cuối không để ý Âu Dương Minh Nhật. Âu Dương Minh Nhật bảo sắp xếp chỗ cho hắn, xem hắn là đứa bé 3 tuổi chắc. Chỉ là bàn ngọc ghế ngọc mà thôi, có thể lọt vào pháp nhãn của y tiên bất tử hắn. Hắn vươn một tay ra, nắm về phía bầu trời, tựa như giơ tay hái sao. Hai luồng mây trôi nổi trong không trung co rút lại, vậy mà bị hắn nắm xuống thật, bay từ bầu trời tới, tự nhiên rơi xuống phía sau hắn và Lưu Nguyệt Như. Ngồi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói với Lưu Nguyệt Như. Hắn ngồi khoanh chân trên đám mây ngưng mà không tiêu tan, nâng hắn lên cao, như tiên nhân ngồi trong mây. Lưu Nguyệt Như vốn sửng sốt, nhanh chóng phản ứng kịp, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ. Người có thể làm được chuyện này, rõ ràng là thủ pháp tiên nhân. Trước khi đến bà còn hơi lo lắng, bây giờ an tâm hơn không ít. Hai chân bà chồng lên nhau, ngồi trên một đám mây khác, như tiên tử. Sắc mặt đám Lâm Thiên Thành bắt đầu thay đổi, cả đám lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lửa giận thiêu đốt trong lòng. Thịnh Yến đè bẹp Mạc ra,
bị Mạc Phàm xoay liên tục, không tức giận mới lạ. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy bọn họ, khẽ nâng mí mắt, nhìn Âu Dương Minh Nhật và Tống Minh Huy. Hai người muốn đàm phán, bây giờ có thể nói chuyện. Âu Dương Minh Nhật nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Ông ta không sắp xếp vị trí cho Mạc Phàm, vốn định ra oai phủ đầu với Mạc Phàm. Vậy mà Mạc Phàm trích Vân Thành tọa, khiến Mạc Phàm không ngã ngựa, trái lại chính ông ta bị Mạc Phàm đẩy ngã ngựa. Không thể không nói, ông ta xem thường Mạc Phàm rồi. Nhưng gần trăm năm qua, ông ta sớm đã quen như vậy. Còn chưa bắt đầu đàm phán, đợi coi. Một người chẳng ra gì, lợi hại đến mấy. Nếu mọi người đến đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi. Minh Huy, lần này là cậu tập hợp mọi người tới chỗ lão phu, cậu tới nói đi. Âu Dương Minh Nhật khép hờ mắt, không có chút tức giận, nói. Dạ, lão gia tử. Tống Minh Huy đứng dậy, khiêm tốn cúi người với Âu Dương Minh Nhật. Chắc tất cả mọi người đều biết rõ chuyện ở Giang Nam mấy ngày nay rồi, tình huống hiện giờ không cần tôi nhiều lời lắm, cứ tiếp tục như vậy, không chỉ không có chỗ tốt đối với bên Lâm gia và Mạc gia. Thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Giang Nam, cho nên tôi và Âu Dương lão gia mời hai bên tới đây, hòa khí sinh tài, mọi người ngồi xuống nói chuyện một chút, hy vọng có thể giải quyết chuyện này, trả lại bình yên cho 2.000 vạn người Giang Nam. Tống Minh Huy nói rõ đạo lý. Muốn giải quyết hòa bình cũng được, thứ nhất, Mạc Đại Sư giết nhiều người trong gia tộc tôi như vậy, nhất định phải xin lỗi chúng tôi trước, thứ hai sao, Mạc gia quay về Đông Hải. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu không tài sản của Mạc gia ở đây sẽ bị đóng băng. Lâm Thiên Thành hừ lạnh một tiếng nói, không có ý thương lượng. Không sai, Mạc gia ở Giang Nam một ngày, Giang Nam sẽ không yên một ngày, tôi thấy Mạc gia nên quay về Đông Hải tốt hơn. Một lão tổng khác đập bàn, tức giận nói. Hai người vừa mở miệng, những người khác đều gật đầu nói phải. Mạc gia rời khỏi Giang Nam mới là Giang Nam lúc trước. Lưu Nguyệt như nhíu mày, trong mắt lộ ra chút giận dữ. Nếu là như vậy, tôi cảm thấy Mạc tiên sinh chúng tôi không có gì để bàn với các người. Vốn là Lâm gia ra tay với Mạc gia trước, Lâm gia thua, lại thành người bị hại giải oan kêu khổ ở đây. Nếu Mạc gia thua, chỉ sợ Mạc gia đã thành cô hồn dã quỷ. Lưu phu nhân đừng gấp, nếu là đàm phán, tất nhiên có đến có đi. Tống Minh Huy tươi cười hiền lành, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Đại Sư thì sao, cậu có cách nghĩ gì, nếu cứ cố chấp, không có lợi với Mạc gia cậu đâu. Ông cảm thấy những lời bọn họ nói có khả năng sao? Mạc Phàm cười khẽ, khinh thường nói. Bảo Y Tiên bất tử hắn xin lỗi, những người này nhận nổi sao? Còn Mạc gia rời khỏi Giang Nam, nghĩ ngu ngốc quá đó. Nếu là như vậy, chúng ta không còn gì để bàn rồi, xin lỗi và Mạc gia rời khỏi Giang Nam là điểm mấu chốt của chúng tôi. Hai tay Lâm Thiên Thành ôm ngực, lạnh lùng nói. Những người khác cũng là cùng chung mối thù, không có sợ hãi. Không đồng ý thì kéo dài, chẳng qua mọi người tiêu hao một chút, xem Mạc gia tiêu hao nhiều hơn, hay là bọn họ. Bọn họ không tin Mạc Phàm còn dám giết người. Lâm Tổng, nếu đàm phán thì là ngươi lui ta nhường, các ông có thái độ như vậy, tôi và Âu Dương lão gia không có biện pháp giúp các ông hòa giải rồi. Tống Minh Huy giả bộ tức giận nói. Vậy để lão gia tử nói một câu công đạo đi, lão gia tử bảo chúng ta làm gì thì chúng tôi sẽ làm đó, như vậy đủ thành ý chưa? Trong mắt Lâm Thiên Thành lóe lên giảo hoạt. Không sai, chúng tôi tin Âu Dương lão gia tử. Những người khác cũng nói. Lâm Tổng anh minh, vậy Mạc tiên sinh thì sao? Âu Dương lão gia tử là tiền bối công bằng chính trực nhất tỉnh Giang Nam chúng ta, ông ấy sẽ đối xử công bằng với hai bên, cậu có ý kiến gì không? Tống Minh Huy cười khẽ, nói với Mạc Phàm. Các ông có thể nói xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiền tài là con số đối với hắn, nhưng hôm nay phải giải quyết xong chuyện này, xem trong hồ lô của đám người này có thứ gì. Được rồi, lão gia tử, tất cả mọi người đều rất tin tưởng ông xem ông cho bọn họ biện pháp giải quyết đi. Tống Minh Huy làm tư thế mời nói. Âu Dương Minh Nhật khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Yêu cầu của các cậu. Tôi đã hiểu được đại khái, nếu đều có ý hòa giải, vậy thì mỗi người lùi một bước, đám Lâm Thiên Phong bị giết cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão, không thể trách người khác, để Mạc Phàm xin lỗi thì không cần, nhưng... Âu Dương Minh Nhật dừng một lát. Mạc gia phải rời khỏi Giang Nam,
công ty của Mạc Gia ở Giang Nam thuộc về Lâm Gia và mấy gia tộc khác, để bồi thường sau này Đông Hải, Tây Hồ, Nam Sơn Bắc Xuyên đều của Mạc Gia, tài sản của Lâm Gia và những gia tộc khác ở đây đều thuộc về Mạc Gia. Mạc Gia không thể tiến vào Giang Nam, gia tộc khác cũng không thể tiến vào bốn khu vực đó làm ăn, mọi người cảm thấy thế nào? Âu Dương Minh Nhật nói tiếp. Cái gì, Mạc Gia không chỉ không cần xin lỗi, hơn 10 triệu tài sản của Phương Gia ở Tây Hồ đều thuộc về Mạc Gia sao? Mắt Phương Thần Tinh mở to, không tình nguyện nói. Chu gia chúng tôi cũng có hơn 20 triệu ở Nam Sơn đó. Tân gia chủ Chu gia nói. Thế nào, các cậu có ý kiến? Âu Dương Minh Nhật lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người này nói. Lão gia tử đã nói vậy, chúng tôi chịu thiệt cho Mạc Gia là được, không phải chỉ là mấy trăm triệu tài sản sao, chỉ cần Mạc Gia rời khỏi Giang Nam là được. Lâm Thiên Thành giả mù sa mưa nói, giống như ông ta bị tổn thất nặng lắm. Khi nói chuyện, trong mắt ông ta lóe lên đắc ý. Lão gia tử mở miệng, Mạc Gia còn không nhanh cút khỏi Giang Nam. Vừa rồi Mạc Phàm đã đắc tội Âu Dương Minh Nhật. Âu Dương Minh Nhật đã không so đo Mạc Phàm trẻ người non dạ rồi. Mạc Phàm từ chối Âu Dương Minh Nhật nữa, tương đương với đối nghịch Âu Dương Minh Nhật, vậy đợi Âu Dương Minh Nhật trả thù đi. Tiểu tử, ý Mạc Gia cậu thế nào? Âu Dương Minh Nhật liếc mắt nhìn Mạc Phàm và Lưu Nguyệt như một cái, lạnh như băng hỏi. Đám Lâm Thiên Thành nhìn Mạc Phàm với vẻ đắc ý, đợi Mạc Phàm lựa chọn. Mạc Phàm nhíu mày, ánh sáng lạnh lóe lên. Âu Dương Minh Nhật này không chỉ không bảo hắn xin lỗi, còn đưa bốn thành phố quanh Giang Nam cho Mạc Gia bọn họ, ngay cả tài sản của Lâm Gia và mấy gia tộc khác ở đó cũng thành của Mạc Gia. Nhìn thì như thiên vị Mạc Gia bọn họ, thực ra là thiên vị đám Lâm Thiên Thành. Đông Hải, Bắc Xuyên thì khỏi phải nói, Nam Sơn có Tưởng Gia, Tây Hồ hiện giờ có Tôn Gia, bốn thành phố này gần như nằm trong tay hắn. Nếu hắn muốn lấy, giơ tay là lấy được. Âu Dương Minh Nhật làm như vậy. Tương đương bảo hắn lấy mấy ngàn triệu đất Mạc Gia ở Giang Nam, đi mua thứ thuộc về mình. Chuyện này như hắn ở thành Bắc Kinh, nhưng muốn bắt thành Bắc Kinh đổi lấy vùng lớn ngoại thành đã thuộc về hắn, bọn họ tính toán hay quá nhỉ? Bà cảm thấy chúng ta có đồng ý không? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, hỏi Lưu Nguyệt Như. Tôi cảm thấy không được. Lưu Nguyệt Như nhíu mày do dự nói. Bà dốc sức làm ăn 20 mấy năm trên thương trường. Tất nhiên nhìn ra được Âu Dương Minh Nhật đang thiên vị đám Lâm Thiên Thành, cố gắng chèn ép bọn họ. Đáp án của chúng tôi là, không được. Mạc Phàm quay đầu, lạnh nhạt nói. Rõ ràng là một quyết định vô cùng quan trọng, ở chỗ hắn đơn giản như ném một đồng xu. Lưu Nguyệt Như không có thực lực như hắn, vẫn biết từ chối Âu Dương Minh Nhật, hắn có thể đồng ý được sao? Hắn vừa nói những lời này, không ít người ở đây nhướn mày, mùi thuốc súng tràn đầy trong đỉnh hóng mát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.